Cũng đúng, trước mắt Ngô Tài Dương cũng chỉ có một cháu ngoại. Tuy Liên Nhược Hạm lại mang thai, nhưng đứa trẻ còn chưa rõ có phải là con gái hay không. Nhưng rõ ràng là, Liên Nhược Hạm sẽ đem đứa nhỏ chưa ra đời ở lại nước ngoài để nuôi dưỡng, không trở về nước. Nói cách khác, trước mắt, Ngô Tài Dương ngoại trừ Liên Hạ ra, không có người nào khác để trông cậy vào. Không yêu thương mới là lạ. Ngô Tài Dương lại là trưởng ban tổ chức trung ương. Ông ta cũng là một người già, hiện tượng cách bối thân ông nội thương con trai, nhưng càng thương cháu trai hơn, ở trên người ai đều có thể ứng nghiệm, mặc kệ ông ta là người buôn bán nhỏ hay là quan lớn quyền quý. Đến rồi à? Ngô Tài Dương thản nhiên nhìn Hạ Tưởng bắt chuyện, hoàn toàn coi hắn như người nhà. Vừa mới đến, Hạ Tưởng cũng rất lạnh nhạt trả lời một câu, hoàn toàn là khẩu khí của thế hệ sau. Ngô Tài Dương buông Liên Hạ ra, Liên Hạ chạy tới ôm lấy Hạ Tưởng. Hạ Tưởng bỗng nhiên mới chợt nhớ đến, hôm nay không phải là cuối tuần, sao Liên Hạ lại không đi học? Ngô Tài Dương đoán được thắc mắc trong lòng Hạ Tưởng, nói. Liên Hạ bị cảm, hôm nay vừa mới khỏe lại, ông cụ muốn thằng bé nghỉ thêm một ngày mới đi học tiếp. Sau đó từng bước một đi về chỗ có bóng cây ở trong sân. Hạ Tưởng hiểu ý, đi theo phía sau Ngô Tài Dương. Lúc này ông cụ hẳn đang nghỉ trưa, mà hành động này của Ngô Tài Dương hiển nhiên là có chuyện muốn nói với hắn. Ngồi ở chiếc ghế mây mà trước kia ông cụ thích nhất, vẻ mặt Ngô Tài Dương đầy thư thái nhàn hạ. Khó trách được hôm nay ông ta lại cố ý ở nhà không đi làm. Dù chưa nói rõ, cũng khẳng định là cố ý chờ Hạ Tưởng. Nhược Hạm ở nước ngoài, cũng không biết thế nào. Câu đầu tiên Ngô Tài Dương nói không phải quốc gia đại sự, mà là chuyện gia đình. Nói đến số lần Hạ Tưởng và Ngô Tài Dương cùng nói chuyện cũng không ít, nhưng gần đây hình như chưa từng đối mặt nói chuyện về Liên Nhược Hạm. Hôm nay Ngô Tài Dương chủ động đề cập tới, cũng chính là ở trước mặt Hạ Tưởng thật sự gỡ bỏ sự ngụy trang, lộ ra mặt thật. Hạ Tưởng cũng biết quan hệ cha con giữa Liên Nhược Hạm và Ngô Tài Dương, tuy có cải thiện nhưng do xa cách đã lâu, không thể đạt được sự hòa hợp. Sau khi Liên Nhược Hạm xuất ngoại, có thể biết cô lại càng ít liên hệ với Ngô Tài Dương. Ngô Tài Dương cũng già rồi, cho dù sang năm có thể lên tới ủy viên thường vụ, trở thành một trong mấy người cấp cao nhất trong nước, sau khi về nhà, ông ta cũng chỉ là một ông lão bình thường, cũng cần có người thân che chở, cũng cần người nhà làm bạn. Con gái duy nhất của ông ấy lại bất hòa, vẫn không chịu thân cận với ông ấy, đối với ông ấy mà nói, cũng là đau lòng khôn xiết. Nhược Hạm cũng khá tốt, cô ấy rất có bản lĩnh, tôi cũng không lo lắng lắm. Hạ Tưởng cố ý nói thoải mái một chút. Trong tay Nhược Hạm có chút tiền, nhưng chi phí ở nước ngoài rất lớn, cũng không biết có đủ dùng hay không. Các bậc làm cha làm mẹ trong thiên hạ đều giống nhau, con gái dù đã lớn nhưng trong mắt bọn họ vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Ngô Tài Dương rất quan tâm tới cuộc sống Liên Nhược Hạm. Cậu về mặt kinh tế luôn hạn chế tiết kiệm, nếu cần tiền, cứ việc nói. Hạ Tưởng hơi cảm động. Lần đầu tiên, Ngô Tài Dương nhắc tới vấn đề tiền nong ở trước mặt hắn, quả thật chứng minh tận sâu trong lòng, ông ta đã xem hắn như người nhà. Hắn và nhà họ Ngô tiếp xúc nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng có bất cứ ai trong nhà họ Ngô đề cập qua bất luận yêu cầu gì, bao gồm cả phương diện tiền tài. Thời gian là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý. Tương tự vậy, thời gian cũng là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm nhân phẩm. Tuy nhiên điều khiến Hạ Tưởng cảm thấy dở khóc dở cười chính là, Ngô Tài Dương có tầm nhìn chính trị, trí tuệ chính trị cũng rất cao, nhưng ở phương diện nhận diện con người còn có khiếm khuyết, hoặc là nói không âm thầm điều tra người khác. Hắn âm thầm có được bất động sản Giang Sơn, riêng bất động sản Giang Sơn có hơn 1 tỷ có thể trực tiếp thao túng. Tuy rằng tài sản trong tay của hắn rất bí mật, nhưng nếu Ngô Tài Dương thật sự muốn cẩn thận điều tra, cho dù không điều tra rõ ràng, cũng ít nhiều có thể tra được một chút manh mối từ hắn. Hiển nhiên không có, cũng chứng minh Ngô Tài Dương là một người đối nhân xử thế chính trực. Rất buồn cười là Ngô Tài Dương còn tưởng rằng Liên Nhược Hạm sẽ thiếu tiền. Lấy thực lực của Liên Nhược Hạm, muốn nói cô thiếu tiền, toàn bộ thế giới đều sẽ mỉm cười. Tuy nhiên Hạ Tưởng càng cười lớn ở trong lòng, trái tim hắn vui mừng khi thấy Ngô Tài Dương yêu con gái tới vậy. Dù sao, Liên Nhược Hạm vẫn là người con gái mà hắn thương yêu. Dù sao, Ngô Tài Dương cũng là cha đẻ của Liên Nhược Hạm. Nhược Hạm không thiếu tiền, tôi cũng đã hỏi qua cô ấy, với năng lực của cô, trưởng ban Ngô có lẽ sẽ không thể tưởng tượng được. Hạ Tưởng vẫn hàm xúc nói. Tôi cũng không thiếu tiền, cảm ơn trưởng ban Ngô quan tâm. Ngô Tài Dương khoát tay,
chuyện nhà đã nói xong, lại nói đến vấn đề chính. Vấn đề của tỉnh Tề, vấn đề của Hà Giang Hải, cậu tính làm sao bây giờ? Trước kia, Hạ Tưởng và Ngô Tài Dương cũng không ít lần bàn luận về việc chính trị, nhưng phần lớn thời điểm chỉ nói sơ qua, rất ít khi thảo luận đầy đủ cụ thể đến từng việc nhỏ. Nhưng hôm nay, Ngô Tài Dương mở miệng trực tiếp nói về sự kiện cụ thể trên, có thể thấy được thế cục tỉnh Tề đã tác động tới mọi người ở cấp cao trung ương. Hạ Tưởng ở trước mặt Ngô Tài Dương sẽ không nói dối, suy nghĩ một hồi, hắn nói. Lý Ninh Sơn không thích hợp giữ chức bí thư thành ủy thành phố Lỗ. Vấn đề Hà Giang Hải, để Hà Giang Hải từ chức là chấm dứt. Ngô Tài Dương hơi sửng sốt, sau đó lại lắc đầu cười, giơ tay vỗ vỗ vào bả vai Hạ Tưởng. Cậu thật sự là một cao thủ trông gió bẻ lái, chuyển hướng gió cũng quá nhanh, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ vì mâu thuẫn trước kia với Hà Giang Hải, mà muốn không thuận theo, không tha thứ chứ. Hạ Tưởng mỉm cười. Tôi hơi trẻ tuổi một chút, nhưng khẳng định sẽ không hành động theo cảm tính. Mâu thuẫn trước kia của tôi và Hà Giang Hải là xử lý sự việc chứ không xử lý con người. Hiện tại sự kiện Hà Giang Hải dừng ở đây cũng là xử lý sự việc chứ không xử lý con người. Toàn bộ đều xuất phát từ kế hoạch lớn ở tỉnh Tề. Được. Ngô Tài Dương dùng sức vỗ vào bả vai Hạ Tưởng. Tôi còn lo lắng cậu sẽ không thay đổi cách nhìn nhận, không ngờ cậu đã làm theo ý nghĩ. Hạ Tưởng, cậu ở tỉnh Tề, so với trước kia thành thục hơn nhiều, tôi rất vui mừng. Cảm ơn trưởng ban Ngô khích lệ, tôi còn có chỗ cần tiến bộ hơn nữa. Hạ Tưởng theo bản năng nói một câu khiêm tốn. Ngô Tài Dương cười ha hả. Giờ không có người ngoài, ở trước mặt tôi, cậu không cần mất tự nhiên như vậy. Ở trước mặt Hạ Tưởng, lần đầu tiên Ngô Tài Dương lộ ra một khuôn mặt vô cùng tùy ý rất hiếm thấy. Sự tình làm cho Hạ Tưởng giật mình, còn ở phía sau. Cậu cũng biết, bí thư thành ủy phẩm Đô Lý Vinh Thăng, là người của đoàn hệ. Hiếm khi nào Ngô Tài Dương lại đặc biệt trực tiếp thảo luận với Hạ Tưởng về những vấn đề nổi bật trên cục diện chính trị tỉnh Tề và trong nước, cũng không biết có phải liên quan đến việc bệnh tình của ông cụ họ Phó cùng với thế cục của bước tiếp theo trong nước hay không. Phẩm Đô là một thành phố quan trọng tại tỉnh Tề, một trong hai thành phố cấp phó tỉnh, có tác dụng chiến lược vô cùng quan trọng, có thể hình thành sự kiềm chế hữu hiệu đối với thành phố Lỗ cùng với tỉnh ủy tỉnh Tề. Mà vấn đề tỉnh Tề tồn tại đã lâu, nhất thời Trung ương cũng khó có thể trị tận gốc. Cũng không phải Trung ương nhất định phản đối người Tề trị tỉnh Tề. Vấn đề ở chỗ, chỉ cần cán bộ cấp cao của tỉnh ủy tỉnh Tề không ứng phó một cách tiêu cực đối với chính lệnh của Trung ương là được. Tình hình đuôi to khó vẫy từng xuất hiện tại tỉnh Lĩnh Nam, cho nên từ sau năm 2000, nhân vật số 1 ở Lĩnh Nam sẽ không còn do người Lĩnh Nam giữ chức. Tỉnh Tề tuy rằng là tỉnh có nền kinh tế lớn đứng thứ hai, nhưng cũng không biết cố ý đi vào, còn đi ra xuất phát từ suy xét về mặt chính trị, bí thư tỉnh ủy tỉnh Tề, theo tiền lệ chỉ có ủy viên bộ chính trị kiêm nhiệm, từ nay về sau, sẽ không còn. Kỳ thật bất cứ việc gì đều có thể tuần hoàn theo đạo lý giềng kéo lên thì mắt lưới căng ra, nắm lấy mấu chốt, mọi vấn đề sẽ có phương pháp giải quyết. Muốn làm cho tỉnh Tề nghe lời, chỉ cần bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh cùng trung ương một lòng thì đều có thể. Ở một thời gian và không gian khác, thời kỳ Hạ Tưởng ở tỉnh Tề, bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh là người tỉnh Tề, vẫn là trường hợp đặc biệt. Mà hiện tại, bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh đều là người tới từ trung ương, trên thực tế, trung ương đã vì hóa giải cục diện khó khăn ở tỉnh Tề, cũng nắm giữ được quyền chủ động. Nhưng cán bộ trung tầng tỉnh Tề mới là căn bản. Kỳ thật cán bộ trung tầng các tỉnh cũng phần lớn là người của tỉnh đó, chỉ có phó tỉnh trở lên mới có thể là cán bộ giao lưu từ tỉnh khác. Và so sánh với tỉnh khác, tỉnh Tề ở thềm lục địa, quan niệm khu vực vô cùng mãnh liệt, xác định có tính bài ngoại. Đó cũng là nguyên nhân căn bản khiến người từ bên ngoài mới đến tỉnh Tề cho dù là bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh, cũng khó khai triển công tác. Cho nên, Tổng Bí Thư muốn mượn cơ hội này, nắm giữ thành phố Lỗ. Nếu hai thành phố lớn cấp phó ăn khớp với nhau. Ngô Tài Dương nói thoải mái về đại cục và tình hình chung của tỉnh Tề và trong nước, nhờ đó, vì bước tiếp theo của Hạ Tưởng, vạch ra một đường lớn mặc dù không bằng phẳng nhưng thận trọng. Một điều đủ để giữ cân bằng phái phản đối, và thuận theo ý của Tổng Bí Thư, đồng thời đạt tới đường lớn sáng lạng khiến phái bình dân hài lòng, cũng khiến Hạ Tưởng mở rộng tầm mắt, mà được Ngô Tài Dương hỗ trợ, khác nào như hổ thêm cánh. Vừa ngồi với nhau, hắn và Ngô Tài Dương đã nói chuyện hơn một giờ rồi. Hình tượng Ngô Tài Dương ở trong mắt Hạ Tưởng luôn luôn là nghiêm túc có thừa,
không đủ thân và không đủ hòa nhã. Khi cùng hắn nói chuyện, giọng điệu phần lớn cũng là giải quyết việc chung, hoặc là có thái độ cấp trên. Hôm nay, lần đầu tiên, ông ta lấy chuyện nhà ra nói chuyện, thoải mái nói về đại sự, cũng lần đầu tiên khiến Hạ Tưởng hiểu được quan niệm đường lối chính trị ban đầu của Ngô Tài Dương. Hạ Tưởng vẫn cho rằng, Ngô Tài Dương thân là nhân vật đại biểu cho thế lực gia tộc. Trên mặt chính trị thì bảo thủ có thừa mà tiếp nhận cái mới lại không đủ, lại bởi vì thân là trưởng ban tổ chức cán bộ, chỉ chú ý đấu tranh nhân sự mà sao nhãng dân sinh. Không ngờ, Ngô Tài Dương mượn thế cục tỉnh tề, mượn việc Hà Giang Hải có khả năng dẫn tới một loạt hậu quả, khi trình bày cái nhìn và sách lược ứng đối trước mặt hắn. Hạ Tưởng mới biết được, trước kia hắn vẫn chưa hiểu biết hết Ngô Tài Dương. Kỳ thật Ngô Tài Dương là một chính trị gia có khát vọng cũng có hoài bão. Ông ta cũng hy vọng xã hội yên ổn, dân chúng giàu có, cũng hy vọng quốc gia hùng mạnh, kinh tế phát triển, cũng căm hận tham quan. Tuy rằng bản thân ông ta là nhân vật số một của cơ cấu quản lý nhân sự cao nhất trong đảng nội, lại không e dè làm các loại khiếm khuyết của đảng chấp chính. Thậm chí ngay cả chỗ thiếu sót chí mạng cũng trực tiếp triển khai nói, biểu hiện đầy đủ phong phạm của một chính trị gia biết tu dưỡng, chịu trách nhiệm. Hạ Tưởng âm thầm kính nể. Kỳ thật Hạ Tưởng từng tiếp xúc với chuyên viên ở trường Trung ương Đảng và Viện Khoa học Xã hội nên cũng biết rõ, lãnh đạo cao cấp của Đảng, cùng với những người đa mưu túc trí đứng phía sau, đều rõ ràng những vấn đề xã hội không thể tránh né được do việc thiếu sót trong chế độ, dù đã cố gắng tìm tòi một con đường tốt, thích hợp, mà không phải chỉ mô phỏng gần với sự phân chia quyền hành ở phương Tây. Bởi vì tình hình trong nước có sự khác biệt, giác ngộ chính trị của dân chúng không giống nhau. Chưa chắc tuyển cử có thể thực sự mang đến dân chủ. Dân chủ không phải khẩu hiệu, không phải mở mấy lá phiếu bầu là có thể thức tỉnh. 18 người qua đường nhìn thấy một gã đi ô tô nghiền đè một cô bé, lại làm như không thấy, lạnh lùng tới mức làm người ta giận sôi lên. Nếu đem phiếu bầu giao cho bọn họ, còn muốn cho rằng phiếu bầu trong tay bọn họ thật sự tương đối dân chủ. Bọn họ ngay cả sinh mạng cũng coi thường, vậy bàn luận dân chủ với họ khác gì đàn gảy tai trâu. Lại có tin tức phỏng vấn người qua đường mặc quần cộc, hỏi anh ta nhìn nhận thế nào về hiện tượng xã hội, anh ta trả lời anh ta chỉ là người qua đường, làm sao có thể bàn chuyện của cả một dân tộc. Một dân tộc, ngay cả chuyện bên cạnh mình cũng có thể thờ ơ, mọi chuyện đều lấy việc không liên quan để đối đáp. Anh còn có thể trông cậy vào một phiếu thần thánh mà bọn họ bỏ vào. Ngô Tài Dương thân là đại biểu của thế lực gia tộc. Kỳ thật đối với phân phối tài nguyên trong nước cũng vẫn không có cảm giác đau lòng sâu sắc và nghiêm trọng. Khác với những quan niệm của không ít con nhà quan, con nhà giàu mới nổi chỉ để ý xem cuộc sống của tôi được đoàn tụ sum vầy đâu thèm quan tâm đám dân nghèo hôi thối các anh đó là, trong lý niệm của ông, rất có mặt vì thiên hạ, làm việc công không cầu lợi. Mặc dù theo Hạ Tưởng, sự vô tư của Ngô Tài Dương được xây dựng trên cơ sở thể diện vô cùng của chính mình, nhưng cũng đáng để khen ngợi, giống như quan niệm. Nghèo thì chỉ lo thân mình, giàu thì giúp đỡ thiên hạ, một người, chỉ khi chính mình cơm no áo ấm, mới có dư sức nói đến lý tưởng, nói đến khát vọng. Suy nghĩ của Ngô Tài Dương rất giản dị, cũng rất chân thật. Theo ông ta, là một người không có khả năng tách rời dân chúng mà một mình sống cuộc sống hạnh phúc, tự mình xây dựng một biệt thự nguy nga lộng lẫy, vừa ra khỏi cửa, đã nghe tiếng kêu than dậy khắp trời đất, rác rưởi đầy đất, thì sẽ có cái gì đáng nói là hạnh phúc. Xã hội là một gia đình lớn, cá nhân có được nhiều của cải, địa vị xã hội cao tới đâu, nếu không thể thành lập nền móng, chia sẻ sung sướng với dân chúng thì khác gì xây nhà cao tầng trên bờ cát, sớm muộn gì cũng sập. Lại lấy ô nhiễm môi trường ở Bắc Kinh làm ví dụ. Quan lớn quyền quý, có thể phân chia phạm vi thế lực, có thể có đặc quyền không cho dân chúng tiến vào nơi ở, có thể dùng nhân công xây dựng một nơi hoàn toàn im lặng để hưởng. Nhưng trừ phi anh không ra cửa. Đi ra ắt sẽ kẹt xe. Cho dù có xe cảnh sát mở đường, cũng cần thời gian và tinh lực. Lại nữa, có trốn cũng không sao trốn thoát khỏi không khí ô nhiễm, dù có đặc quyền, cũng là ở dưới cùng bầu trời xanh, cùng hô hấp không khí không sạch sẽ, cảm giác tài trí hơn người còn được bao nhiêu. Chỉ có điều rất nhiều người trong đó lại không suy nghĩ sâu xa, cho rằng có thể giỏi hơn nhân dân, hôm nay hiện tại trái đất đều thành một gia đình. Ai có thể trốn thoát được hiệu ứng nhà kính càng ngày càng nghiêm trọng và vĩnh viễn không đạt được nhận thức chung về vấn đề khí thải. Một chính trị gia chân chính, cùng với việc đề cao tố chất bản thân đồng thời dẫn đường xác định phương hướng chính xác cho dân chúng, càng phải có lòng thương sinh linh, dám vì thiên hạ mà dũng cảm và quyết tâm, ở vị trí nào nghĩ việc chỗ đó, nguyện vì tương lai của đất nước,
vì sự hưng thịnh của dân tộc và hạnh phúc của dân chúng, kính dâng tâm huyết cả đời. Nếu nói, Ngô Tài Dương ngay thẳng khiến Hạ Tưởng thấy được một hình tượng Ngô Tài Dương lo cho nước, lo cho dân mà hắn chưa bao giờ phát hiện ra. Thế cục cụ thể ở tỉnh Tề như vậy, quan niệm chính trị của Ngô Tài Dương trong ổn định cầu tiến, hiện tại lại thấy thể hiện không sót một điều gì trước mặt Hạ Tưởng. Ngô Tài Dương chẳng những hoàn toàn tán thành thế cục tỉnh Tề tới Hà Giang Hải là chấm dứt, còn phản đối nha nội sáng tối nhúng tay vào thế cục, càng phản đối tập đoàn Thiên Giang đến thành phố Lỗ đầu tư, bởi vì, ứng cử viên bí thư thành ủy thành phố Lỗ Lý Tưởng trong cảm nhận của Ngô Tài Dương là Lý Đồng. Lý Đồng thân là người tỉnh Tề, do anh ta giữ chức ở bí thư thành ủy thành phố Lỗ, càng dễ dàng vì người tỉnh Tề hoặc nói là người thành phố Lỗ tiếp nhận, hơn nữa Lý Đồng lại là thị trưởng, tiếp nhận chức vụ bí thư thành ủy lại, thuận lý thành trương, chủ yếu còn có một điểm, suy nghĩ chấp chính của Lý Đồng khá ổn thỏa, mặc dù hơi bảo thủ, nhưng cũng tạm được. Lại thêm một bí mật không thể cho người khác biết là, Lý Đồng không phải ứng cử viên tổng bí thư vừa ý, nhưng anh ta cũng là dòng chính của Ngô Tài Dương. Khi Ngô Tài Dương nói tình hình thực tế cho Hạ Tưởng quả thực giật mình kinh hãi, bởi vì Lý Đồng chưa bao giờ nói qua quan hệ mật thiết giữa anh ta và Ngô Tài Dương. Không ngờ, Ngô Tài Dương ở thành phố Lỗ cũng có một dòng chính ẩn núp vô cùng sâu, nếu không phải Ngô Tài Dương chính miệng nói ra, Hạ Tưởng cũng không biết sẽ còn chẳng hay biết gì trong bao lâu. Cũng cho Hạ Tưởng một bài giảng sinh động, trên chính trị, anh vĩnh viễn không biết bằng hữu hoặc đối thủ sau này của anh, rốt cuộc là ai. Ngô Tài Dương cười vỗ vỗ bả vai Hạ Tưởng, rất kiên định nói một câu. Sự tình của Lý Đồng, bây giờ còn chưa có chút tin đồn nào truyền ra, ngay cả chính anh ta cũng không biết. Tuy nhiên tôi tin tưởng, anh ta sẽ mãn nguyện, cũng mong cậu chuyển lời tới cổ thu thật, tôi sẽ ủng hộ ứng cử viên thị trưởng thành phố Lỗ mà Tổng Bí Thư đề danh, còn có ứng cử viên Bí Thư Đảng ủy Công an tỉnh Tề. Lời nói của Ngô Tài Dương, có hai tầng ý nghĩa sâu xa, một là tạo cho Hạ Tưởng một ân tình không nhỏ, khiến Hạ Tưởng đầu tiên âm thầm tiếp đón Lý Đồng. Một khi sự việc đã thành, Lý Đồng sẽ hiểu rất rõ điều gì đã xảy ra trong đó, sẽ cho rằng Hạ Tưởng nói thay cho anh ta. Anh ta sẽ tự nhận mình thiếu Hạ Tưởng một ân tình. Hai là tâm ý Ngô Tài Dương đã quyết, mặc kệ Tổng Bí Thư muốn đề danh ai lên, ông ta cũng phải kiên trì đề danh Lý Đồng, nhưng việc chọn người kế nhiệm chức thị trưởng và người kế nhiệm Hà Giang Hải, sẽ có nhượng bộ tất yếu. Hạ Tưởng, lại một lần nữa thành một cầu nối mấu chốt, đồng thời, cũng vì hợp tác chân thành sau này giữa hắn và Lý Đồng, gây dựng cơ sở kiên cố. Kỳ thật một ngày trước khi đến Bắc Kinh, ý định ban đầu của Hạ Tưởng là chỉ gặp cổ thu thật, giờ lại nghe được một chút từ miệng Ngô Tài Dương, sau đó lại cùng ông cụ họ Ngô tâm sự về cục diện nhà họ Phó sau này. Chuyện tình thứ nhất, thuận thế hoàn thành. Chuyện tình thứ hai, xuất hiện bất ngờ. Trong mắt hắn, Ngô Tài Dương đã thay đổi rất nhiều, có lẽ không thay đổi, chỉ có điều ở trước mặt hắn cuối cùng lại lộ ra một bộ mặt chân thật mà thôi, khiến cho Hạ Tưởng ngoài ý muốn thu hoạch được rất nhiều. Cũng càng làm cho hắn bình tĩnh tìm ra phương pháp quyết định sau này nên ra tay làm sao, ở chỗ nào tại tỉnh Tề. Khi nói chuyện xong, mới phát hiện đã sang đầu buổi chiều. Hạ Tưởng mới nhớ tới, trên máy bay hắn mới ăn một chút, giờ đã sớm đói bụng. Sau đó con trai liền sôi nổi chạy tới, đi lên kéo tay Hạ Tưởng lại. Ba, ông cố ngoại gọi ba đi ăn sủi cảo. Lại nhìn Ngô Tài Dương nói. Ông ngoại, ông cũng cùng tới đi. Được, ăn sủi cảo. Ngô Tài Dương ha hả cười, giơ tay dắt tay Liên Hạ. Có phải ba cháu thích nhất là ăn sủi cảo đúng không? Lúc này ở trong mắt Hạ Tưởng, Ngô Tài Dương thật đúng là một bề trên hòa ái dễ gần, cũng lần đầu tiên khiến hắn sinh ra cảm giác thân thiết. Không ngờ, ngay cả việc hắn thích ăn sủi cảo, Ngô Tài Dương cũng biết, quả thật không dễ dàng. Ngẫm lại gần như suốt 10 năm mới mở được cánh cửa chính của Ngô Tài Dương. Đời người. Có mấy lần 10 năm quý báu. Tuy nhiên cũng đáng, ai bảo ông ta là cha của Liên Nhược Hạm. Nhưng những lời Ngô Tài Dương còn nói sau đó, mới thực sự làm cho Hạ Tưởng thêm kinh ngạc đến mức không nói được gì. Nghe nói Hạ Đông và cháu gái của Tổng Bí Thư có quan hệ rất không tồi. Ngô Tài Dương vừa đi vừa nói chuyện. Cậu nhóc cũng thông minh lanh lẹ hơn Liên Hạ, cũng rất giống cậu, so với Liên Hạ càng độc lập hơn. Tôi thấy cũng là một hạt giống tốt. Về sau cậu cũng nên đưa nó tới nhà nhiều hơn, tôi rất thích nó. Hạ Tưởng quả thật quá kinh ngạc rồi. Hắn sa sầm nét mặt, người nghiêm túc như Ngô Tài Dương, hôm nay lại làm sao vậy? Chuyện nhà cũng không để yên,
Ngay cả việc Hạ Đông đến nhà cũng chủ động đề cập tới, chẳng những tuyệt đối không kiêng dè chuyện giữa hắn và Liên Nhược Hạp, còn có thể tiếp nhận Hạ Đông, quả thật là khiến hắn cũng không thể tưởng tượng được sao lại có sự thay đổi lớn như vậy. Lại nghĩ, Hạ Tưởng không khỏi cảm thán, ít nhiều cũng đoán được điều gì. Bởi vì hắn bỗng chốc ý thức được một điểm từ trong lời lải nhải ngoài dự đoán của mọi người của Ngô Tài Dương, Ngô Tài Dương già rồi. Ông cụ họ Phó mắc bệnh nan y làm Ngô Tài Dương đã thấy ra rất nhiều điều, cũng nhìn thấu rất nhiều chuyện, biết đời người đơn giản như đi ngang qua sân khấu, luôn luôn có thời khắc kết thúc, cố ý trốn tránh sự thật phát sinh, không bằng thản nhiên đối mặt, có lẽ còn có thể có một chút thoải mái. Nói đến Hạ Đông, Hạ Tưởng không khỏi nói ra suy nghĩ của mình. Bởi vì lúc trước khi lên máy bay, hắn và Tào Thù Lê mới nói chuyện qua điện thoại. Tào Thù Lê biết được hắn muốn tới Bắc Kinh, đã nói cho hắn một tin tức, cô Tề muốn gặp hắn. Có Tào Thù Lê ra mặt cùng Hạ Đông, lại nói mâu thuẫn xung đột giữa Hạ Đông và Tiểu Linh đã được hóa giải, cô Tề còn có chuyện gì muốn gặp hắn. Tào Thù Lê chưa nói, lại nhấn mạnh cô Tề nói, nhất định phải gặp hắn, khiến hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói, đã sắp xếp được thời gian rồi. Tới phòng, ông cụ họ Ngô đã tươi cười và hưng phấn ngồi ở ghế chính, tuy rằng hiện tại ăn cơm chưa thì hơi muộn, nhưng đói bụng sẽ ăn cơm là tính người, cũng sẽ không cần so đo nhiều. Hạ Tưởng liền vô cùng cao hứng cùng ngồi với ông cụ, và Ngô Tài Dương, ăn sủi cảo. Hạ Tưởng ở nhà họ Ngô ăn sủi cảo. Bắc Kinh, một phần sản nghiệp của nha nội bị Nga Ni Trần và Dương Uy ra tay bao sủi cảo, xem như Hạ Tưởng đưa cho nha nội một phần đại lễ. Mà ở thành phố Lỗ, lần đầu tiên Chu Hồng Cơ ra tay, cũng ăn một miệng sủi cảo còn chưa chín kỹ. Hạ Tưởng sắp xếp thời gian ở Bắc Kinh thật sự rất chặt. Sắp xếp lúc đầu là, buổi chiều gặp mặt Nga Ni Trần cùng Dương Uy, nhằm vào kế hoạch lớn ngắm bắn và đánh bọc, gặp mặt cũng để thảo luận phạm vi hoạt động của bước tiếp theo. Buổi tối, nếu có thể gặp mặt cô Tề, lắng nghe một vài chỉ thị của cô Tề về vấn đề Hạ Đông. Ngày hôm sau, hội họp với Khâu Tự Phong, Mai Hiểu Lâm, rồi cùng nhau khởi hành đi tới nhà họ Phó, thăm hỏi ông cụ Phó. Hành trình Bắc Kinh đến tận lúc này mới viên mãn chấm dứt. Buổi tối, trở về thành phố Lỗ. Nhưng thường thường kế hoạch lại không thể theo không kịp thay đổi. Trước tiên không bàn đến những bận rộn của Hạ Tưởng ở Bắc Kinh, tiếp tục nói sau khi Hạ Tưởng vừa mới rời khỏi thành phố Lỗ chưa đến nửa giờ, Chu Hồng Cơ liền quyết định ra tay. Bởi vì Chu Hồng Cơ mặc dù lực ảnh hưởng tới các mặt ở thành phố Lỗ đang rất yếu, nhưng cũng không phải không có chút quyền phát ngôn, hơn nữa anh ta còn có Tôn Tập Dân trợ giúp. Tôn Tập Dân sau khi nhậm chức chủ tịch tỉnh, tuy rằng khiêm tốn, nhưng vẫn không ít cán bộ trung tầng tiến đến chủ động dựa vào anh ta. Dù sao chủ tịch tỉnh cũng là nhân vật số 2 ở tỉnh Tề, có quyền quản lý hành chính to lớn, tỉnh Tề lại là tỉnh có nền kinh tế phát triển mạnh, phát đạt. Phía sau sự phát đạt kinh tế, quyền quyết định của chủ tịch tỉnh càng lộ rõ quyền lực. Trong số cán bộ tiến đến chủ động dựa vào anh ta, người thành phố Lỗ là nhiều, gần quan được ban lộc. Những người ở thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Lỗ, nếu không có Lễ Lạt thì trước mắt cũng không có đường thăng tiến. Cho nên có khối người, thấy Tôn Tập Dân mặt ngoài khiêm tốn, những người âm thầm tiến đến thăm hỏi anh ta cũng nối liền không dứt. Lựa chọn người ưu tú để dùng, cũng có bộ phận là người của ủy ban kỷ luật, và hệ thống công an, tư pháp. Tôn Tập Dân liền giới thiệu cho gặp mặt Chu Hồng Cơ. Bởi vậy, cũng đem lại tiện lợi không phải ít cho Chu Hồng Cơ. Giống như Hạ Tưởng bên người có thư ký đắc lực Ngô Thiên Tiếu, thì bên người Chu Hồng Cơ cũng có một thư ký rất khá là Chu Duệ. Chu Duệ vốn là người của văn phòng tỉnh ủy, sau khi được chuyển sang đảm nhiệm làm thư ký cho Chu Hồng Cơ, nhanh chóng lấy được sự tín nhiệm của Chu Hồng Cơ. Có lẽ lại bởi vì họ cũng có duyên, nên rất nhanh liền thành lập quan hệ tín nhiệm coi như vững chắc. Kỳ thật từ trước lúc sự kiện Hà Giang Hải bùng nổ, Chu Duệ cũng đã đi theo Chu Hồng Cơ làm tùy tùng phối hợp tác chiến trong rất nhiều chuyện, trở thành trợ thủ đắc lực nhất của Chu Hồng Cơ. Chu Hồng Cơ tín nhiệm Chu Duệ, có thể so sánh với sự tín nhiệm của Hạ Tưởng đối với Ngô Thiên Tiếu. Đồng thời, Chu Duệ khôn khéo và có khả năng, không kém hơn bao nhiêu so với Ngô Thiên Tiếu, cũng khiến Chu Hồng Cơ như hổ thêm cánh. Hơn nữa Chu Duệ cũng là người của thành phố Lỗ, và trên phương diện thành ủy thành phố Lỗ, có mạng lưới quan hệ nhất định. Chu Hồng Cơ liền cho rằng có Chu Duệ ra mặt, hơn nữa có quan hệ Tôn Tập Dân dẫn kiến, còn có tự anh ta bày bố ở thành phố Lỗ, hẳn là nên thừa dịp lúc Hạ Tưởng không có ở đây, thong dong mở ra cục diện đầu tiên, vấn đề không lớn, khó khăn không lớn.
Chu Hồng Cơ liền bắt đầu bắt tay vào làm. Điểm mấu chốt khiến Hà Giang Hải cuối cùng chẳng những bị miễn chức, còn muốn anh ta bị thất bại thảm hại, nằm trên hai người. Thứ nhất là Triệu Mẫu Đan. Nhưng chiêu thế của Triệu Mẫu Đan đã dùng hết rồi. Sau khi sự kiện bùng phát, uy tín của cô đã phá sản. Ủy ban kỷ luật Trung ương muốn mượn Triệu Mẫu Đan mở miệng cắn Lý Đình Sơn, cuối cùng không giải quyết được gì, lại không dám khai thác tin từ khẩu cúng của Triệu Mẫu Đan, cũng là bởi vì sợ trở thành trò cười. Cho nên nếu lại lấy chuyện của Triệu Mẫu Đan ra cắn Hà Giang Hải, khả năng sẽ thu được hiệu quả ngược lại. Tuy nói như thế, Triệu Mẫu Đan lại là một điểm đột phá tuyệt hảo, không dùng cũng đáng tiếc. Chu Hồng Cơ hiếu thắng sốt ruột, vẫn âm thầm cho người ta tiếp xúc với Triệu Mẫu Đan. Lần đầu tiên cũng là vô công mà phản tác dụng. Hiện tại, Triệu Mẫu Đan sau vài lần nếm qua thiệt hại, ai cũng không tin. Chu Hồng Cơ không cam lòng, cho rằng khẳng định là Hạ Tưởng đã âm thầm khống chế Triệu Mẫu Đan. Chờ Hạ Tưởng vừa đi, liền lập tức âm thầm tiến hành tiếp xúc với Triệu Mẫu Đan, cũng chuẩn bị vài lời hứa hẹn quan trọng, cưỡng bức lợi dụ Triệu Mẫu Đan, ý đồ thừa dịp lúc Hạ Tưởng không ở đây, đúng lúc mở ra điểm đột phá thứ nhất. Cho dù rất mỏng manh, cũng coi như là bước đầu thắng lợi. Không ngờ, Chu Hồng Cơ lần đầu tiên âm thầm tiếp xúc Triệu Mẫu Đan lại gặp lực cản mà trước nay chưa có, bởi vì Lục Hoa Thành hạ lệnh, vụ án Triệu Mẫu Đan do anh ta nắm giữ, người khác không được nhúng tay vào, không có y lên tiếng, ngoại trừ Đới Kế Thần gia, những người còn lại, không ai được tham gia vào vụ án Triệu Mẫu Đan, càng không thể thẩm vấn. Những người còn lại chẳng phải có ý là, các phó cục trưởng khác cũng không được quyền hỏi đến. Tình thế chặt chẽ. Sao lại thế này? Mấy ngày trước Lục Hoa Thành vẫn chưa rõ ràng vụ án Triệu Mẫu Đan là chuyên án chuyên xử lý, rõ ràng không có Lục Hoa Thành, như thế nào vừa nháy mắt, anh ta lại thành người nắm giữ vụ án. Chẳng lẽ là Hạ Tưởng sắp xếp? Chu Hồng Cơ rất là buồn bực. Chuyện làm cho anh ta buồn bực vẫn còn ở phía sau, thật vất vả hao tổn hết khí lực, cuối cùng lách qua bao nhiêu trạm kiểm soát, đột phá được phong tỏa của Lục Hoa Thành, thành công gặp được Triệu Mẫu Đan. Kết quả Triệu Mẫu Đan vừa thấy người của anh ta, chỉ nhờ người chuyển lại cho y một câu, rồi xoay người bước đi, thái độ vô cùng vô lễ. Mong chuyển lời tới bí thư Chu, không cần uổng phí tâm cơ. Sau khi Chu Hồng Cơ nghe xong, tức giận đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái gì vậy, một kỹ nữ cũng dám gọi ba uống bốn với anh ta sao? Nhưng tức giận thì tức giận, anh ta lại không có cách nào khác, dù sao vụ án cũng không nằm trong tay anh ta. Anh ta cũng không thể vì một câu nói của Triệu Mẫu Đan mà gây ra chuyện gì được, như vậy sẽ rất mất mặt. Sau khi Chu Hồng Cơ bình tĩnh, anh ta mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Có thật là Hạ Tưởng phòng bị anh ta mới tiến hành chuẩn bị ở phía sau phải không? Ngoại trừ Hạ Tưởng, cũng chỉ có Khâu Nhân Lễ có sức ảnh hưởng rất mạnh tới thành ủy, nhưng Khâu Nhân Lễ dù sao cũng là nhân vật số một, trước sau với phong cách cao quý sẽ tỏ ra không đếm xỉa đến. Nói như vậy, cũng chỉ có thể là thủ đoạn của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng muốn nắm hết quyền hành, đem mọi việc nắm trong tay mình, còn muốn phòng bị anh ta. Chu Hồng Cơ bỗng nhiên kinh hãi. Càng làm cho kinh hãi chính là, sau bước đầu tiên mất đi hiệu lực, bước thứ hai anh ta phái người tiếp xúc với Chu Trấn Ba. Nhưng anh ta càng kinh ngạc hơn nữa khi mọi người tìm mãi không thấy, lại phát hiện ra Ủy ban Kỷ luật thành phố đã âm thầm đem Chu Trấn Ba chuyển đến địa điểm bí mật hơn. Ngay cả khi anh ta đặc biệt phái phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Mục Chính Nhất ra mặt, Cải Lợi cũng lập lờ, không chịu nói ra tung tích của Chu Trấn Ba, cũng không ngay mặt trả lời Mục Chính Nhất, dù sao chính là lấy sự láo cá trong quan trường đến ứng đối, khiến Mục Chính Nhất có lực cũng không làm gì được, đành phải phẫn nộ trở về. Nếu nói sự kiện Triệu Mẫu Đan khiến anh ta cảm thấy như huyết phách tường, vậy trong vấn đề Chu Trấn Ba, liền tương đương với đá vào bông. Kẻ lõi đời trong quan trường trước mặt Cải Lợi, Mục Chính Nhất tuy rằng là phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, nhưng trên thực tế thực quyền còn không lớn hơn Cải Lợi, lại không có bất luận cái gì có thể kìm hãm Cải Lợi, anh ta thua không oan. Chu Hồng Cơ không cam lòng, sau khi trái lo phải nghĩ, vẫn không kìm nổi mà sa sầm mặt, chủ động gọi điện thoại cho Cải Lợi, đề xuất vấn đề Ủy ban Kỷ luật tỉnh muốn tìm Chu Trấn Ba để xác minh, hy vọng Ủy ban Kỷ luật thành phố có thể phối hợp công tác một chút. Cải Lợi thái độ rất nghiêm chỉnh, giọng điệu rất cung kính. Bí thư Chu, xin yên tâm, Ủy ban Kỷ luật thành phố nhất định sẽ phối hợp với công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Tuy nhiên công tác điều tra lấy chứng cứ của Chu Trấn Ba, hiện tại đang ở giai đoạn mấu chốt, lại bởi vì ngăn chặn việc anh ta bị thế lực đen tối bí mật tấn công, phải tiến hành các biện pháp bảo vệ cần thiết.
chờ sau khi Ủy ban Kỷ luật thành phố hoàn thành công tác lấy chứng cứ cần thiết, nhất định sẽ đưa người đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Chu Trấn Ba là Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố, hơn nữa trước tiên lại do Ủy ban Kỷ luật thành phố bắt giam, do Ủy ban Kỷ luật thành phố điều tra lấy chứng cứ là phù hợp với trình tự. Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng không tiện trực tiếp cưỡng ép Ủy ban Kỷ luật thành phố phải giao người. Dù sao Chu Hồng Cơ muốn điều tra sự việc có liên quan tới Hà Giang Hải, mà vấn đề Hà Giang Hải lại không nằm trong quyền hạn của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, không thể mượn vấn đề Hà Giang Hải để tạo áp lực cho Ủy ban Kỷ luật thành phố. Chu Hồng Cơ đành phải ngậm bồ hòn, mới biết được cán bộ địa phương đùa giỡn, tuyệt đối khiến anh sẽ không có cách gì làm được họ. Bước thứ hai, cũng là nhằm vào nhân vật mấu chốt thứ hai để ra tay, lại chấm dứt trong thất bại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong lòng Chu Hồng Cơ mơ hồ có lửa giận bốc lên, không nghi ngờ gì nữa, tuyệt đối là do Hạ Tưởng Ngầm ra tay, ý tứ sâu xa, phòng bị anh ta không sót một cái gì. Nghĩ cũng không cần phải nghĩ, mặc kệ Hạ Tưởng xuất phát từ ý tưởng gì, dù sao trong vấn đề Hà Giang Hải, Hạ Tưởng vượt lên trước anh ta. Bước đầu, đã nắm được tiên cơ trong tay. Chu Hồng Cơ đến tận bây giờ mới hiểu rõ một điểm, ở tỉnh Tề, anh ta muốn làm được chuyện gì, cũng thật sự không thể qua mắt được Hạ Tưởng. Tuy rằng lúc trước, khi anh ta thương lượng với Hạ Tưởng, anh ta thấy thái độ của Hạ Tưởng vô cùng hữu nghị, đồng thời đã ở trước mặt nha nội, luôn miệng đề cao tầm quan trọng của Hạ Tưởng. Quả thật cũng một phần cho rằng tầm quan trọng của Hạ Tưởng là không thể thay thế, phần khác cũng là vì tạo chút vẻ vang cho thể diện của anh ta. Dù sao, Hạ Tưởng càng quan trọng, lại càng có thể biểu hiện ra thủ đoạn cao siêu của anh ta, bởi vì hợp tác giữa anh ta và Hạ Tưởng, vô cùng chặt chẽ. Nhưng trên thực tế ở sâu trong tâm, Chu Hồng Cơ cảm thấy khâm phục Hạ Tưởng, cũng có một phần không phục, cho rằng kỳ thật lách qua Hạ Tưởng, rất nhiều vấn đề anh ta cũng có thể dựa vào sức của chính mình thong dong giải quyết. Cũng là nguyên nhân căn bản quyết định khi Hạ Tưởng vừa mới vừa rời khỏi tỉnh Tề, anh ta liền lập tức động thủ không cần Hạ Tưởng ra mặt mà tự mình giải quyết Triệu Mẫu Đan và Chu Trấn Ba. Nhưng sau khi xử lý anh ta lại liên tiếp gặp cản trở, Chu Hồng Cơ ít nhiều có chút thẹn quá thành giận. Bất cứ kẻ nào lúc phải đối mặt với thất bại, đều giận chó đánh mèo. Anh ta cũng không ngoại lệ, liền cho rằng anh ta vô cùng tín nhiệm Hạ Tưởng, mà Hạ Tưởng lại ngấm ngầm đề phòng anh ta, mới khiến anh ta liên tiếp bị nhục. Hạ Tưởng, quá mức âm hiểm giả dối, quá tiểu nhân. Chu Hồng Cơ lạnh lùng cười, anh ta còn có sát thủ đồng, Hạ Tưởng đừng tưởng rằng đã khống chế Triệu Mẫu Đan và Chu Trấn Ba, anh ta sẽ vô kế khả thi. Đúng vậy, quả thật Triệu Mẫu Đan và Chu Trấn Ba là hai quân cờ mấu chốt nhất, nhưng chớ quên, trong tay anh ta còn có Thang Thế Thành cùng Giải Thiếu Hải. Sau khi Phó Cục trưởng Cục Khai thác Muối bị bắt giam, hiện tại, vụ án còn nằm trong tay Ủy ban Kỷ luật, chứng cứ vốn vô cùng xác thực, chuẩn bị đệ trình lên cơ quan tư pháp. Không ngờ xuất hiện sự việc nha nội bị tai nạn xe, Chu Hồng Cơ nhạy bén mà ý thức được, phải áp chế vụ án Thang Thế Thành cùng Giải Thiếu Hải, về sau nói không chừng sẽ có trọng dụng. Hiện tại xem ra, quyết sách ngay lúc đó là vô cùng anh minh. Nếu không với trình tự tư pháp, sau khi đem người chuyển giao tới cơ quan kiểm sát rồi, còn muốn từ Thang Thế Thành và Giải Thiếu Hải khai ra các sự việc của Hà Giang Hải thì còn phiền toái hơn. Mà hiện tại cũng đơn giản hơn nhiều, chỉ cần lại tiếp tục đào sâu xuống. Không lo hai người này không khai ra Hà Giang Hải. Thật sự là tình thế mạnh hơn người. Lúc trước đem Thang Thế Thành bắt giam, hiện tại anh ta lại trở thành điểm mấu chốt rồi. Thế gian thật sự là biến hóa khó lường. Chu Hồng Cơ cảm thán rất nhiều, quyết định không bỏ gần tìm xa, mà là thu hồi chiến tuyến, tập trung hỏa lực phá thành Thang Thế Thành cùng Giải Thiếu Hải. Anh ta không tin Hà Giang Hải không mò được mấy ngàn vạn từ cục khai thác muối, lại càng không tin trong mấy chục biệt thự của cục khai thác muối. Không có biệt thự nào của Hà Giang Hải. Ngay lúc Chu Hồng Cơ gấp rút một lần nữa thẩm vấn Thang Thế Thành, anh ta lại chiếm được một tin tức bất ngờ, nguyên nhân viên phục vụ nhà khách tỉnh ủy Cung Tiểu Tinh nắm giữ trong tay một lượng lớn chứng cứ phạm tội của Hà Giang Hải, nhưng Cung Tiểu Tinh cũng đã từ chức, hiện tại đang ở thành phố Yến. Nếu có thể đảo ngược thời gian, thì Chu Hồng Cơ tuyệt đối sẽ thu hồi lệnh đến thành phố Yến bắt giữ Cung Tiểu Tinh, bởi vì hành động này khiến anh ta hối không kịp. Nhưng hiện tại Chu Hồng Cơ tràn đầy tự tin, bởi vì anh ta biết, Cung Tiểu Tinh chính là nhân vật then chốt thứ ba, cũng là nhân tố quyết định, bởi vì anh ta thu được tin tức chứng tỏ, trong tay Cung Tiểu Tinh có chứng cứ xác thực, chẳng những có thể kéo Hà Giang Hải xuống ngựa mà còn có thể đưa Hà Giang Hải vào chỗ chết, vĩnh viễn không thể xoay người. Còn một điểm nữa, nghe nói,
chứng cứ xác thực trong tay Cung Tiểu Tinh không chỉ hướng đến một mình Hà Giang Hải, còn hướng đến một số quan chức tỉnh ủy thuộc thế lực bản địa. Do đó, chỉ cần nắm Cung Tiểu Tinh trong tay, thì chẳng những khống chế được Hà Giang Hải, mà thế lực bản địa ở tỉnh Tề cũng sẽ nằm trong tay anh ta. Chu Hồng Cơ hết sức vui mừng. Dù sao, suy cho cùng, Chu Hồng Cơ cũng là mới đến Bắc Kinh, còn thiếu kinh nghiệm, trong lúc mừng rỡ như điên, không có suy nghĩ sâu xa, một manh mối quan trọng như vậy, hạ tưởng như thế nào lại không phát hiện ra. Hoặc đứng trên góc độ khác mà phân tích, vì sao Cung Tiểu Tinh không đi đến nơi khác mà lại cố tình đi đến thành phố Yến, chẳng lẽ trong đó không có gì đáng phải cân nhắc. Nhưng trong lúc hưng phấn, Chu Hồng Cơ chỉ cho rằng đó chẳng qua chỉ là chuyện trùng hợp mà thôi, bởi vì Cung Tiểu Tinh là người tỉnh Yến, quay về tỉnh Yến, làm việc tại thành phố Yến cũng là lựa chọn thích hợp. Mà cô ta đang ở tại tòa nhà Tề Thị, cũng lại là một chuyện trùng hợp khác mà thôi. Sở dĩ phán đoán như vậy bởi vì Chu Hồng Cơ không cho rằng Hạ Tưởng lại mạnh đến mức ngay cả Cung Tiểu Tinh cũng có thể khống chế được, bởi vì giữa Hạ Tưởng và Cung Tiểu Tinh chưa từng có bất cứ tiếp xúc gì, Hạ Tưởng cũng không phải là thần, không có khả năng thần cơ diệu toán, biết được Cung Tiểu Tinh đã làm những gì. Chu Hồng Cơ bước đi một bước then chốt, vô cùng quan trọng, bước đi đó, một khi đã đi thì không thể quay lại được nữa. Lúc Chu Hồng Cơ đang khẩn trương bố trí và chuẩn bị ra tay, ở Bắc Kinh, Hạ Tưởng và ông cụ Ngô cùng nhau bàn luận đến trưa. Sau đó, vào buổi chiều, lại cùng Nga Ni Trần, Dương Uy cùng với Thiếu Giai và Tùng Phong Nhi lặng lẽ gặp mặt tại Duyệt Nhiên Cư ở Bắc Kinh. Duyệt Nhiên Cư là sản nghiệp của Thiếu Giai, an toàn thì không cần phải nói, lại thuận tiện, mấy người vào căn phòng xa hoa nhất Duyệt Nhiên Cư, đối diện ở bên ngoài, người ta dựng lên một hòn giả sơn, cùng với một hồ nước rộng mấy trăm mét vuông, khiến người ta có cảm giác đang ngồi tại nơi sơn thủy. Bắc Kinh cũng giống như thành phố Yến, đều là những thành phố có ít sông hồ, thật sự mà nói, nếu không có thành phố Yến và tỉnh Yến hàng năm không ngừng liên tục cung cấp một lượng lớn nguồn nước cho Bắc Kinh, một nửa dân số Bắc Kinh sẽ không có nước mà uống. Nói chung, chỗ nào hay bị thiếu thứ gì, thì thường thích khoe ra thứ đó, ở một số khu vực ở thành phố Yến, được đặt tên là Thủy Vân Gian, lấy ý từ câu Xuân Giang Hoa Nguyệt. Tuy nhiên ý thơ cũng chỉ là ý thơ, kỳ thật. Xung quanh Thủy Vân Gian ngoại trừ một con sông bách tính thường xuyên khô cạn được dùng làm rãnh thoát nước, thì chính là đường vành đai hai bụi bặm. Nói thật, gọi là bụi đất gian thì có vẻ chính xác hơn. Mà Xuân Giang Hoa Nguyệt thì lại càng được quảng cáo phóng đại, người mua nhà có thể kiện nhà đầu tư khai thác tuyên truyền giả dối. Cái gì mà gọi là Xuân Giang Hoa Nguyệt, hoa cỏ thì có, trăng cũng có, nhưng làm gì có Xuân Giang. Đương nhiên. Nếu ở giữa khu mở một rãnh thoát nước có chiều rộng dài trăm mét mà cũng có thể được gọi là Xuân Giang, thì người đó đúng là có tố chất làm nhà đầu tư khai thác. Bởi vì Hạ Tưởng cũng xuất thân từ ngành xây dựng, cũng từng làm bất động sản, nên biết được bề ngoài tuyên truyền rát vàng giả dối cũng vì muốn bán được giá cao. Nghĩ lại dân chúng cũng thật đáng thương, ngoại trừ việc phải chịu đựng chấp nhận mua nhà với giá cao còn bị nhà đầu tư tùy ý đùa bỡn, tùy ý đào một cái ao không khác cái rãnh thoát nước ở nông thôn là mấy. Rồi lại xếp mấy tảng đá vào với nhau gọi là núi giả, sau đó lại trồng cây cảnh xung quanh, thì có thể nâng giá nhà lên mỗi mét vuông hàng mấy chục tệ, sau đó phí bất động sản có thể tăng 2 tệ so với mức căn bản, lại càng nhiều tiền phí bảo vệ hơn. Đào một cái không khác gì rãnh thoát nước, đúng là răng bẫy thu phí. Nhà nội ở tỉnh Tề bỏ tiền ra thu mua cổ phần của tập đoàn Đạt Tài, giống như vậy ở Bắc Kinh cũng mượn danh hợp tác muốn thôn tính sản nghiệp của Thiếu Giai. Ẩn bên dưới những tên gọi mỹ miều đó, là giáp tâm hại người, âm hiểm, giả dối. Trên cơ bản, thủ đoạn chính trị và mánh khóe kinh doanh đều tương tự như nhau, chẳng qua chính là lợi dụng tâm lý hám lợi của con người, rồi kéo người xuống nước. Sau khi xuống nước rồi mới biết nước sâu, muốn lên bờ, nhưng lại phát hiện dưới chân toàn là bùn đen, một khi đã bước vào trong đó thì không thể nào tự thoát ra được. Cũng may mà trước kia Hạ Tưởng đã được nếm đủ mùi được thì ít mà thiệt thì nhiều. Nên hiện tại vẫn luôn thận trọng làm việc, không còn cho rằng có chuyện tốt như vàng từ trên trời rơi xuống. Nói thật, lúc nhà nội bắt đầu có động tĩnh, Thiếu Giai suýt nữa cũng mắc mưu, cứ nghĩ đối phương đúng là thành tâm đến hợp tác, cuối cùng được Hạ Tưởng nhắc nhở, mới chợt tỉnh ngộ, khiếp sợ đến mức cả người vã ra một trận mồ hôi lạnh. Mỗi ngày, trong nước có không biết bao nhiêu công ty phá sản, lấy thực lực của Thiếu Giai, tuy rằng không đến mức phải đóng cửa phá sản trong một đêm. Nhưng tính ra không phải không có khả năng công ty phải đổi chủ trong một đêm. Thiếu Giai tung hoành trong thương trường mười mấy năm, gây dựng được sự nghiệp,
nghĩ rằng từ nay về sau có thể không còn phải lo lắng nữa, không nghĩ rằng vẫn còn có thể có người một hơi thâu tóm hết sản nghiệp của cô. Nhưng sau khi nha nội ra tay, cô mới biết được, đối thủ của cô về bối cảnh chính trị mạnh mẽ hơn cô rất nhiều, mặc dù thực lực của đối thủ cũng không hơn kém cô là bao, nhưng bởi vì có hậu trường chính trị, nên hoàn toàn có thể lợi dụng những thủ đoạn hợp pháp một cách bất hợp lý, thuận lợi biến thành quả mười mấy năm của cô thành của riêng. Bởi vì ở tại một quốc gia kỳ lạ, người có thực lực kinh tế có thể mượn tới thủ đoạn chính trị, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. May mắn, Tiếu Giai không phải là cừu non mặc cho người khác làm thịt bởi vì có một điều mà nha nội không biết, đó là người đứng sau lưng Tiếu Giai chính là Hạ Tưởng. Hôm nay gặp mặt, cũng đã qua mười mấy năm, lần đầu tiên Tiếu Giai từ phía sau màn đi ra sân khấu phía trước, lần đầu tiên quang minh chính đại ngồi cùng với bạn bè của Hạ Tưởng, lấy thân phận là người nắm giữ sản nghiệp Tiếu Thị, tham gia một hội nghị kế hoạch kinh tế quan trọng. Tuy nhiên, mặc cho mọi người suy đoán thế nào, trước mặt mọi người, Tiếu Giai biểu hiện vô cùng tao nhã và lễ độ, trải qua nhiều năm kinh doanh đã khiến cho cô thay đổi tư tưởng, nhưng vẫn như cũ, không thể thay đổi phong thái quyến rũ trời sinh, ngồi cùng một chỗ với Tùng Phong Nhi, giống như hoa nở giống nhau kỳ lạ, có lẽ là do ở chung nhiều năm, khiến cho Tùng Phong Nhi và Tiếu Giai ngày càng giống chị em. Những người tham dự, có Nga Ni Trần với Hạ Tưởng là bạn bè không đánh thì không quen nhau, cũng đã lớn tuổi, đối với phụ nữ đẹp nhìn mãi cũng thành chuyện bình thường, cho nên sự quyến rũ của Tiếu Giai và sự yểu điệu của Tùng Phong Nhi đối với ông ta mà nói, tuy đúng là có chút xinh đẹp, nhưng đã không còn động tâm nữa. Có duy nhất một điểm tốt đó là có một bạn cùng kinh doanh cảnh đẹp ý vui cùng kinh doanh, cũng không tính là chuyện xấu gì. Dương Uy tuổi còn trẻ, khó tránh được việc bị phong thái của Tiếu Giai và Tùng Phong Nhi hấp dẫn, tuy nhiên trong lòng anh ta hiểu rõ, Tiếu Giai sợ cũng là người phụ nữ của Hạ Tưởng, mà Tùng Phong Nhi lại là vợ của Hứa Quan Hoa, anh ta cũng có thể ngắm nhìn và thưởng thức từ xa mà thôi. Cũng may, từ sau khi gặp gỡ Hạ Tưởng, đối với những chuyện liên quan đến phụ nữ, anh ta cũng đã biết kiềm chế hơn rất nhiều, một lòng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, không còn có thể tự cho mình là cậu ấm ở Bắc Kinh. Hội nghị hôm nay, là do anh ta đề nghị, sau khi được Hạ Tưởng đồng ý, liền nhanh chóng triệu tập mọi người đến họp, cũng khiến anh ta thầm vui mừng, cho thấy anh ta ở trong lòng Phó Bí Thư Hạ đã trở nên quan trọng hơn. Đáng nhẽ Hứa Quan Hoa cũng muốn tham gia hội nghị, nhưng đã bị Phó Bí Thư Hạ khéo léo từ chối. Hạ Tưởng giải thích với Hứa Quan Hoa, là muốn phân tán lực lượng, Hứa Quan Hoa vẫn thích hợp tránh ở phía sau, không nên xuất đầu lộ diện, cho nên hắn bảo Tùng Phong Nhi khuyên nhủ Hứa Quan Hoa. Hiện tại, ở Bắc Kinh, nha nội đã tấn công sản nghiệp của Tiếu Giai, đã vào giai đoạn bắt đầu, định đánh một trận đạt được thắng lợi hoàn toàn. Hiện tại tạm dừng tấn công, là để tích tụ thực lực, chuẩn bị cho sau này một lần hành động thôn tính sản nghiệp hai nơi của Tiếu Giai, cái mà trước kia đã từng là sản nghiệp của Nga Ni Trần. Đó cũng là chỗ khôn khéo của nha nội, anh ta biết được Tiếu Giai là tiếp nhận sản nghiệp của người khác, nền móng căn bản không vững, nắm trong tay quyền lực không lớn, nên muốn xúi giục các thành viên cao cấp trong công ty. Sự thật đúng là như vậy, năm đó sau khi Tiếu Giai tiếp nhận sản nghiệp của Nga Ni Trần, có một số thành viên cấp cao vẫn không tán thành việc đổi người, dưới sự kích động của nha nội, bọn họ cũng đã lay động. Chỉ tiếc, nha nội ngàn tính vạn tính như thế nào, cũng không thấy được phía sau lưng mình chẳng những có cặp mắt của Hạ Tưởng đang theo dõi nhất cử nhất động của anh ta mà còn có bàn tay đen của Nga Ni Trần đang lẳng lặng vươn tới sau lưng anh ta. Cái này chính là bọ ngựa bắt ve, Hoàng Yến ở phía sau. Các thành viên cao cấp trong công ty đang bị nha nội xúi giục, sau khi gặp mặt Nga Ni Trần, biết Nga Ni Trần sẽ tái xuất giang hồ, và tiếp theo sẽ có hành động lớn, lập tức tỏ ý tình nguyện đi theo Nga Ni Trần. Đừng thấy Nga Ni Trần năm đó là người xấu, kỳ thật nhân phẩm cũng rất tốt, nếu không ngay sau khi tái xuất giang hồ, cũng sẽ không được rất nhiều người ủng hộ, vô số người đi theo như thế. Hiện tại, Hạ Tưởng cũng rất coi trọng Nga Ni Trần. Dưới góc độ của Hạ Tưởng, nếu bắt hắn phải lựa chọn giữa phẩm chất và năng lực, hắn sẽ lựa chọn phẩm chất. Người không có phẩm chất tốt thì không thể làm được gì, người không có đạo đức, mà lại có tài, ngược lại càng gây nguy hại cho xã hội nhiều hơn. Hội nghị hôm nay, đối với Hạ Tưởng, có ý nghĩa khá quan trọng, bởi vì nội dung chính của hội nghị hôm nay chính là bàn bạc xem bước tiếp theo nên tập trung lực lượng để phản kích như thế nào, sẽ làm thế nào để răng bẫy, đào hầm cho kế hoạch thâu tóm của nha nội. Từ đó mê hoặc được nha nội, khiến nha nội lâm vào cảnh càng lún càng sâu, không thể nào tự thoát ra được. Cuối cùng, toàn diện thu lưới,
khiến nha nội đầu đuôi khó tiếp ứng, thất bại thảm hại. Để đạt được cái gọi là đầu đuôi khó tiếp ứng, còn cần có một người nữa phối hợp, nhưng lúc trước, Hạ Tưởng cũng gọi điện thoại tới nói chuyện, tuy nhiên anh ta đang bận họp, nói là sau khi họp xong sẽ gọi điện thoại lại sau. Vừa thưởng thức phong cảnh bên ngoài, vừa nhấm nháp món ngon của Duyệt Nhiên Cư, lại nghe Nga Ni Trần và Dương Uy ung dung bảy bố bước tiếp theo, lại có Thiếu Giai và Tùng Phong Nhi điều động tài chính đâu vào đấy. Trong lòng Hạ Tưởng vô cùng bình thản, cảm thấy thức ăn vào miệng quả là món ngon, càng ăn càng thơm. Nhìn kỹ lại, không khỏi bật cười, khẳng định là do Thiếu Giai đặc biệt dặn dò xuống dưới, toàn bộ đều là dựa theo khẩu vị của hắn mà làm, thật đúng là có lòng, cũng không thèm quan tâm người khác ăn có hợp hay không. Trang phục của Thiếu Giai cũng khá ấn tượng, lại không ngồi đối diện với Hạ Tưởng, cũng không cùng Hạ Tưởng nói chuyện gì nhiều, cứ giống như giữa hai người chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì. Tuy nhiên, những người đang ngồi ở đây đều là người biết ý, đối với chuyện tư tình nam nữ cũng đã từng trải qua, ai cũng sẽ không đoán bừa bất cứ điều gì, lại càng không hỏi nhiều. Hội nghị hôm nay tuy rằng quan trọng, nhưng lại diễn ra trong không khí vô cùng thoải mái, sau khi sôi nổi thảo luận nửa tiếng đồng hồ. Cuộc điện thoại có ý nghĩa mấu chốt mà Hạ Tưởng chờ đợi cuối cùng cũng tới. Phó Bí Thư Hạ đã phải đợi lâu. Tiếng nói trong điện thoại truyền đến mang theo một chút hưng phấn. Rất nhiều năm không chơi đùa rồi, được, cũng nên hoạt động gân cốt một chút, tôi sẽ cùng cậu chơi một ván bài thật hay. Trong số mấy người, Tùng Phong Nhi có vẻ đáng chú ý nhất, không phải bởi cô đẹp hơn Thiếu Giai bao nhiêu mà bởi vẻ đẹp trầm tĩnh của cô. Quả thật, so sánh với mấy năm trước, Tùng Phong Nhi có phần trầm tĩnh hơn, cũng khiến cô có một kiểu cách phong thái khác mê người hơn. Vẻ đẹp của Tùng Phong Nhi và Thiếu Giai hoàn toàn là hai kiểu khác nhau. Nếu Thiếu Giai giống như một đóa hồng quyến rũ, ai gặp đều mê thì Tùng Phong Nhi lại giống như một đóa tuyết mai, ngạo nghễ đứng đó, khiến người khác không dám lại gần. Không hiểu vì sao, Hạ Tưởng luôn nhớ tới cảnh tượng năm đó Tùng Phong Nhi dùng chí thắng Bạch Chiến Mặc trong gió tuyết, cho dù việc đó hắn không được tận mắt nhìn thấy. Chỉ có nghe Tùng Phong Nhi vắn tắt kể lại, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến hình ảnh ở dưới trời mưa tuyết, có bóng dáng một người con gái thà chết cũng không chịu khuất phục, lưu giữ ở chỗ tận sâu trong trí nhớ ở nơi quận Hạ Mã. Tuy rằng, nơi hoang vắng năm đó hiện tại đã biến thành phố buôn bán sầm uất, chuyện cũ có lẽ đã sớm theo gió bay đi nhưng sự dứt khoát và kiên quyết của Tùng Phong Nhi cùng với sự kiên trì và dũng cảm của cô đã trở thành hình tượng vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong lòng Hạ Tưởng. Giống như một đóa tuyết mai, mãi mãi tỏa sáng ở quận Hạ Mã dù cho bao năm tháng đã đi qua. Tùng Phong Nhi còn có một ưu điểm lớn nữa đó chính là tỉnh táo, lúc Hạ Tưởng giới thiệu cô với Hứa Quan Hoa, cũng quả thật là vì suy nghĩ cho tương lai của cô, thật tâm hy vọng cô có một nơi trốn tốt, dù sao cô cũng không giống với Thiếu Giai. Hạ Tưởng còn tưởng rằng cô sẽ không chấp nhận sự sắp xếp của hắn, không ngờ, cô chẳng những nhanh chóng đáp ứng mà còn chung sống với Hứa Quan Hoa cũng không tệ. Khiến hắn vô cùng khâm phục tài tùy cơ ứng biến của cô. Mà hiện tại, khi hắn cùng cô lần nữa gặp mặt, hắn đọc được trong ánh mắt trầm tĩnh như nước của cô, một nội tâm sâu lắng trầm mặc, khiến hắn càng kính nể cách đối nhân xử thế của cô. Hiểu đại thể, biết tiến thoái, biết việc không thể làm thì sẽ không làm, mặc dù không cam lòng, nhưng biết việc nào cần phải làm thì vẫn sẽ làm, là vì đại cuộc. Tùng Phong Nhi nếu là con trai, thì chính là một người đàn ông bền bỉ và có thể phó thác trọng trách. Trong nháy mắt, lúc Hạ Tưởng tiếp nhận điện thoại, thấy được rốt cục trong ánh mắt của Tùng Phong Nhi toát ra một chút thương nhớ đau buồn khôn kể, hắn đành phải làm như không thấy, ở thế gian, có rất nhiều chuyện nhất định phải cắt đứt, không thể làm loạn. Giống như giữa hắn và Mai Hiểu Lâm, cho đến tận hôm nay, hắn cũng không biết mọi chuyện rốt cuộc sẽ kết thúc như thế nào. Giống như với vấn đề của nha nội, nếu bởi vì anh ta là con ông cháu cha, có bối cảnh khổng lồ mà tiếp tục nhường nhịn, chẳng những không thể làm được việc gì, ngược lại sẽ lại càng cổ vũ uy phong của nha nội. Giống như trong công việc ngoại giao, phải gác lại tranh luận hàng ngày, giữa chốn đông người bị người ta nhiều lần cho ăn bạt tai, vẫn cứ phải tươi cười, tự mình an ủi mình. Đứng dậy đi ra chỗ khác nhận điện thoại, sau khi nghe lời dạo đầu rất có khí thế của Thành Đạt Tài, tâm tình của Hạ Tưởng được thả lỏng rất nhiều. Đúng vậy. Kế hoạch khiến nha nội phải thất bại thảm hại của Hạ Tưởng, nhất định phải có sự phối hợp của Thành Đạt Tài mới thực hiện được. Thành Đạt Tài cao giọng cười. Nếu nha nội đồng ý xuất ra 3 tỷ, tôi vẫn còn muốn phải có thêm chút thành tâm nữa mới được, qua 2 ngày nữa, tôi sẽ tự mình đi một chuyến đến thành phố Lỗ.
Thành Đạt Tài cũng không phải là thật sự tham 3 tỷ của nha nội, ông ta đương nhiên hiểu rõ không nên cầm tiền của nha nội, tiền đó chẳng những khó nhằn mà hơn nữa còn tính lãi cao, nói không chừng cuối cùng còn phải hoàn lại gấp bội. Tuy rằng, sợi xích tài chính của tập đoàn Đạt Tài đúng thực là có khả năng đứt, cần 2, 3 tháng mới có thể giảm bớt, nhưng Thành Đạt Tài cũng không có ý tưởng vay mượn nha nội. Lấy mạng lưới quan hệ trong nhiều năm tung hoành thương trường của ông ta, muốn vay vài tỷ cũng không phải là chuyện quá khó khăn, không đáng phải nhờ cậy nha nội, bảo hổ lột ra cũng không phải là chuyện tốt để chơi. Nhưng Hạ Tưởng lại đưa đến một phương án khác, khiến ông ta không khỏi động tâm. Nếu khiến nha nội thật sự bỏ ra 3 tỷ để đổi lấy 5% cổ phần cũng không phải là chuyện không thể được, chỉ cần không để lại bất kỳ chứng cứ gì là được. Nghe đến chuyện Hạ Tưởng và nha nội đang đánh một trận chiến kinh tế, Thành Đạt Tài lập tức nhìn ra cơ hội, nha nội vừa có thực lực lại có tham vọng, khi anh ta không để ý phía sau thì có thể như thế nào. Xuất phát từ lòng tín nhiệm không gì sánh được đối với Hạ Tưởng, Thành Đạt Tài liền thay đổi chủ ý trước đó, chuẩn bị chấp nhận đề nghị lấy 3 tỷ tiền vốn đổi lấy 5% cổ phần, dù sao tập đoàn Đạt Tài tổng trị giá 50 tỷ, tính ra, chỉ cần không có thêm bất cứ điều kiện gì, đó thật đúng là một vụ làm ăn có lợi. Hơn nữa, các cửa hàng của tập đoàn Đạt Tài quá lớn, hơn nữa quốc gia cũng đang có chính sách điều tiết vĩ mô đối với bất động sản, hoãn thu hồi vốn. Tuy rằng có hơi phóng đại nếu nói ngành bất động sản đã bị đóng băng, nhưng không thể không nói, triển vọng của ngành bất động sản đã giống như lá thu trước gió. Tập đoàn Đạt Tài cũng lâm vào khủng hoảng tài chính. Trong ngành bất động sản, sợ nhất là tài chính bị rạn nứt, nhà đầu tư nếu không thể nhanh chóng thu hồi vốn, một dự án bóp chết một công ty bất động sản lớn cũng không phải chuyện đùa. Tập đoàn Đạt Tài tuy rằng không đến mức giống với các nhà đầu tư bất động sản vừa và nhỏ, bước một bị đóng băng, nhưng tích tiểu thành đại, quy luật trò chơi cũng không phải chỉ để làm cảnh, chỉ nhờ vào dự trữ đất là có thể đạt được đến thời kỳ hoàng kim, một bước không lùi, hiện tại đã nhanh chóng tiến nhập thời kỳ tài chính là vua. Nói cách khác, căn hộ tốt, có thể bán được là bán, tranh thủ mau chóng bán ra, không còn giống như trước kia áp dụng phương pháp nâng giá để thu lợi nhuận cao, mà là tận hết mọi khả năng, nội trong thời gian ngắn nhất thu lại vốn. Bởi vì gần như tất cả các nhà đầu tư bất động sản cũng đều phải đối mặt với lỗ hổng tài chính. Vạn vật thế gian đều như thế, có tăng tất có giảm, một số chùm bất động sản trong nước giống như những ngôi sao trên TV chuyên thổi phồng mọi việc, kêu rằng giá nhà trăm năm nữa cũng sẽ không giảm, kỳ thật chỉ là nói hưu nói vượt, ăn nói lung tung. Từ xưa đến nay, vật cực tất phản vật đi đến tột cùng rồi ắt hẳn trở lại quy luật mãi mãi là quy luật, không người nào hay một thời đại nào có thể thay đổi được, giống như đã là con người thì cũng sẽ phải chết. Nói giá nhà chỉ có tăng mà không giảm thì cũng buồn cười giống như nói con người ta có thể trường sinh bất tử. Đương nhiên, dùng lý lẽ và đạo đức để khuyên giải một thương nhân cũng là một hành động buồn cười không kém, bởi vì trong số các nhà đầu tư bất động sản trong nước, không có mấy người có được cái lý tưởng cao thượng là đại tí thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan, an đắc quảng hạ thiên vạn gian, họ chỉ có một mục đích duy nhất đó là kiếm tiền. Đại tí thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan. Trích trong bài, Mao Ốc Phi Thu Phong Sở Phá Ca, của Đỗ Phủ. Tạm dịch. Mong sao có được ngàn vạn gian nhà lớn. Để giúp cho các hàn sĩ trong thiên hạ đều được vui vẻ mặt mày. Hàn sĩ, học trò nghèo. Hiện tại, ở trong nước. Hiện trạng hơn phân nửa số căn hộ bán không có người mua, giá nhà chỉ tăng chứ không giảm đã chỉ còn là một chuyên thiếu nhi, vẫn là câu nói kia, không có người ở thì căn hộ bán cho ai. Từ vài năm trước, Thành Đạt Tài đã dự đoán trước được nguy cơ của ngành bất động sản, sẽ có một đợt rớt giá nghiêm trọng và một thời kỳ khủng hoảng kéo dài. Trên thế giới, không có bất cứ một quốc gia nào có thể dựa vào sự phồn thịnh bất thường của bất động sản để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong một thời gian dài. Giống như một người không thể dựa vào nắm đấm để sinh tồn. Lợi dụng quá mức một loại tài nguyên tất sẽ gặp phải báo ứng mãnh liệt. Khai thác thiên nhiên quá mức, thiên nhiên cũng sẽ vô tình mà đáp trả nhân loại. So với những nhà đầu tư bất động sản thiển cận khác, Thành Đạt Tài tuy rằng đã có sự phòng ngừa chu đáo, bước đầu suy nghĩ cho sản nghiệp bất động sản, mở ra phương hướng phát triển sau này của tập đoàn Đạt Tài. Nhưng dù sao, tập đoàn Đạt Tài cũng quá mức khổng lồ, phanh lại không kịp. Sau khi quốc gia áp dụng chính sách nghiêm khắc điều tiết vĩ mô, tập đoàn Đạt Tài vẫn phải lâm vào nguy cơ thiếu hụt tài chính. Tập đoàn Đạt Tài cho dù có lớn mạnh đến mức nào, nhưng dù sao cũng chỉ là doanh nghiệp tư nhân, thua kém nha nội có hậu thuẫn hùng hậu. Dưới chính sách vô cùng bất lợi đối với doanh nghiệp tư nhân của nhà nước,
tập đoàn Đạt Tài có thể có được như ngày hôm nay, quả thật đúng là không nhỏ. Mà tập đoàn Thiên Giang của nha nội, chỉ trong vài năm ngắn ngủi lại có thể có xu hướng lớn mạnh tương đương tập đoàn Đạt Tài, không chỉ đơn giản dựa vào việc vay được tiền, mà còn dựa vào ưu thế chính trị mà tập đoàn Đạt Tài không thể so sánh được. Cảnh ngộ của tập đoàn Đạt Tài cũng giống với tất cả các doanh nghiệp tư nhân khác trong nước, khi đi vay bị ngân hàng kỳ thị nghiêm trọng, theo con đường bình thường dường như rất khó có thể khiến ngân hàng bỏ tiền ra được. Mà ở thành phố Yến cũng có mấy doanh nghiệp nhà nước già mà không chết, giống như tập đoàn Bắc Dược hàng năm đều thua lỗ rất nhiều, nhưng hàng năm, ngân hàng vẫn lại cho họ vay vài tỷ trở lên, cũng chỉ vì nhà nước không muốn Bắc Dược bị phá sản. Trên thực tế, theo góc độ kinh tế mà nói, đáng lẽ có rất nhiều doanh nghiệp nhà nước đã phải phá sản, nhưng sở dĩ phá sản mà không chết, chính là do có ngân hàng chống đỡ. Ngân hàng cầm tiền gửi của dân chúng, duy trì cho một số doanh nghiệp nhà nước biến chất làm liên lụy đến phát triển kinh tế, bởi vì theo chính trị mà nói, thì phải làm như vậy. Thành Đạt Tài không ngừng oán trách Hạ Tưởng, hiện tại những cống hiến của doanh nghiệp tư nhân đối với nền kinh tế quốc dân đã vượt qua cả doanh nghiệp nhà nước, nhưng lại được hưởng chính sách đãi ngộ không bằng 1/10 doanh nghiệp nhà nước. Đều là người Trung Quốc, đều vì đất nước sản sinh của cải, vì sao lại phân biệt thân sơ? Thêm vào đó, vì sao các doanh nghiệp nước ngoài cũng được nhận đãi ngộ tốt hơn các doanh nghiệp tư nhân trong nước? Đây đúng là một loại chua xót. Hạ Tưởng nghe xong chỉ có thể cảm thán, cũng không thể giải quyết được các bức xúc về chính sách của Thành Đạt Tài, chỉ có thể trong quyền hạn của mình tận lực giúp đỡ Thành Đạt Tài. Nếu có một ngày, hắn có được quyền lực có thể sửa đổi chính sách của quốc gia, như vậy hắn sẽ thay đổi hết thảy tất cả các chính sách bất công mà hắn đã được chứng kiến trong suốt thời gian qua. Đương nhiên, đó chỉ là tưởng tượng xa vời, có thể thực hiện được hay không, còn chưa biết được, nhưng lúc này đang có một cơ hội tốt là nha nội dễ dàng cho vay vốn để sử dụng, làm sao có thể bỏ qua. Chủ tịch Thành, tôi cần phải nói trước, nếu chẳng may nha nội phát hiện được kế hoạch của chúng ta, lấy thực lực của nha nội, thì không thể làm gì được tôi. Nhưng nếu anh ta muốn động vào tập đoàn Đạt Tài, thì rất có khả năng anh ta có thể tìm được cơ hội xuống tay. Hạ Tưởng cũng không dám nói đến mặt hắc ám của chính trị, dù sao nha nội cũng không phải là người bình thường. Ha ha, cảm ơn Phó Bí Thư Hạ đã nhắc nhở, tôi cũng muốn xem kết cục anh ta có thể phá hoại hay không. Thành Đạt Tài không phải người trong quan trường nhưng cũng đã từng kinh doanh nhiều năm, cách nhìn nhận thế sự xem ra cũng khá thấu đáo triệt để. Theo hiện tại mà nói, nhiều lắm thì cũng chỉ còn thời gian một năm, nha nội cho dù có kịp thời thoát ra, thì trước sau cũng phải cần thời gian nửa năm trở lên, nửa năm trước, nửa năm sau, Giang Sơn đã có thể đổi chủ. Hạ Tưởng mỉm cười vui mừng, Thành Đạt Tài quả thực không hổ là lão cáo già thành tinh, nhìn thấu cục diện, chỉ cần có thể dùng rằng với nha nội trong thời gian nửa năm là đủ rồi, cho dù lúc đó nha nội có tỉnh ngủ, muốn nhảy ra khỏi vũng bùn của tập đoàn Đạt Tài, không tốn thời gian nửa năm thì cũng không ra được. Nếu đúng như theo lời Thành Đạt Tài nói, sau hai cái nửa năm, thì cũng đã là nhiệm kỳ mới, thiên hạ dĩ nhiên có biến đổi lớn. Thật sự quyết định như vậy sao? Hạ Tưởng thận trọng hỏi lại một câu, bởi vì từ khi hắn quen biết Thành Đạt Tài tới nay, đây là lần đầu tiên kéo Thành Đạt Tài đi đánh bạc một phen. Trước kia, mỗi lần đánh đều có điểm nắm chắc. Thành Đạt Tài giống như hạ quyết tâm rất lớn. Xin nói lại với nha nội, hai ngày sau, tôi đến thành phố Lỗ gặp mặt anh ta. Tập đoàn Đạt Tài chính thức gia nhập cuộc chiến. Có lời hứa ngàn vàng của Thành Đạt Tài, đêm nay hội nghị kinh tế của Hạ Tưởng, coi như là trên cơ sở đạt được thắng lợi toàn diện, bởi vậy ra quyết định hai nơi đều nổ phát súng dạo đầu. Bước tiếp theo, Tiếu Giai bắt đầu bắt tay vào điều động tài chính, chuẩn bị tốt nguồn lực để phản công trở lại. Bên cạnh đó, Nga Ni Trần và Dương Uy tiếp tục phát triển vấn đề nhân sự ngược lại với dự đoán của mọi người. Tùng Phong Nhi ra mặt phụ trách giao thiệp với nha nội ở Bắc Kinh. Đồng thời, Hứa Quan Hoa điều động lực lượng phía sau, chuẩn bị ứng chiến với nha nội bất cứ lúc nào, có thể sử dụng đến cả những thủ đoạn bất chính. Muốn nha nội đầu đuôi khó bảo toàn, cần chú ý, cuộc chiến kinh tế ở Bắc Kinh vẫn là chính, Bắc Kinh thắng thì thành phố Lỗ mới có thể ổn định, nếu không ở thành phố Lỗ rất có thể sẽ có biến đổi. Hạ Tưởng cường điệu nói. Chủ tịch Trần, Dương Uy, các anh gánh trên vai trọng trách rất nặng. Lại nhìn Tiếu Giai một chút, thấy sắc mặt Tiếu Giai không đổi, Hạ Tưởng trong lòng cũng có vài phần khen ngợi Tiếu Giai, so với Tiếu Giai khóc trong mưa năm đó, Tiếu Giai của hiện tại, đã trải qua đủ gian khổ đời người. Còn có một điểm, Bắc Kinh dù sao cũng là đại bản doanh của nha nội,
có cơ sở thâm sâu, nếu Chủ tịch Trần và Dương Uy cảm thấy có gì khó xử, hiện tại rời khỏi vẫn còn kịp. Hạ Tưởng nói lời này, không phải là cố ý khích tướng Nga Ni Trần và Dương Uy, mà là nghiêm túc thông báo với hai người, chuyện này có nguy hiểm, phải suy nghĩ cho kỹ rồi mới quyết định. Dù sao cũng phải tỏ ra tôn trọng người khác, tuy rằng Nga Ni Trần và Dương Uy hợp tác cùng hắn, nhưng sự tình trước mặt có liên quan đến an nguy của bản thân mỗi người, khi sinh mạng mỗi người có khả năng bị nguy hiểm, đều cần phải cho người đó có quyền được lựa chọn. Theo lý, không nên để ai đó phải bán mạng vì hắn, đây là nguyên tắc của Hạ Tưởng. Nga Ni Trần và Dương Uy đồng thời mỉm cười nhìn nhau. Nga Ni Trần nói, Phó Bí Thư Hạ sao lại nói vậy, sự việc đã đến nước này, nếu tôi muốn rời khỏi, không phải phí vài chục năm lăn lộn hay sao? Dương Uy lại nhẹ nhàng mỉm cười. Phó Bí Thư Hạ nếu cảm thấy tôi không thể đảm đương trọng trách thì cứ nói một câu, tôi lập tức bỏ chạy lấy người. Hai người càng nói thoải mái, ngược lại, lại càng biểu lộ thái độ kiên định. Hạ Tưởng yên tâm, gật đầu cười nói. Nếu nói như vậy, bữa cơm hôm nay, tôi mời. Mọi người cười to. Tùng Phong Nhi trêu đùa nói. Phó Bí Thư Hạ thật là hào phóng, người khác làm việc thay anh chỉ mời người ta một bữa cơm rồi đuổi người ta đi. Tùng Phong Nhi rất ít khi nói đùa với Hạ Tưởng, hôm nay là lần đầu tiên, Hạ Tưởng liền cười. Cô cũng biết tôi không có tiền, cũng rất ít mời người khác ăn cơm, hôm nay tuy nói là mời khách, nhưng kỳ thật trong túi chỉ có hơn 100 đồng, xem chừng còn phải vay tiền giám đốc Tiếu. Tiếu Dai thản nhiên cười, hương bay đầy nhà, hôm nay cô cố ý trang điểm, mặc đồ trang nhã nhưng bình thường Hạ Tưởng không thấy được mặt đoan trang của cô, chủ yếu là do thường xuyên thấy bộ dáng mặc áo ngủ của cô cười nói. Em cũng không mang tiền theo, anh tốt nhất nên mượn Phong Nhi, cô ấy rất thích mang tiền mặt. Tùng Phong Nhi lập tức lấy tiền mặt ra, cầm một tập giao cho Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ nói lời giữ lời, nói vay tiền, nhất định phải trả. Làm náo còn chưa đủ hay sao? Hạ Tưởng bất đắc dĩ đành phải tiếp nhận, cũng không đếm xem là bao nhiêu tiền, trong lòng buồn bực, rõ ràng là nói đùa, Tùng Phong Nhi lấy tiền ra làm gì? Đây vốn là sản nghiệp của cô, còn tính tiền cái gì? Lẽ nào Tiếu Dài còn không có quyền miễn trả tiền sao? Thật là! Sau đó ánh mắt lơ đãng lại chú ý tới ánh mắt trên trọc của Tùng Phong Nhi, trong lòng có vài phần hiểu rõ, Tùng Phong Nhi đúng thực là đã trưởng thành. Nhưng cô vẫn là một người phụ nữ, mà có một câu nói là phương pháp tốt nhất khiến một người nhớ kỹ bạn, đó là khiến người đó nợ tiền của bạn. Đương nhiên, đó chỉ là cách làm đối với tiểu nhân, giống như bánh bao thịt ném chó, một đi không trở lại. Không cần nói, biện pháp của Tùng Phong Nhi quả thật là hiệu quả, Hạ Tưởng bận rộn nhiều việc làm sao còn nhớ tới chuyện nhỏ vay tiền chứ. Chẳng qua, ở những năm tháng về sau, luôn có lúc bất chợt nhớ tới, giây lát liền quên ngay. Cứ nhớ nhớ quên quên, trong vài chục năm chưa từng gián đoạn. Để ở trong lòng mấy chục năm, chưa bao giờ quên được Tùng Phong Nhi, lần tụ hội thứ hai kết thúc, Hạ Tưởng không quay về chỗ của Tiếu Dài bởi vì Tùng Phong Nhi và Tiếu Dài vẫn còn ở chung một chỗ với nhau, hắn ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc sao có thể còn không biết ngượng mà đi cùng. Kỳ thật, hắn cũng có tính toán khác, sau khi từ biệt Nga Ni Trần và Dương Uy, im lặng đi tới chỗ ở của Vệ Tân. Ở Bắc Kinh. Vệ Tân thuê một căn hộ có hai phòng, không có mua nhà, không phải là không mua nổi, mà là do Vệ Tân trước giờ luôn cảm thấy Bắc Kinh không phải là nơi để định cư lâu dài, hơn nữa cô cũng không thích Bắc Kinh, không nghĩ sẽ an cư ở Bắc Kinh. Bắc Kinh vừa rộng lại loạn, không hợp với tính tình ấm áp an nhàn của Vệ Tân, nơi cô thích là thành phố nhỏ ở Duyên Hải phía Nam, không cần quá lớn, không cần quá ẩm ý, cũng không cần kinh tế quá phát đạt, chỉ cần hết thảy đều thoải mái, an nhàn là được rồi. Trên thực tế, cô rất vừa ý với thành phố Hạ Môn. Hy vọng một ngày nào đó có thể an cư ở Hạ Môn, đương nhiên, có Hạ Tưởng làm bạn là tốt nhất. Vệ Tân không nghĩ Hạ Tưởng sẽ đến, cô vừa mới tắm xong, còn đang quấn khăn tắm ngồi ở trên giường sửa móng tay, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, đang do dự xem có nên mở cửa hay không. Bởi vì buổi tối thường không có khách mà nhất là Tống Nhất Phàm không có ở cùng một chỗ với cô, tuy nhiên cũng đang ở rất gần. Ngay tại phòng đối diện, chẳng lẽ là Tiểu Phàm? Vệ Tân ước chừng liền bước xuống, cũng không có đi dép, chạy thẳng đến cửa, im lặng nhìn ra ngoài, vừa nhìn thấy, quả tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, như thế nào lại là anh ấy? Vội vã mở cửa phòng, đột ngột kéo Hạ Tưởng vào, bởi vì dùng lực quá mạnh, Hạ Tưởng thủ thế không được,
cô lại dẫm lên vạt áo tắm của chính mình, liền ngã xuống đất. Sốt cuộc còn kéo Hạ Tưởng cùng ngã. Hạ Tưởng liền ngã lên người vệ tân, may mắn, Hạ Tưởng phản ứng nhanh, hai tay chống lên mặt đất, nếu không lấy sức nặng của hắn, nếu nằm ngã lên người vệ tân, ít nhất cũng phải khiến vệ tân khó chịu nửa ngày. Vệ tân người nằm phía trên sàn nhà, vẫn không quên cười trộm, lặng lẽ dùng hai chân đóng cửa phòng lại, sau đó dùng lực ôm lấy Hạ Tưởng, giọng nói có chút khàn khàn, nói. Này, đừng lên tiếng. Hạ Tưởng và vệ tân tuy rằng đã rất quen thuộc, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ điên cuồng, hoang dã cộng với vô cùng hấp dẫn của vệ tân. Nghĩ thầm, tuy rằng chỉ là một người con gái bình thường, nhưng ở phương diện nào đó yêu cầu cũng không nhiều, trong số mấy người phụ nữ, là một người hay xấu hổ và bảo thủ nhất, hôm nay lại thực sự có điểm khác thường, chẳng lẽ, sức hấp dẫn của hắn lại tăng lên? Hạ Tưởng đương nhiên là hay tưởng tượng vui đùa, vẫn không nói chuyện. Sau đó lại nghe được một câu của vệ tân, lập tức không dám nghĩ ngợi lung tung, đến ngay cả áo tắm của vệ tân cho dù đã rơi sang một bên, hắn cũng không dám động tay động chân. Đã quên không nói với anh, Nhất Phàm ở phòng đối diện. Vui đùa gì vậy, Hạ Tưởng sợ tới mức không nhỏ, hắn luôn luôn cố gắng duy trì hình tượng một người anh thuần khiết trước mặt Tống Nhất Phàm. Tuy rằng, hắn tin tưởng Tống Nhất Phàm có thể đoán được quan hệ của hắn với vệ tân nhưng dù sao vẫn muốn che giấu. Nếu không làm sao có thể không phá vỡ hình tượng rực rỡ của hắn. Nhất Phàm vẫn nhận định giữa chúng ta chỉ là quan hệ bạn học thuần khiết. Vệ tân ha hả cười, tiếng nói của cô có chút khàn khàn, khi nhỏ giọng nói chuyện, lại mang một ý vị khác, nhất là khi cô cách hắn trong gang tấc, thổi ra nhiệt khí làm mũi Hạ Tưởng thấy ngứa ngứa, muốn hắt xì. Tống Nhất Phàm không phải là trẻ con, cô có cái gì mà không biết. Bộ dáng tin tưởng của cô, chỉ sợ cũng chỉ là làm bộ cho vệ tân xem. Vệ tân còn nói, em biết là cô ấy giả bộ. Bỗng nhiên, cô hướng về phía trước tìm gì đó, rồi cắn lên bả vai của Hạ Tưởng. Tuy rằng anh hơi đa tình, nhưng trên thực tế, anh coi như vẫn là một người tốt, Nhất Phàm tin tưởng anh như vậy, cô ấy bây giờ vẫn còn là trinh nữ, coi như anh vẫn còn có lương tâm. Trời đất chứng giám, Hạ Tưởng vừa xoa xoa bả vai. Vừa ủy khuất nói. Anh vốn là một người vô cùng tốt, hơn Vi Tiểu Bảo, hơn cả Đoàn Chính Thuần. Lời còn chưa nói hết, đã xảy ra chuyện. Không phải là hắn bị vệ tân đẩy ra hay là bị vệ tân chặn miệng mà là bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa thùng thùng, cùng với giọng nói mà trước kia Hạ Tưởng cảm thấy vô cùng đáng yêu, nhưng hiện giờ lại thấy vô cùng dọa người. Chị vệ, vừa rồi em có nghe thấy tiếng gì đó, có phải chỉ có khách hay không? À. Vệ tân trong lúc hoảng hốt đã quên mất có người đang nằm đè lên cô, lúc nhớ ra, nặng nề đẩy thân thể Hạ Tưởng ra một chút, vội che giấu nói. Không có, vừa rồi là chị vứt rác đi. Không có khách à? Tống Nhất Phàm kéo dài giọng điệu, rồi lại bỗng nhiên tủi thân nói. Vậy chị mau mở cửa, em vừa rồi gặp ác mộng, rất sợ, em muốn sang ngủ cùng với chị. Vẻ mặt Hạ Tưởng thống khổ, lén lút từ trên người vệ tân đứng lên. Sau đó hết nhìn đông lại nhìn tây, vệ tân biết ý của hắn, giơ tay chỉ ra phía bắc phòng. Hạ Tưởng hiểu ý, rón ra rón rén chui vào bên trong phòng, đường đường một phó bí thư tỉnh ủy, hiện tại muốn có bao nhiêu nhếch nhác thì có bấy nhiêu nhếch nhác, lại càng không có cách nào, ở trước mặt Tống Nhất Phàm, hắn vĩnh viễn chỉ là anh trai của cô chứ không phải là quan lớn gì. Vệ tân cũng thật là, nếu như là Phó Thiên Tiên hay Nghiêm Tiểu thì đã dùng mấy câu lừa gạt mà dỗ Tống Nhất Phàm đi khỏi. Nhưng vệ tân lại không như vậy, cô đứng dậy mở cửa phòng cho Tống Nhất Phàm, thấy Tống Nhất Phàm đi dép lê mặc áo ngủ, mắt díu lại vì ngái ngủ, cánh tay và bắp chân trần trụi, da trắng như bóc, vô cùng đáng yêu. Tống Nhất Phàm còn ôm một con gấu bông trong lòng, trên mặt còn có một chút sợ hãi. Thật đáng sợ, em nằm mơ anh Hạ đánh nhau với người khác, cả người toàn là máu. Vừa nói vừa đi đến căn phòng mà Hạ Tưởng ẩn thân. Tuy nhiên là anh ấy đánh cho người khác toàn người là máu còn anh ấy thì không việc gì. Nhưng em vẫn còn lo cho anh ấy, chị nói anh ấy có nhiều người như vậy, như thế nào lại vẫn khiến người khác không khỏi lo lắng. Hạ Tưởng sợ tới mức tim đã chạy lên đến cổ, bao nhiêu năm rồi, hắn còn chưa từng có trải qua thời khắc nguy cấp như vậy, nếu chẳng may bị Tống Nhất Phàm phát hiện, thì phải làm thế nào mới tốt đây? Thật tốt, thật may, vệ tân nhanh tay nhanh mắt, kéo Tống Nhất Phàm lại. Đừng có nghĩ ngợi lung tung, Phó Bí Thư Hạ hiện giờ là Phó Bí Thư tỉnh ủy, làm sao có thể đánh người. Em đừng cứ nằm mơ là lại nghĩ tới anh ấy,
anh ấy là một người tốt. Không một dấu vết, vệ tân kéo Tống Nhất Phàm đến một căn phòng khác, nguy hiểm của phó bí thư Hạ mới có thể được giải trừ. Hạ Tưởng vốn định dành một buổi tối tốt đẹp ở bên cạnh vệ tân nhưng nguyện vọng cứ như vậy thất bại, qua một đêm hoang đường nhất từ xưa tới nay, chịu đựng đến khi Tống Nhất Phàm ngủ say, mới im lặng chuồn ra khỏi nhà vệ tân để tránh gặp mặt Tống Nhất Phàm. Đã là hơn 10 giờ tối, Hạ Tưởng ngẫm nghĩ một chút, vẫn là quay về chỗ của Tiểu Giai tốt hơn, không ngờ lúc hắn chuẩn bị lên xe, lại gặp một người quen. Một người quen mà hắn không nghĩ có thể nào lại gặp mặt, một đêm hoang đường của hắn, lại càng thêm hoang đường hơn. Hạ Tưởng không phải người Bắc Kinh, nhưng trong cảm nhận của hắn, bản thân hắn ở Bắc Kinh, nhưng lại không hề có một chút cảm giác ở nơi đất khách quê người một chút nào. Không chỉ bởi vì so sánh Bắc Kinh với thành phố Yến, ngoài việc Bắc Kinh phồn vinh hơn, phát triển hơn thành phố Yến một chút, thì còn lại cũng chẳng khác bao nhiêu. Nếu như nhất định phải tìm ra điểm bất đồng thì chính là, người nước ngoài ở Bắc Kinh nhiều hơn rất nhiều so với thành phố Yến về hướng Nam 300 km. Nhưng không nên đắc ý rằng, người nước ngoài đến Bắc Kinh nhiều vì sự phồn hoa của nơi đây, trong số đó có không ít phần tử đối địch là vì mục đích chính trị nên mới đến. Đương nhiên những người quen mà Hạ Tưởng gặp được không phải người nước ngoài, bởi vì hắn không có bạn nước ngoài, càng không biết những phần tử thù địch, bởi vì Hạ Tưởng không hề cho rằng, hễ địch ủng hộ cái gì là ta phải phản đối cái đó, là chân lý. Ban đêm của Bắc Kinh giữa hè, ngập trong vàng son, phồn hoa như gấm, nơi thuê trọ của vệ tân không phải là trung tâm thành phố, mặc dù bây giờ đã là hơn 10 giờ tối rồi nhưng càng đêm càng mê hoặc, những chiếc xe ô tô cả đêm không về nhà, những người con gái con trai không biết đường về, còn có cả những người phụ nữ độc thân dắt con đi. Đúng, lúc Hạ Tưởng đang đứng ở bên đường chuẩn bị bắt xe thì Ngô Thiên Tiếu đi đến văn phòng của tỉnh Tề ở Bắc Kinh. Nếu như để y biết bí thư Hạ thật sự vẫn chưa có sự giác ngộ của phó bí thư tỉnh ủy, đúng là đang đứng bên đường bắt xe, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ánh mắt đảo qua một lượt, vô tình phát hiện phía đối diện có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, đang dắt một đứa con trai khoảng 8-9 tuổi từ một nhà nào đó đi ra, vừa sửa sang lại quần áo vừa chuẩn bị lên xe. Một người phụ nữ đẹp đến mức người ta thấy chói mắt, trong đêm say đắm lại đi một mình cùng với một bé trai, mặc dù Bắc Kinh là một thủ đô hiền hòa. Nhưng trong suy nghĩ của Hạ Tưởng thì vẫn rất dễ làm con người ta phạm tội. Hắn cũng không tránh khỏi tức giận, sau khi sửng sốt một lát liền không lên chiếc xe taxi đang đỗ trước mặt, mà nhanh chân qua đường đi về phía đối diện. Trong lúc đang muốn đi về phía trước chặn đứng đường của người phụ nữ xinh đẹp và đứa bé trai, xuất phát từ góc độ đại nghĩa, phê bình giáo dục họ vài câu, làm cho họ nhận thức một cách sâu sắc, trong đêm mê say, phụ nữ nhi đồng không có năng lực bảo vệ bản thân thì không nên ra ngoài đường. Không ngờ lúc chỉ còn cách người phụ nữ xinh đẹp đó có hơn 10 mét lại có người gọi. Hạ Tưởng. Một thanh âm ngạc nhiên và vui mừng vang lên đằng sau Hạ Tưởng. Đúng là cháu rồi, thật sự không ngờ. Hạ Tưởng chỉ có thể quay đầu, nụ cười thân thiết. Cô Tề, chào cô, hóa ra là cô. Tại sao không phải là ta? Bên cạnh cô Tề là một cô bé trắng nõn, ăn mặc giống như ngọc nữ, đôi mắt mở to nhìn Hạ Tưởng một cách tò mò. Không đợi cô Tề tiếp tục nói, bé gái rốt cục không kìm nổi thắc mắc trong lòng liền mở miệng hỏi. Chú ơi chú thật là lạ, sao chú lại giống với Hạ Đông như vậy? Chú là gì của Hạ Đông? Hạ Tưởng không kìm nổi cười, đây là lần đầu tiên hắn nghe người khác nói hắn giống Hạ Đông mà không phải là Hạ Đông giống hắn, lời nói của trẻ con không cố kỵ gì cả, hắn cười nói. Bởi vì chú là bố của Hạ Đông, nên Hạ Đông đương nhiên là giống chú rồi. Không đúng. Cô bé kiên quyết giữ nguyên ý kiến của mình. Nên nói chú giống Hạ Đông mà không phải là Hạ Đông giống chú, bởi vì bề ngoài của chú đã cố định rồi còn Hạ Đông vẫn chưa trưởng thành, sau khi cậu ấy trưởng thành nhất định sẽ đẹp trai hơn chú. Hạ Tưởng không thể nào nhịn được cười, không thể nào nói chuyện được với cô bé, cách tư duy của cô hoàn toàn khác với người lớn, chỉ có thể theo cô bé. Ừ, cháu nói đúng rồi. Cô Tề cười càng vui vẻ. Bình thường Tiểu Linh nhìn thấy người lạ rất ít Kakahi chủ động nói chuyện, cũng lạ vừa mới gặp cháu mà nó đã nói nhiều như vậy rồi. Hạ Tưởng bất đắc dĩ sờ cái mũi. Ta là con quỷ dính lấy Hạ Đông. Bố ơi! Hạ Đông chạy nhào đến trước mặt Hạ Tưởng, ngay lập tức kéo lấy tay của hắn. Đúng là bố rồi, mẹ bảo bố đến rồi, con lại cứ tưởng mẹ lừa con. Tào Thù Lê ở bên cạnh Hạ Đông, cười rừng rưng, đứng một cách thản nhiên. Không nói một lời mà nhìn Hạ Tưởng,
trong ánh mắt có niềm vui bất ngờ, có tình yêu cũng có sự dí dỏm. Hạ Tưởng kéo tay của Hạ Đông, thấy tay của Hạ Đông lại béo lên một chút liền nói. Hạ Đông về sau phải chú ý một chút, đừng có để béo lên nữa, béo thì sẽ không đẹp trai đâu. Béo mới đẹp, cháu thích Đông Đông béo. Tiểu Linh cướp Hạ Đông từ tay Hạ Tưởng. Đông Đông béo rồi, có thịt mới đáng yêu. Được, Hạ Đông thật là được hoan nghênh, nhỏ tuổi như vậy mà đã có người tranh rồi. Hạ Tưởng cười bất đắc dĩ, lại nói với cô Tề. Nghe Thù Lê nói, cô Tề muốn gặp cháu. Hạ Tưởng vốn đồng ý với Tào Thù Lê sẽ gặp mặt cô Tề, nhưng tính đi tính lại vẫn không có thời gian nên đành chịu. Không ngờ thật là trùng hợp, trời đất run rủi, hắn bị Tống Nhất Phàm đuổi ra khỏi nhà vệ tân, trong lúc lưu lạc đầu đường thì vừa lúc không hẹn mà gặp cô Tề, đúng là người nên gặp, không cần phí sức vẫn có thể gặp được. Người không nên gặp thì có chịu bao nhiêu vất vả khổ cực cũng chưa chắc đã gặp được, cuối cùng nói không chừng còn có một kết cục hoang đường. Hạ Tưởng trong một đêm rất bình thường ở Bắc Kinh, coi như đã hiểu được một đạo lý, tính chung của nhân loại là cầu không được, nguyện vọng thì rất tốt đẹp nhưng hiện thực thường rất phũ phàng. Cũng may, Hạ Tưởng bây giờ so với lúc trước đã có một bước tiến bộ rất lớn, con người sống ở trên đời không thể vạn sự như ý, nhưng tốt thì tốt. Phía sau những chuyện không như ý sẽ có sự bù đắp của một chuyện tốt khác, đây chính là có mất sẽ có được. Đúng vậy, cô muốn gặp và nói chuyện với cháu. Cô Tề ngẩng lên nhìn đồng hồ. Mới có hơn 10 giờ, trời nóng thế này mọi người cũng sẽ không ngủ sớm, Hạ Tưởng cháu sẽ không có ý kiến nếu nói chuyện thêm một lát chứ. Bậc trưởng lão gọi, không nên chậm trễ. Hạ Tưởng cung kính đáp, hắn rất có ấn tượng tốt đẹp với sự hòa nhã và thân thiện của cô Tề. Hơn nữa hắn biết cô Tề rất thích Hạ Đông, chưa cần nói đến thân phận phu nhân của Tổng Bí Thư, chỉ xét việc cô là bề trên cũng nên được kính trọng. Chả trách Hạ Đông làm người khác đặc biệt yêu thích, Thù Lê dịu dàng, Hạ Tưởng lương thiện, Hạ Đông không ngoan mới là lạ. Cô Tề mặt mày rạng rỡ. Tiểu Linh rất vui mừng, kéo tay Hạ Đông nói. Tốt quá rồi, chúng ta lại có thể chơi thêm chút nữa. Hạ Tưởng lắc đầu cười, quay lại nói với Tào Thù Lê. Em và Hạ Đông sống ở đâu? Lời vừa nói ra, Hạ Tưởng mới biết chỗ không tốt của mình, không quan tâm đến cuộc sống của vợ con, thật sự là không nên một chút nào, mặc dù Tào Thù Lê cũng có bạn ở Bắc Kinh, Liên Nhược Hạm cũng cho cô ở nhờ nhà, nhưng dù sao cũng hơi xa. Chỗ cô Tề sắp xếp cho. Tào Thù Lê cười tủm tỉm liếc nhìn cô Tề một cái. Cô Tề rất nhiệt tình, em vốn dĩ rất ngại làm phiền cô ấy. Sao lại gọi là làm phiền? Cô Tề vừa nói, vừa nhỏ giọng nhắc nhở người bên cạnh vài câu, liền ngay lập tức có người vào trong hội sở, hiển nhiên là thêm rượu bật đèn tiếp tục mở tiệc rồi. Cô vui còn không kịp, có Thù Lê và Hạ Đông sống cùng, mỗi ngày cô có thể cười nhiều hơn một chút. Không thể không nói trong mắt Hạ Tưởng, cô Tề thân thiết như một vị trưởng bối hàng xóm. Sau khi tiến vào sở hội, bên trong yên tĩnh mà có đủ loại cách điệu, hiển nhiên không phải là nơi mà người bình thường có thể vào được. Cô Tề ở phía trước, Hạ Tưởng và Tào Thù Lê ở phía sau, Hạ Đông và Tiểu Linh đi sau cùng, vừa đi vừa dì tai thì thầm, rồi rào sức sống, vô cùng vui vẻ. Lúc còn nhỏ có ít cũng hài lòng, chỉ cần có một viên kẹo, có thể chơi với bạn nhiều hơn một chút đã là niềm vui rất lớn rồi. Đi được vài bước, Hạ Tưởng đột nhiên cảm thấy đau nơi tay phải, liền biết rằng đó là do Tào Thù Lê vụng trộm nhéo hắn một cái, hắn cũng không để bụng, cười ha hả, lấy tay chỉ vào cô Tề ở phía trước. Sau đó vẻ mặt lại nghiêm túc, ngụ ý chính là có cô Tề ở đằng trước phải nghiêm túc một chút. Tào Thù Lê nhìn không được mà mỉm cười. Không bao lâu thì đến một căn phòng rất ấm áp, trong đó đã bày sẵn trà và các loại đồ ăn vặt, bố cục căn phòng và cảm giác vui vẻ của gia đình gần như nhau, nhiệt độ cũng được điều chỉnh ở mức thích hợp. Quan trọng nhất là ở đây rất yên tĩnh, dùng ánh mắt chuyên nghiệp của Hạ Tưởng để xem thì trên tường có vật liệu cách âm cao cấp. Sau khi ngồi xuống, cô Tề cũng không vòng vo. Trực tiếp đi vào vấn đề. Hạ Tưởng, cô muốn thương lượng với cháu một chuyện, vốn dĩ cũng đã nói qua với Thù Lê rồi, nhưng dù sao cháu cũng là chủ trong nhà, đại sự cũng nên do cháu quyết định mới được, nếu không cô và Thù Lê tự mình quyết định là không tôn trọng cháu. Cô Tề vẫn là người tính cách chân thật, Hạ Tưởng liền nói. Cô Tề có chuyện gì cứ nói, cháu đang nghe đây, nhưng mà gia đình cháu những việc đại sự thường do cháu làm chủ, việc nhỏ do Thù Lê là chủ. Nhưng cũng phải nói lại, trong nhà chưa bao giờ xảy ra chuyện đại sự. Cô Tề cười ha hả. Tư tưởng của cô hơi truyền thống,
mặc kệ việc lớn việc nhỏ, chỉ cần là việc trong nhà, cuối cùng vẫn là chủ gia đình quyết định, vì vậy cô mới muốn gặp cháu nói chuyện một cách chỉnh trọng. Cô Tề càng nói càng nghiêm túc, làm cho Hạ Tưởng cũng hồi hộp, hắn vốn nghĩ chắc không có đại sự gì, cô Tề muốn gặp hắn chỉ là nói những chuyện trong nhà ngoài ngõ, nhiều lắm thì là chuyện giữa Hạ Đông và Tiểu Linh như thế nào, trẻ con tập làm người lớn, hắn làm sao có thể để ý. Cô Tề vừa nãy còn mặt mày hớn hở, bây giờ đột nhiên vẻ mặt ngưng trọng, cũng làm cho Hạ Tưởng trong lòng thấp thỏm không yên, nghĩ thế nào cũng không ra giữa hắn và cô Tề có thể có đại sự gì để mà nói. Cô Tề mặc dù là vợ của Tổng Bí Thư, nhưng theo sự hiểu biết và kết luận sau khi tiếp xúc với cô Tề của Hạ Tưởng, thì cô Tề rất ít khi đề cập đến vấn đề chính trị. Lúc không đi cùng với Tổng Bí Thư, thì cô Tề chính là một hình tượng bề trên rất thân thiết không có một chút hơi thở quan liêu nào. Cô Tề có chuyện gì muốn nhờ cháu cứ nói, cháu nhất định sẽ làm tốt. Cô Tề cười rồi khoát tay. Cô nói cho cháu biết, cũng không phải là chuyện to tát gì, chỉ là cô muốn cho Hà Đông sống ở nhà mình, cũng dễ chiếu ứng với Tiểu Linh. Hả? Hạ Tưởng nhất thời sừng sốt, giờ khóc giờ cười, náo loạn nửa ngày, bày ra trận thế hoành tráng chính là vì vấn đề chỗ ở của Hạ Đông. Hắn còn tưởng là có rất nhiều đại sự cần hắn quyết định, thật là phí công hồi hộp lâu như vậy. Hạ Tưởng cũng rất rõ ràng, bởi vì nghĩ lại cũng thấy rất dễ chịu, cô Tề đề cập đến vấn đề đó một cách chỉnh trọng như vậy, là thể hiện sự tôn trọng hắn. Chấm, mãi đến tận khi tiến bước cô Tề, Hạ Tưởng bên trái là Tào Thù Lê, bên phải là Hạ Đông, ở Bắc Kinh vô tình lại được đoàn tụ với gia đình cũng là một kỷ niệm khó quên. Cứ tưởng rằng một đêm hoang đường của Hạ Tưởng cứ trôi qua như vậy, không ngờ rằng sau đó hắn nhận được một cuộc điện thoại, lại tiếp tục kéo dài sự hoảng loạn của đêm nay, làm hắn không nói được gì để chống đỡ. Kỳ thật Tào Thù Lê tuyệt đối sẽ không thẩm vấn ý kiến của Hạ Tưởng, cô Tề vừa đi là cô ấy liền kéo tay Hạ Tưởng, trong lòng rất vui vẻ, dù sao thì tha hương gặp bạn cố chi không phải là người khác, là người mình yêu nhất đương nhiên là niềm vui bất ngờ vô hạn. Trừ phi là người phụ nữ có tâm tư khác, đi ra bên ngoài mới không mong gặp được chồng của mình. Đối với sự thân mật của bố mẹ, Hạ Đông rõ ràng tâm lý bá chiếm, nó không nói gì mà dùng lực tách Hạ Tưởng và Tào Thù Lê ra, mình thì lách vào giữa hai người, sau đó giơ tay trái và tay phải ra mỗi tay kéo một người. Kỳ thật dụng ý rất rõ ràng, chính là trong lòng nó không cho phép bố mẹ không để ý đến sự tồn tại của mình. Hạ Tưởng bất đắc dĩ đành phải cười sờ sờ cái đầu của Hạ Đông, lại nhìn về phía Tào Thù Lê cười, chuẩn bị về chỗ ở. Tào Thù Lê còn cố ý hỏi một câu. Muộn thế này rồi anh không bận gì nữa chứ? Không có, chắc chắn không có. Hạ Tưởng nhìn lướt qua căn phòng của vệ tân ở nơi không xa một cái, từ chỗ hắn đang đứng vẫn có thể nhìn thấy cửa sổ phòng vệ tân vẫn đang sáng đèn, có thể vệ tân và Tống Nhất Phàm đã ngủ rồi, có thể vệ tân đang ngồi một mình nghĩ tâm sự, dù sao một đêm phóng đãng cũng đã qua như vậy, mặc dù hoảng loạn nhưng cũng là một kỷ niệm buồn cười. Cũng chính vì vậy mà lịch trình nghiêm túc của hắn có thêm điểm suýt nhẹ nhàng. Hạ Tưởng gần như không do dự chút nào mà đồng ý yêu cầu của cô Tề, đều xuất phát từ sự yêu thích trẻ con, không cần quan tâm đến mục đích chính trị trong đó. Đương nhiên, từ lúc Hạ Đông ở trong nhà cô Tề, có thể thường xuyên nhìn thấy suy nghĩ xuất phát điểm của Tổng Bí Thư, cũng làm cho Hạ Đông lấy thân phận của cá nhân, từ sớm tham gia vào cuộc sống của gia đình Tổng Bí Thư. Mặc kệ sau này Hạ Đông theo con đường chính trị hay kinh doanh, ít nhất những việc trải qua thời thơ ấu của cậu bé, sẽ ảnh hưởng cả một đời của cậu bé. Lấy cách đối nhân xử thế của Tổng Bí Thư, và sự hiền hậu của cô Tề, Hạ Tưởng tin rằng Hạ Đông sẽ có một thời thơ ấu vui vẻ, hạnh phúc. Mặc dù hiện tại tên tiểu tử này có chút hống hách, không cho hắn và người phụ nữ của mình thân mật, rõ ràng là một kẻ thứ ba. Nhưng mà chính vào lúc này, điện thoại của Hạ Tưởng lại đổ chuông. Tào Thù Lê thấy Hạ Tưởng vẻ mặt khó xử, liền trêu ghẹo nói. Nếu không phải điện thoại của con gái thì anh cứ dũng cảm mà nghe, em sẽ không bao giờ gây trở ngại cho công việc của anh, mặc dù đêm hôm khuya khoắt mà vẫn có người nói chuyện công việc, thì cũng thật là không hiểu lễ nghĩa gì cả. Đúng là bị Tào Thù Lê nói đúng rồi, đúng là điện thoại của con gái, không phải vệ tân, cũng không phải Tống Nhất Phàm, cũng không phải Thiếu Giai mà là một người phụ nữ mà Hạ Tưởng có thể hợp tình hợp lý mà đứng trước mặt Tào Thù Lê nghe điện thoại. Hạ Đông hỏi một cách không hiểu. Mẹ ơi, mẹ có chút không phân rõ phải trái, giống Tiểu Linh. Tiểu Linh không cho phép con chơi với bạn gái khác, mẹ cũng không cho bố nghe điện thoại của phụ nữ khác,
Ôi, con gái thật là phiền toái. Bộ dáng cậu nhóc ra vẻ người lớn than thở của Hạ Đông, đùa đến mức làm Tào Thù Lê cười nghiêng cười ngả, hết sức vui vẻ, cười mắng Hạ Đông vài câu. Hạ Tương ở bên cạnh nghe điện thoại. Tử Tuyền, có chuyện gì vậy? Ôn Tử Tuyền muộn như vậy còn gọi điện thoại đến, Hạ Tường liền biết chắc rằng có chuyện cấp bách, bởi vì Ôn Tử Tuyền không phải là người không biết phải trái, cô ấy làm mọi việc đều rất thông minh, tuyệt đối không tự dưng quấy rầy. Phó Bí Thư Hạ, theo tin tức đáng tin cậy, Bí Thư Chu trước sau phái người đi tiếp xúc với Triệu Mẫu Đan và Chu Trấn Ba, cũng may Triệu Mẫu Đan từ chối đề nghị của Bí Thư Chu, Chu Trấn Ba chuyển rời vị trí, không gặp mặt trực tiếp. Giọng của Ôn Tử Tuyền còn khá trấn tĩnh không có dấu hiệu của sự hoảng loạn, mặc dù trong lòng cô ta đã rất loạn. Bởi vì cô thật không ngờ, Chu Hồng Cơ muốn mượn thế lực của Phó Bí Thư Hạ, tại sao lại còn muốn đợi Phó Bí Thư Hạ vừa đi, liền lập tức hành động một mình. Nếu chỉ việc tiếp xúc với Triệu Mẫu Đan và Chu Trấn Ba chỉ làm cô phẫn nộ không nói lên lời, thì có một hành động khác làm cô cực kỳ không hiểu, làm cô không phân biệt rõ phương hướng. Ôn Tử Tuyền liền cảm thấy cần thiết phải kịp thời báo cho Phó Bí Thư Hạ, mặc dù đêm đã khuya nhưng tình hình khẩn cấp, tin rằng Phó Bí Thư Hạ sẽ không trách tội thất lễ của cô. Hạ Tưởng không phải là một người lãnh đạo lòng dạ hẹp hòi, đương nhiên sẽ không trách Ôn Tử Tuyền đêm hôm khuya khoát gọi điện thoại đến. Nhưng sau khi nghe Ôn Tử Tuyền báo cáo hành động của Chu Hồng Cơ, trong lòng lại không cho là đúng, hành động của Chu Hồng Cơ hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Hắn đã sớm hiểu rõ cách đối nhân xử thế của Chu Hồng Cơ, có tinh thần mạo hiểm nhất định, cũng có tâm lý đầu cơ, còn có cả thủ đoạn chính trị, nếu như trong thời gian hắn không ở tỉnh Tề Chu Hồng Cơ không có bất cứ động tĩnh gì thì mới không bình thường. Nhưng sau đó, Ôn Tử Tuyền báo cáo một tin tức khác quả thật đã khiến hắn giật mình. Còn có một việc tôi không rõ, Bí Thư Chu phái người đến thành phố Yến, nghe nói là muốn điều tra cung Tiểu Tinh có thể có chuyện gì cơ chứ? Chuyện của cung Tiểu Tinh chỉ có vài người biết, ngay cả Ôn Tử Tuyền Hạ Tưởng cũng không nói, Ôn Tử Tuyền không hiểu hành động của Chu Hồng Cơ cũng là điều dễ hiểu. Điều Hạ Tưởng kinh ngạc không phải là linh cảm chính trị hơn người của Ôn Tử Tuyền, nếu là người khác chắc chắn sẽ không để ý đến chuyện của cung Tiểu Tinh. Điều hắn khiếp sợ chính là tại sao xúc tu của Chu Hồng Cơ sao nhanh đến mức đã tiến đến người cung Tiểu Tinh rồi. Biết việc của cung Tiểu Tinh chỉ có ba người, hắn, Nghiêm Tiểu Thì và Phó Tiên Tiên, trong ba người ai cũng không có khả năng tiết lộ bí mật cho Chu Hồng Cơ, vậy thì Chu Hồng Cơ từ đâu mà biết? Nếu Chu Hồng Cơ đã trực tiếp phái người đi tới thành phố Yến điều tra lấy chứng cớ, thì chứng minh y đã nắm được chứng cứ sơ bộ, chính là nói, cung Tiểu Tinh là vũ khí bí mật đã hết tác dụng. Hơn nữa, cung Tử Tinh thân cũng đang nằm trong nguy hiểm. Cung Tiểu Tinh không thể so với Triệu Mẫu Đan về mặt kiến thức rộng rãi, cô sẽ bị nhân viên ủy ban kỷ luật dắt mũi. Cô ấy chỉ là một nhân viên phục vụ, nếu như sau khi bị người của Chu Hồng Cơ bắt được, thì không đến nửa tiếng sẽ khai hết tất cả mọi chuyện. Trong lúc cung Tiểu Tinh giải thích rõ ràng vấn đề, chính là lúc cô gặp nhiều nguy hiểm nhất, nếu vụ việc một khi bị lan truyền, thì cung Tiểu Tinh chỉ có nước chết. Chỉ cần cô bị đưa về tỉnh Tề thì số người muốn đưa cô vào chỗ chết nhiều không đếm xuể. Không chỉ như thế, vụ việc của Hà Giang Hải sẽ có một lỗ hổng rất lớn. Sự việc đúng là rất phiền toái. Cũng nói rõ một điểm, phỏng chừng cũng là cung Tiểu Tinh không kín miệng, nói hết mọi chuyện cho người nào đó ở phòng tiếp khách, mà người nào đó vô tình tiết lộ thông tin, đúng lúc Chu Hồng Cơ có mối quan hệ với người ở phòng tiếp khách tỉnh ủy. Không được. Phải khống chế sự tình trong phạm vi có thể khống chế. Tử Tuyền, ngày mai cô tìm Phó Chủ tịch tỉnh Lý, nói với ông ấy, nói là ý của tôi, đem tầng quản lý của nhà tiếp khách tỉnh ủy sẽ luân phiên thay một lần, từ Phó Tổng trở lên, một người cũng không được bỏ sót. Hạ Tưởng lập tức truyền đạt mệnh lệnh, mặc dù hắn không trực tiếp quản lý phòng tiếp khách của tỉnh ủy, Lý Đinh Sơn cũng không trực tiếp nhưng muốn đổi giám đốc của nhà tiếp khách tỉnh ủy thì là một chuyện rất dễ như trở bàn tay. Gặp mặt với Hạ Lực thêm một lần, tranh thủ làm cho trưởng ban thư ký Hạ cũng hỗ trợ công việc một chút. Hạ Lực là lãnh đạo trực tiếp của nhà tiếp khách tỉnh ủy, nếu như y mở lời cộng với đề nghị của Lý Đinh Sơn thì đại sự có thể thành. Vấn đề của cung Tiểu Tinh, đợi tôi về rồi nói cụ thể. Hạ Tổng giao phó xong, sau khi đợi phản ứng của đợi Ôn Tử Tuyền liền ngắt máy. Hạ Tưởng và Tào Thù Lê về chỗ ở, không về chỗ mà cô Tề đã sắp xếp. Mà về căn phòng trước đây là một căn hộ ba phòng vô cùng thoải mái, là tấm lòng của Liên Nhược Hạm đặc biệt mua tặng Tào Thù Lê sau khi đợi Hạ Đông ngủ rồi, Hạ Tưởng vẫn không hề buồn ngủ bởi vì vấn đề trọng đại của cung Tiểu Tinh.
cứ nghĩ là chỉ cần đưa cô ấy đến thành phố Yến là bình yên vô sự, không nghĩ tới vẫn là đánh giá cao chỉ số thông minh của cô ta, xem nhẹ rất nhiều cơ sở ngầm của Chu Hồng Cơ, ngay cả phòng tiếp khách tỉnh ủy cũng có thể nhúng tay vào, thì có vẻ mọi việc phải tiếp tục đến khi Chu Toàn một phen mới dễ hóa giải. Tào Thù Lê tắm xong, ánh mắt nhìn về phía Hạ Tưởng, biểu đạt lời kêu gọi hàm nghĩa phong phú, dù sao cũng đã ly biệt một thời gian, Hạ Tưởng biết nhu cầu của cô, vẫn chưa nói gì liền nghe thấy tiếng nói hàm hồ không rõ của Hạ Đông. Mẹ ơi, hôm nay mẹ phải ngủ với con, không được ngủ cùng bố. Ai nói trẻ con không có suy nghĩ? Rõ ràng vừa nãy cậu bé đã ngủ rồi, nghe thấy động tĩnh lại tỉnh, đêm nay cho dù có ý tưởng cũng không thể thực hiện, Tào Thù Lê đành phải cười áy náy. Anh cũng đi ngủ sớm đi nhé. Hạ Tưởng không thể nào đi ngủ sớm được. Suy nghĩ, nhìn thấy thời gian đã muộn rồi, đêm hôm khuya khoắt nhưng vẫn phải thông báo cho Tề Á Nam, liền gọi điện cho y. Không ngờ nghe điện thoại là một người con gái. Alo, ai vậy? Muộn thế này còn gọi điện đến, thật là không có lễ phép. Hạ Tưởng sửng sốt, Tề Á Nam đang sống cùng ai vậy, liền hỏi. Tôi tìm Tề Á Nam. Giọng của người phụ nữ ngây ngẩn cả người, ngay lập tức liền tỉnh táo. À, là Phó Bí Thư Hạ, ngại quá, vừa nãy tôi nghe không ra. Hạ Tưởng cũng cười, đừng nói là cô không nghe ra hắn là ai, ngay cả hắn vừa nãy cũng không biết cô chính là Lý Thấm. Lại nghĩ không khỏi tự trách vừa nãy đã suy nghĩ lung tung, Tề Á Nam từ sau khi cưới Lý Thấm, dường như chưa bao giờ xuất hiện vấn đề liên quan đến phụ nữ. Nhưng cũng không biết là Lý Thấm ngang ngược, hay là muốn nói chuyện với Hạ Tưởng mà không đưa điện thoại cho Tề Á Nam. Phó Bí Thư Hạ, có việc gì cần phân phó? Đêm khuya, giọng nói của Lý Thấm trong lúc nửa tỉnh nửa mê truyền đến, có phong vị khác, là âm thanh gợi tình mà Hạ Tưởng chưa từng nghe thấy. Nhưng lúc đó hắn cũng chẳng có tâm trạng nào mà nghe phong tình phụ nữ của Lý Thấm, mà trực tiếp nói đến chuyện Cung Tiểu Tinh. Sự tình khá là khó giải quyết, trước tiên đem giấu Cung Tiểu Tinh đi, không để người tỉnh Tề tiếp xúc với cô ta, những vấn đề khác do tôi giải quyết. Hạ Tưởng không nói rõ Cung Tiểu Tinh xảy ra chuyện gì, chỉ nói một cách đơn giản và đưa ra yêu cầu. Được, Lý Thấm không một chút hàm hồ đồng ý. Mặt khác nói với Tề Á Nam. Bảo anh ta chuẩn bị tốt việc đưa Cung Tiểu Tinh đến tỉnh Tề. Được, Lý Thấm cũng đồng ý ngay lập tức, nhưng từ đầu đến cuối không hề để Tề Á Nam nghe điện thoại. Hạ Tưởng lắc đầu cười thầm, biết tâm tư của Lý Thấm, cô chính là muốn mình tài giỏi hơn Tề Á Nam, muốn nắm trong tay hết thảy. Sau khi nói chuyện với Lý Thấm, Hạ Tưởng biết rằng vấn đề tỉnh Tề chỉ duy trì nhất thời, không thể không phối hợp phá án với Ủy ban Kỷ luật, nhưng có một điểm. Về vấn đề tỉnh Yến và thành phố Yến, có thể không chặn nhân viên của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề ở ngoài cửa, nhưng có thể ngăn được ở bên ngoài chân tướng. Không để ý đến việc đêm hôm khuya khoắt mà gọi điện thoại sẽ làm phiền giấc ngủ của người khác, nhưng Hạ Tưởng vẫn lần lượt gọi 2-3 cuộc điện thoại, gọi khoảng hơn 10 phút. Thành phố Yến cũng tốt, tỉnh Yến cũng được, không thể nói là thiên hạ của hắn, nhưng ít nhất cũng có mạng lưới quan hệ kín không kẽ hở của hắn, nếu như Chu Hồng Cơ muốn đem người từ tỉnh Tề đi. Chẳng lẽ không phải chuyện cười? Hạ Tưởng chỉ muốn ngăn không cho Chu Hồng Cơ tiếp xúc với Cung Tiểu Tinh, mà không nghĩ đến sự tiến triển của sự việc so với tưởng tượng cách xa rất nhiều. Trời vừa sáng, Hạ Tưởng vẫn đang ngủ liền bị điện thoại của Khâu Tự Phong đánh thức. Kỳ thật tối hôm qua hắn ngủ tất cả có mấy tiếng, bởi vì sau khi gọi điện thoại xong hắn vẫn chưa yên tâm. Vì tiến thêm một bước nắm trong tay sự tiến triển mới nhất, nên hắn lại gọi điện thoại cho Ngô Thiên Tiếu. Yêu cầu Ngô Thiên Tiếu sáng sớm nay đi đến thành phố Yến. Đến tỉnh ủy tỉnh Yến, gặp mặt chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Trương Kiềm, bí thư đảng ủy công an tỉnh Mã Kiệt, thay mặt hắn chuyển lời, so với việc gọi điện thoại chính thức hơn nhiều. Cũng càng làm cho tỉnh Yến coi trọng chuyện này. Bởi vì rất nhiều vấn đề không thể nói rõ trong điện thoại, cũng không tiện nói. Phương diện ủy ban kỷ luật tỉnh là mấu chốt. Bởi vì người mà Chu Hồng Cơ phái đi chắc chắn phải là nhân viên công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề, sau khi đến tỉnh Yến nhất định phải tiếp xúc với phương diện Ủy ban Kỷ luật tỉnh, do Ủy ban Kỷ luật tỉnh lộ diện phối hợp làm việc. Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề không có quyền trực tiếp bắt người ở tỉnh Yến, hơn nữa, cho dù bắt được cũng chưa chắc đã tìm đúng cửa. Nghĩ lại một thời gian trước đây vì vụ án về sự hủ bại của hệ thống khai thác muối, hai tỉnh cùng hỗ trợ phá án. Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề và Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến, mặc dù không thiết lập quan hệ hợp tác tốt đẹp, nhưng ít nhất cũng là một người bạn cũ đã tiếp xúc qua,
phỏng chừng suy nghĩ từ điểm này, Chu Hồng Cơ sẽ nghĩ người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề một khi đến tỉnh Yến sẽ nhận được sự tiếp đãi nhiệt tình. Dù sao, trước đây Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến đến tỉnh Tề, Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề cũng đã hoan nghênh nhiệt liệt và tích cực phối hợp. Chu Hồng Cơ làm sao có thể ngờ được, y tự cho kế hoạch kín mít không chút kẽ hở của mình, không chỉ ngay đầu tiên đã bị Hạ Tưởng biết được không có biện pháp, nhân duyên của Hạ Tưởng tốt hơn y, rất nhiều việc đều là người biết đầu tiên hơn nữa Hạ Tưởng còn chuẩn bị một lễ vật rực rỡ đợi y mở ra. Mà đúng là bởi vì căn cứ vào sự sai lầm trong việc phán đoán và quyết định, nên trong lần ra tay thứ nhất trong thời gian sai lầm mà y nghĩ là chính xác, đã triệt để dẫn đến một việc lệch lạc không thể đoán trước. Cũng có thể giữa y và Hạ Tưởng vốn dĩ đã là hợp tác bằng mặt nhưng không bằng lòng, xuất hiện sự lở đất không thể nghịch chuyển. Nhưng lúc này, trong lúc một ngày mới bắt đầu, ai cũng không biết được sự tình sẽ phát triển theo hướng nào, Chu Hồng Cơ đón ánh sáng mặt trời, đang muốn đi vào phòng làm việc, chuẩn bị công việc mới và cũng là để chờ đợi tin tức tốt đẹp truyền đến từ tỉnh Tề. Cùng lúc, hôm nay y cũng muốn đích thân thẩm vấn Thang Thế Thành, tất nhiên là trong hoàn cảnh bí mật. Mà Hạ Tưởng sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, sau khi Ngô Thiên Tiếu chưa đến 6 giờ đã khởi hành đến tỉnh Tề, hắn vừa sáng sớm cũng nhận được điện thoại của Khâu Tự Phong, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ quan trọng cuối cùng của lần đến Bắc Kinh này là đi thăm cụ phó. Điện thoại của Khâu Tự Phong gọi đến thật không đúng lúc, Hạ Tưởng vốn người đang mệt mỏi cực độ đang say giấc mộng không biết làm thế nào, hắn và Vệ Tân ôm lấy nhau, lại bị Tống Nhất Phàm chặn vào giữa, làm hắn mất hết mặt mũi. Dưới ánh mắt chất vấn và đầy khủng bố của Tống Nhất Phàm, không thể nào giải thích sự phức tạp trong mối quan hệ giữa hắn và Vệ Tân. Điện thoại của Khâu Tự Phong làm hắn tỉnh giấc, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên từ trên giường. Sau khi tỉnh dậy mới phát hiện đầu đầy mồ hôi, cũng làm Hạ Tưởng hiểu rõ tình cảm của hắn dành cho Tống Nhất Phàm là phức tạp nhất, cũng để ý nhất đến hình tượng thân là anh trai của hắn. Phó Bí Thư Hạ, anh ở đâu? Tôi phái người đi đón anh. Khâu Tự Phong rất nhiệt tình. Nhưng y không biết sự nhiệt tình của y làm Hạ Tưởng phát cáu. Tuy nhiên cũng còn may, năng lực điều tiết tâm lý của Hạ Tưởng rất tốt, đảo mắt lại bình ổn cảm xúc phập phồng, thực sự là không có lý do để oán trách Khâu Tự Phong, cười thầm bản thân đã bị Tống Nhất Phàm dọa cho sợ quá rồi, hoặc từ góc độ khác mà nói, hắn cũng quá sủng ái cô. Anh nói địa điểm rồi tôi tự tới là được. Hạ Tưởng làm việc từ trước đến nay thích đơn giản, không thích làm phiền người khác. Có đôi khi làm phiền người khác cũng là làm khó cho mình. Đợi Khâu Tự Phong sai người đến đón ít nhất cũng phải đợi nửa tiếng, thà hắn tiết kiệm nửa tiếng này đi làm một số việc có ý nghĩa. Khâu Tự Phong nói địa điểm rồi cười. Thực ra tôi muốn nói với anh, Hiểu Lâm dường như có chuyện muốn nói riêng với anh, vừa nãy cô ấy vừa sáng sớm đã gọi điện đánh thức tôi dậy là để hỏi anh ở chỗ nào. Nếu như là lúc trước, cô ấy chắc chắn sẽ trực tiếp tìm anh, còn hôm nay lại ấp a ấp úng. Nói không chừng lại có chuyện tốt gì. Làm sao có chuyện tốt, anh cũng đừng nói linh tinh nữa. Hạ Tưởng nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của Khâu Tự Phong. Chúng ta muốn đi thăm bệnh tình của cụ phó, phải có thái độ đứng đắn. Đúng, sẽ theo tinh thần của Phó Bí Thư Hạ mà làm. Khâu Tự Phong cười ha hả, cúp điện thoại. Hạ Tưởng miệng nói có vẻ thoải mái nhưng trong lòng thật sự lo lắng, Mai Hiểu Lâm thực sự tìm hắn có việc gì. Bởi vì việc của Mai Hiểu Lâm chỉ có thể là việc tình cảm mà thôi. Hắn không muốn ở phương diện tình cảm có gút mắc không rõ ràng với Mai Hiểu Lâm. Tạm biệt Tào Thù Lê và Hạ Đông, tối hôm qua Hạ Đông có chút ngang ngược, muốn độc chiếm mẹ. Lúc Hạ Tưởng muốn ra ngoài cậu bé lại không nỡ, kéo lấy tay Hạ Tưởng không buông, biểu hiện của tên tiểu tử này trước sau khác nhau một trời một vực, thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Hạ Tưởng đến nơi đã hẹn lại phát hiện hắn đến sớm rồi. Khâu Tự Phong vẫn chưa đến mà Mai Hiểu Lâm đang đợi hắn. Bị lừa, vẫn là bị Khâu Tự Phong bán đứng rồi, Hạ Tưởng thật không còn gì để nói. Bởi vì muốn đi thăm cụ phó nên Mai Hiểu Lâm ăn mặc rất chính thức, váy xanh lam, tóc ngang lưng, vừa đoan trang lại vừa chính thức, mà người cũng gầy hơn trước một chút, chỉ có điều vẻ mặt hơi tiều tụy, chắc là do mệt nhọc vì làm quá sức. Có lẽ là do muốn gặp riêng Hạ Tưởng nên Mai Hiểu Lâm tự đi xe đến. Là một chiếc xe Magotan màu đen, biển xe thường, thật sự rất khiêm tốn. Hạ Tưởng cũng không nói nhiều, đi lên ngồi ở vị trí người lái, Mai Hiểu Lâm cũng ngoan ngoãn mà ngồi bên ghế lái phụ, trước mặt Hạ Tưởng nghiễm nhiên biểu hiện như một người vợ nhỏ rất nghe lời. Em có việc muốn nói với anh. Hạ Tưởng khởi động xe, vừa đi vừa trực tiếp hỏi trọng tâm vấn đề. Có hai chuyện cần phải nói với anh.
Mai Hiểu Lâm sắc mặt không tốt lắm, xoa nhẹ đôi mắt, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh một chút. Gần đây Mai Đình luôn đòi gặp cha nuôi, em cũng chẳng biết làm thế nào với nó nữa, đúng lúc anh ở Bắc Kinh có thể đi thăm nó một lần được không? Hạ tưởng lần này gặp được Tiếu Giai không gặp được Tiếu Hạ, trong lòng cũng rất áy náy, Mai Hiểu Lâm lại đề cập đến việc Mai Đình muốn gặp bố, trong lòng hắn liền bất đắc dĩ chua xót một hồi. Được, thăm cụ phó xong, anh sẽ đi thăm. Con gái. Mai Hiểu Lâm yên lặng gật gật đầu, một lúc lâu không nói gì, qua một chốc lát, cô mới lấy dũng khí nói. Còn một việc nữa, anh cũng cần phải biết, có thể sẽ ảnh hưởng đến thế cục. Anh nên biết trước, chú nói sẽ có lợi. Có việc gì? Hạ tưởng thấy Mai Hiểu Lâm nói rất trịnh trọng, không tránh khỏi cả kinh. Ông nội khả năng cũng không được tốt. Mai Hiểu Lâm thần sắc một mảnh ảm đạm. Thật không? Hạ tưởng quả thật chấn kinh rồi, đây là làm sao vậy? Việc này xảy ra vào đêm trước khi đổi nhiệm kỳ mới, đầu tiên là cụ phó mắc bệnh nan y và giấu không được nữa, bây giờ cụ Mai cũng lại mắc bệnh nặng nữa. Quả thật đúng như Mai Thái Bình nói. Nếu như cụ Mai cũng được xác định là mắc bệnh nan y, thì hai cụ trong thế lực gia tộc đều có chuyện thì không chỉ ảnh hưởng nhất định đến thế cục, mà còn ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Thế lực gia tộc tuy rằng thâm can cố đế, nhưng sau đời thứ nhất, trong đời thứ hai vẫn chưa đứng vững hoàn toàn, nhà họ Mai mặc dù có dòng chính ở bộ chính trị, nhưng lại không có người dòng chính tiến vào bộ chính trị, cho dù hiện tại không chắc là phải có người nhà họ Mai vào bộ chính trị thì có thể coi đó là sự thành công của thế hệ thứ hai. Đối với việc coi trọng kế thừa của nhân dân trong nước mà nói, vẫn là cùng huyết thống cùng dòng máu mới được coi là sự kế thừa chân chính. Hạ tưởng thật không ngờ, như thế nào lại họa vô đơn chí. Cho dù đối với hắn mà nói, cụ phó, cụ Mai cho dù mất đi thì chỉ ảnh hưởng rất nhỏ đối với tiền đồ của hắn, nhưng những phái người dân và phái phản đối rất có thể sẽ thừa nước đục thả câu, trong lúc thế lực gia tộc giảm xuống sẽ nhân cơ hội chiếm nhiều địa bàn. Có nghiêm trọng không? Hạ tưởng lo lắng cho cụ Mai hơn cụ phó rất nhiều, bởi vì theo hắn cụ Mai là một người rất ôn hòa nho nhã. Vẫn chưa chuẩn đoán chính xác. Giọng Mai Hiểu Lâm trầm xuống, hiển nhiên cũng là chịu đả kích rất lớn. Đột nhiên cô ôm lấy cánh tay của Hạ tưởng. Có lúc thật sự rất muốn dựa vào bờ vai của một người con gái, mang theo con nhỏ, lại muốn mọi việc trốn quan trường đều thuận lợi, thật sự rất mệt mỏi. Hạ tưởng trầm mặc. Tùy ý Mai Hiểu Lâm ôm cánh tay mình, hắn có thể nói gì? Mặc dù hắn không thể nào yêu mến Mai Hiểu Lâm, nhưng không ảnh hưởng đến việc cô ấy coi hắn là chỗ dựa tinh thần duy nhất, cũng không thể nào thay đổi được sự thật là Mai Đình chính là con ruột của hắn và Mai Hiểu Lâm. Không thể yêu thương sâu sắc một người con gái, nhưng cũng không cần phải làm tổn thương cô ấy. Về mặt tình cảm, Hạ tưởng không thể nào miễn cưỡng bản thân thương tiếc hoặc yêu thương Mai Hiểu Lâm. Nhưng hắn lại thông cảm sự chờ đợi và bất đắc dĩ của người con gái. Vươn cánh tay phải nhẹ nhàng ôm Mai Hiểu Lâm, đối với người đang lái xe là hắn mà nói, động tác này có chút nguy hiểm, cũng may chỉ là ôm nhẹ một chút rồi buông ra. Hắn an ủi nói, từ nhà họ Phó đi ra, anh sẽ đi với em đến nhà họ Mai. Mai Hiểu Lâm chậm rãi gật đầu. Đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của Khâu Tự Phong. Y còn muốn oán trách Hạ tưởng không đợi y lại bị Hạ tưởng trách móc vài câu, y chỉ còn cách cười ha hả, hẹn gặp Hạ tưởng ở cổng nhà cụ phó. Lúc đến nhà cụ phó vừa vặn hơn 9 giờ sáng, Khâu Tự Phong đã đợi ở cửa rồi. Phó Tiên Phong và Phó Tiên Tiên cũng đang đón ngoài cửa. Phó Tiên Phong và Hạ tưởng một thời gian rồi không gặp nhau, vừa gặp liền nắm chặt tay của Hạ tưởng, trước tiên là nói thế cục của tỉnh Tương, lúc nói đến tổ chức kinh tế và chính trị mà Hạ tưởng bố trí ở tỉnh Tương. Phó Tiên Phong miệng khen không ngớt. Lực lượng mà Hạ tưởng tỉ mỉ sắp đặt ở tỉnh Tương đang dần dần phát triển. Phó Tiên Tiên không nói nhiều với Hạ tưởng, mà lại nói không ngừng với Mai Hiểu Lâm. Vì nghênh đón sự đến thăm của mấy người bọn Hạ tưởng, hôm nay nhà họ Phó trên dưới đều bày ra trận thế long trọng, đương nhiên không phải mấy người bọn Hạ tưởng có danh vọng có quyền thế, mà tượng trưng cho ý nghĩa trọng đại, vì vậy phải trịnh trọng một chút để tuyên bố với mọi người. Nên nói hành động liên hợp đi thăm cụ phó lần này, có ý nghĩa đặc trưng lớn hơn nhiều so với ý nghĩa thực tế, bởi vì cụ phó đã được chuẩn đoán còn sống trong bao lâu, vì thế Hạ tưởng nghĩ rằng chỉ là một lần đi qua sân khấu, không cần nghĩ nhiều, nhưng không ngờ lại xuất hiện khách không mời mà đến. Lại còn là người mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Hạ tưởng cũng không phải một người thù dai, cũng không phải nói hắn có nhiều dối trá hoặc là rất cao thượng. Mà là sự tình quá nhiều.
có khi cũng không có thời gian đi suy nghĩ mặt xấu xa của người khác. Còn có một điểm, trong mâu thuẫn và xung đột trước nay, hắn vẫn luôn tuân thủ một nguyên tắc chính là nhìn việc không nhìn người, cũng luôn luôn cố gắng kiên trì không vì thành kiến cá nhân kiến mà ảnh hưởng đến cái nhìn chính xác đối với bất kỳ người nào. Thân là lãnh đạo, muốn làm được công chính thật sự rất khó, là con người đều sẽ có thành kiến, bởi vì mỗi người đều có khuyết điểm của riêng mình, mặc kệ có hay không chú ý tới một mặt thiếu hụt của bản thân, nhưng ai ai cũng có thiếu sót, cũng đều cố chấp cho rằng bản thân mình chính xác. Trong cuộc sống, thường thường có một sự thật, nhưng lại không thể giải thích hiện tượng chính là, rất nhiều người, anh chưa từng gặp mặt, vừa gặp nhau, thì sẽ cảm thấy phiền chán người đó một cách khó hiểu, là sự phản cảm không rõ nguyên nhân, thậm chí không cần nói chuyện với nhau, chỉ liếc mắt nhìn một cái liền không thích người này. Mà có vài người trong mắt lại hoàn toàn tương phản, lần đầu tiên nhìn thấy, liền cảm thấy rất hợp mắt. Nếu còn nói chuyện thêm, thì càng hợp dơ, thậm chí còn oán gặp nhau quá muộn. Hạ Tưởng trải nghiệm nhiều, ở vị trí cao đã lâu, thường xuyên cảnh báo chính mình, hy vọng hắn có thể công chính thêm một chút, giảm bớt suy xét sai lầm mà thành kiến cá nhân mang lại, nói cách khác, không thể bởi vì khuyết điểm của mình mà hủy đi tiền đồ của một người có lẽ là nhân tài. Hạ Tưởng nghĩ như vậy, cũng luôn kiên trì làm theo, từ ứng cử viên mà hắn đề bạt có thể thấy được, hắn có lẽ làm vẫn chưa đủ hoàn hảo, nhưng quả thật cũng đã tận tâm. Chỉ hy vọng không lưu lại tiếc nuối. Nhưng Hạ Tưởng dù sao cũng là người không phải thần, có vài đối thủ hắn có thể chuyện qua rồi quên mất, không để ở trong lòng, như Trần Khiết Văn ở Thiên Trạch, như Cổ Hướng Quốc ở thành phố Lang, nhưng có một số người cho dù sự tình đã qua đi, gã vẫn sẽ không tha thứ những gì hắn đã làm, ví dụ như Bạch Chiến Mặc như Diệp Thiên Nam. Người trước, là bởi vì chết không hối cải, u mê không tỉnh ngộ. Người sau, là bởi vì quá mức thông minh quá mức mưu tính, hơn nữa lại quá mức vì tư lợi. Một khi được việc, chắc chắn hại nước hại dân. Bạch Chiến Mặc còn đỡ, tuy rằng xấu xa, nhưng dù sao năng lực có hạn. Diệp Thiên Nam thì khác, chẳng những mưu tính sâu xa, lại có trí tuệ hơn người, rồi lại có lòng tin quá cao, nguyên tắc quá rộng, không có thông minh và năng lực trói buộc đạo đức, kỳ thật đối với xã hội mà nói, không phải nhân tài, mà là mối nguy hại. Người xưa dạy, đạo hiếu đệ, thứ cẩn tín, phiếm ái chúng nhi thân nhân, hữu dư lực. Tắc học văn, tiên học lễ, hậu học văn, tức là nói, trước dạy đạo đức, tri thức ở sau. Mà nền giáo dục hiện tại chỉ dạy tri thức không dạy đạo đức. Đạo đức là điều kiện tiên quyết duy nhất duy trì trật tự cân bằng nhân loại xã hội, mà không phải là tri thức. Diệp Thiên Nam học qua nền giáo dục cao đẳng, cũng có trí tuệ chính trị cực cao, ánh mắt siêu việt, thủ đoạn số một, nhưng toàn bộ lại dùng để tư lợi cá nhân, bởi vậy. Diệp Thiên Nam trước sau là một trong những đối thủ của Hạ Tưởng, khiến hắn phiền chán nhất và không muốn nhìn thấy nhất. Không muốn gặp Diệp Thiên Nam, không phải sợ gì gã, mà là giai đoạn hiện nay đang là thời kỳ mẫn cảm, Hạ Tưởng cũng không muốn cùng hệ bình dân có tiếp xúc trực tiếp. Bởi vì hành động kế tiếp của hắn, còn cần ở trình độ nhất định mê hoặc hệ phản đối khiến đối phương nghĩ lầm hắn ở lập trường cánh tả, mà không phải nằm ở cánh hữu. Chỉ có điều rất không may Diệp Thiên Nam không mời mà đến. Hiện thân ở nhà họ Phó. Cái gọi là giơ tay không đánh người đang tươi cười, Diệp Thiên Nam lần này đến lại giơ cờ hiệu thăm hỏi ông cụ Phó, hơn nữa còn mang đến rất nhiều quà tặng, biểu hiện được thành ý 10 phần, lại thêm là chỗ quen biết cũ với Phó Tiên Phong chỉ có thể lấy lễ đáp lại. Kỳ thật với con người Phó Tiên Phong, hiện tại sớm đã xem Diệp Thiên Nam thành kẻ thất bại quét vào cát bụi lịch sử, cho rằng Diệp Thiên Nam hiện tại tuy rằng hăng hái nhảy lên nhảy xuống, quả thật đã không còn khả năng đông sơn tái khởi, làm lại từ đầu. Tuy nhiên hiển nhiên Diệp Thiên Nam lại không cho rằng như vậy. Nhìn thấy Hạ Tưởng, Diệp Thiên Nam vẻ mặt mỉm cười, chủ động tiến lên chào hỏi. Phó Bí Thư Hạ, thật khéo quá, không ngờ có thể ở Bắc Kinh gặp được anh. Hạ Tưởng chủ động giơ tay qua hơi biểu hiện chút thay đổi, mỉm cười nói. Nơi đất khách gặp bạn cũ, anh Thiên Nam, hân hạnh. Vừa rồi khi đang thăm hỏi ông cụ Phó, thấy sắc mặt ông cụ vẫn khá ổn, cũng không như hình tượng gầy yếu sắc mặt vàng vọt trong tưởng tượng, Hạ Tưởng cũng an lòng, bác sĩ đã nói có thể sống dăm 3 năm nữa, có lẽ thật đúng là có thể ứng nghiệm, tâm tình hắn liền tốt hơn nhiều. Cho dù Hạ Tưởng và ông cụ Phó ra từng có xung đột nghiêm trọng, nhưng nói lời thật tâm, Hạ Tưởng quả thật hy vọng ông cụ Phó có thể sống thêm vài năm, không là căn cứ vào suy tính trên chính trị, cũng là nói từ góc độ nhân tính. Cho nên nói,
Hạ Tưởng cũng không nghĩ mình quá cao thượng, ít nhất không bị chính trị cay nghiệt ô nhiễm, vẫn duy trì được nhân tính mới tốt. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiên Nam, tâm trạng tốt kia liền bị khuôn mặt tươi cười giả dối của Diệp Thiên Nam làm ô nhiễm, cho nên thời điểm bắt tay Diệp Thiên Nam, vẻ mặt Hạ Tưởng rất thản nhiên, rất hờ hững. Diệp Thiên Nam lại hồn nhiên không thèm để ý, y là có chuẩn bị mà tới, cái gọi là gặp gỡ tình cờ chẳng qua là mượn cớ thôi. Sau khi cùng Hạ Tưởng hàn huyên vài câu, Diệp Thiên Nam cũng không thèm biết đến mọi người ở đây, trực tiếp kéo Hạ Tưởng sang một bên. Phó Bí Thư Hạ, mới sang đây nói chút chuyện. Bên cạnh, Phó Tiên Phong thản nhiên mà cười, làm bộ không thèm để ý, Mai Hiểu Lâm xoay mặt sang bên khác, làm bộ không nhìn thấy, Khâu Tự Phong lại cúi người nói chuyện với ông cụ Phó, anh ta và Diệp Thiên Nam là không hề có giao tình, lại càng không cần để ý tới. Hạ Tưởng đành phải đi theo Diệp Thiên Nam tới bên ngoài, đứng dưới cây liễu nả họ Phó, nói. Anh Thiên Nam, có chuyện cứ việc nói thẳng, cần chi tránh người khác. Diệp Thiên Nam hồn nhiên không thèm để ý đến sự lạnh nhạt mà mọi người đối với y, tố chất tâm lý quả nhiên khác hẳn người thường, cũng khiến Hạ Tưởng âm thầm khâm phục, muốn đạt tới cảnh giới như thế, chẳng những da mặt phải đủ dày, tố chất tâm lý phải đủ mạnh mẽ, còn phải có tính tự kỷ mãnh liệt mọi người đều xấu chỉ mình tôi đẹp nhất như chị Phượng ấy, thế mà y, lại tự nhận đã đạt tới đỉnh cao cuộc đời như thế. Diệp Thiên Nam vẫn vẻ mặt mỉm cười. Tôi nghe Giang Hải nói. Phó Bí Thư Hạ tới thăm qua anh ta một lần. Hạ Tưởng gật đầu không nói, nghĩ thầm lời dạo đầu nên cho qua thì cho qua cho rồi đi, có chuyện nói thẳng, có việc mau nói ra. Diệp Thiên Nam ha hả cười. Tôi biết làm lỡ thời gian quý giá của Phó Bí Thư Hạ, tuy nhiên tình thế có chút thay đổi, nên phải cố ý thông báo một tiếng với Phó Bí Thư Hạ, vấn đề Phó Chủ tịch tỉnh Lý điều chuyển đảm nhiệm Bí Thư Thành ủy thành phố Lỗ, có lẽ thất bại, Phó Bí Thư Hạ có thể đưa ra thêm một yêu cầu. Hạ Tưởng lập tức sửng sốt. Cũng phải, khi hắn nghe được Lý Đinh Sơn không được Tổng Bí Thư xem trọng, lại không qua được một cửa Ngô Tài Dương, trong lòng vô cùng bình tĩnh, vẫn chưa phải nghĩ nhiều, bởi vì hắn tuy cùng Lý Đinh Sơn là bạn tốt nhiều năm, nhưng luôn luôn là từ sự thật mà ra, cũng sẽ không hoàn toàn vô nguyên tắc nâng đỡ Lý Đinh Sơn. Hơn nữa hắn cũng cho rằng, Lý Đinh Sơn quả thật không thích hợp đảm nhiệm chức vụ Bí Thư Thành ủy thành phố Lỗ cho lắm. Nói ra thì sự tình rất phức tạp. Vốn là Tổng Bí Thư không đồng ý Lý Đinh Sơn, lại có Ngô Tài Dương để danh ứng cử viên của mình, kết quả tới cuối cùng, Diệp Thiên Nam lại bởi vì sự tình Lý Đinh Sơn không thể thuận lợi tiến tới mà lo lắng Hạ Tưởng sẽ không cố hết sức trợ giúp Hà Giang Hải phối hợp tác chiến, không ngờ chủ động mời Hạ Tưởng đưa ra yêu cầu khác, quả thật là lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử. Tuy nhiên Hạ Tưởng nghĩ lại, không khỏi cười thầm, cũng quả thật là con người hắn quá tốt. Không có ý nghĩ lợi dụng sự tình Lý Đinh Sơn không thể điều chuyển mà hiếp đáp hệ bình dân một phen, lúc ấy cũng không xem là chuyện gì lớn, chớp mắt là quên luôn, nhưng nếu anh Diệp Thiên Nam nhiệt tình như thế, chân thành như thế, hắn không đưa ra một yêu cầu, chẳng phải là rất rất có lỗi với tấm lòng tốt của đối phương sao? Thế nhưng, đưa ra yêu cầu gì đây? Yêu cầu quá nhỏ nhặt, có vẻ thành ý không đủ, dường như là xem thường năng lực đối phương. Yêu cầu quá to tát. Hắn dù gì ra mặt mỏng, không thể há miệng là muốn cái chức chủ tịch tỉnh, trái lo phải nghĩ hết nửa ngày, Hạ Tưởng nhớ tới một chuyện tốt, cười nói. Sự tình phó chủ tịch tỉnh Lý, vấn đề xảy ra ở gút mắt khác, thất bại tuy rằng đáng tiếc, nhưng cũng không tiện đưa ra thêm điều kiện gì. Diệp Thiên Nam đương nhiên sẽ không cho rằng Hạ Tưởng là thật sự khách khí, vội nói. Hợp tác, thì phải hợp tác chân thành, Phó Bí Thư Hạ cứ việc mở miệng, có chuyện nói thẳng. Mới không tỏ vẻ xa cách. Hơn nữa, giữa chúng ta coi như là chỗ bạn cũ, cũng không cần xa cách. Hạ Tưởng thấy Diệp Thiên Nam làm bộ chân thành, dường như thật sự là có biểu lộ sự chân thành, liền hàm xúc khoát tay. Kỳ thật tôi cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là ở Bắc Kinh có công ty của một người bạn muốn lên sàn, gặp một chút khó khăn. Lời không cần nói nhiều, nói là hiểu ngay, Diệp Thiên Nam là người thông minh, lập tức gật đầu. Công ty là tên là gì? Tôi vừa hay có người quen ở hội giám sát chứng khoán. Hạ Tưởng chả thèm quan tâm là Diệp Thiên Nam có người quen, hay là thủ tướng đi chào hỏi, cái hắn muốn cũng không phải để công ty Tiếu Giai lên sàn chứng khoán thâu tóm tiền, mà là mượn lực đối phương, vì cuộc chiến kinh tế của hắn cùng nha nội ở Bắc Kinh, lại tăng thêm phỉnh, khiến nha nội cảm nhận được sự đau đớn của việc hai mặt thọ địch. Hạ Tưởng thuận miệng nói ra tên công ty là công ty Tiếu Giai. Được đăng ký dưới danh nghĩa Tùng Phong Nhi, quan hệ của Tùng Phong Nhi và Hứa Quan Hoa,
nghĩ chắc thủ tướng cũng rõ hơn ai hết, thêm từ đây thúc đẩy, liên tưởng đến quan hệ giữa Hứa Quan Hoa và lão cổ, hẳn là lại khiến cho thủ tướng càng trong lòng rõ ràng hơn. Sau đó hắn bắt tay Diệp Thiên Nam. Anh Thiên Nam, Chu Hồng Cơ rất có sức hấp dẫn, tôi vẫn luôn lấy anh ta so sánh với anh, so qua so lại thì thấy, anh ta trẻ hơn anh đấy. Ngụ ý chính là, ngoại trừ tuổi trẻ, Chu Hồng Cơ ở các mặt đều không bằng Diệp Thiên Nam. Nếu nói, bảo Diệp Thiên Nam chiếu cố công ty Thiếu Giai, để gia tăng phần thắng khi đối kháng với nha nội, là đào một cái hố gần, như vậy việc so sánh Diệp Thiên Nam và Chu Hồng Cơ, gây cho Diệp Thiên Nam có ấn tượng sâu sắc đối với Chu Hồng Cơ, là đào một cái hố xa cho Diệp Thiên Nam, tiện thể khiến Diệp Thiên Nam lúc nào cũng nhớ lấy cái tên Chu Hồng Cơ ở trong lòng. Chu Hồng Cơ làm việc rất cố chấp, anh ta chẳng những ở tỉnh Tề điều tra vụ án Hà Giang Hải, còn vươn tay tới tỉnh Yến, thật sự là một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật làm cho người ta kính nể. Còn có một điểm tôi rất khâm phục anh ta chính là, anh ta đối nhân xử thế ngay thẳng, trên người gần như không có nhược điểm. Lời Hạ Tưởng nói, không phải đề cao Chu Hồng Cơ, mà là nói cho Diệp Thiên Nam nghe, để Diệp Thiên Nam biết đối phó Chu Hồng Cơ sẽ có khó khăn rất lớn, cũng là mỉa mai Diệp Thiên Nam tự thân bất chính, dung túng con trai làm sằng làm bậy, nếu không cũng sẽ không dễ dàng bị ngã ngựa. Diệp Thiên Nam là người hiểu chuyện, biết Hạ Tưởng là cảnh báo y, về sau nếu được tin dùng lần nữa, phải hấp thụ giáo huấn kinh tế, nếu không, y đúng là không bằng cả Chu Hồng Cơ. Tiến bước Diệp Thiên Nam, Hạ Tưởng cáo biệt nhà họ Phó, xoay người đi tới nhà họ Mai. Trên đường đi, trước sau nhận được điện thoại của Tùng Phong Nhi và Ngô Thiên Tiếu, biết được ở hai nơi Bắc Kinh và thành phố Yến, đều có biến cố chuyển đến. Mà Hạ Tưởng cũng không hề biết chính là, ở thành phố Lỗ, sự tình cũng xuất hiện tiến triển ngoài dự đoán. Trên đường đến nhà họ Mai, Hạ Tưởng ngồi ở ghế lái phụ, Mai Hiểu Lâm lái xe. Vừa mới đi ra đường cái, còn chưa nói mấy câu, điện thoại liền reo, sau khi Hạ Tưởng nghe điện thoại, nói thẳng. Tình huống gì vậy? Tùng Phong Nhi sáng sớm đã hội họp cùng Nga Ni Trần, Dương Thịnh, sau khi tới công ty, liền bắt đầu bắt tay vào bố trí kế hoạch phản kích, lại không ngờ nhận được tin tức, hành động thâu tóm của nha nội bỗng nhiên nhanh hơn nữa lượng vốn đổ vào cũng đột nhiên tăng lớn, rất có xu thế ảo ạt, dường như cũng muốn thâu tóm công ty. Đi đôi với hành động kinh tế, còn có áp lực chính trị, các cơ quan tương ứng liên quan có quyền lực lớn đều bắt tay hành động một cách thần bí, rồi đến công ty kiểm toán, điều tra với câu hỏi, vân vân, thủ đoạn chỗ nào cũng hết nói nổi, tương đương với gậy gộc đan sen, đao thương hạ xuống. Chẳng lẽ vừa mới báo cáo cuối ngày? Không đúng, ít nhất cho tới bây giờ, thời gian báo cáo cuối ngày còn kém không ít, hơn nữa thời cơ cũng chưa chín muồi. Như vậy hành động này của nha nội là nhận ra được điều gì mới đến mà dung cây dọa khỉ, hay là cử chỉ thăm dò, dùng để thăm dò, để phòng ngừa mắc mưu bị lừa. Cho dù là thế nào, cũng phải làm ra phản kích thích hợp mới được, nếu không cũng sẽ khiến nha nội phán đoán sai lầm. Điều động bộ phận lực lượng chính trị phản kích, sẽ đi đến các cơ quan tương ứng cố tình gây sự. Diệp Thiên Nam đưa lên một món lễ vật cũng coi như đúng lúc, Hạ Tưởng liền nói. Đến hội giám sát chứng khoán nhắc lại nộp bản báo cáo, có người phối hợp. Sau khi giải thích xong xuôi cho Tùng Phong Nhi, Hạ Tưởng bỗng nhiên nhớ tới cũng nên đốt thêm một trận hỏa hoạn nữa ở tỉnh Tề vì nha nội, liền chủ động gọi cho Chu Hồng Cơ. Chu Hồng Cơ đang ở văn phòng chờ tin tức từ tỉnh Yến truyền đến, đồng thời, cũng phái người đi trước thẩm vấn Thang Thế Thành và ra điều kiện, đánh trước trạm kế tiếp cho tốt để anh ta tự mình ra mặt. Nếu không anh ta đường đường là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh tự mình ra mặt mà nói, nếu không có một chút hiệu quả chẳng phải mất mặt sao. Điện thoại reo vang, anh ta còn tưởng là có tin tức từ tỉnh Yến, vội vàng nhấc điện thoại. Xin chào, tôi là Chu Hồng Cơ. Hạ Tưởng cười ha hả. Chủ nhiệm Chu, tôi là Hạ Tưởng. Chu Hồng Cơ thiếu chút nữa hoảng sợ, ngây người sửng sốt, tuy nói anh ta là nhà chính trị, hẳn là đã sớm luyện được tường đồng vách sắt. Nhưng dù sao những gì anh ta đã làm sau lưng làm Hạ Tưởng hiềm nghi, vẫn bị điện thoại không ngờ của Hạ Tưởng làm hoảng sợ, cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng mới nói. Phó Bí Thư Hạ, xin chào, xin chào, có chuyện gì muốn chỉ thị? Tuy không phải mặt đối mặt với Chu Hồng Cơ, nhưng Chu Hồng Cơ ngẩn ra tạm dừng, vẫn khiến Hạ Tưởng nhạy bén bắt được điểm thất thố của anh ta, liền âm thầm bật cười, quả nhiên là có tật giật mình. Đâu phải có chuyện gì chỉ thị? Hồng Cơ, anh nói chuyện với tôi không phải làm giọng trịnh thượng. Hạ Tưởng liền thoải mái tự nhiên nói. Tôi thông báo cho anh một tiếng,
nhờ anh chuyển lời cho nha nội, chủ tịch Thành ngày mai hoặc ngày mốt sẽ tới thành phố Lỗ. Thành Đạt Tài đích thân tới thành phố Lỗ làm việc gì, Hạ Tưởng không đề cập tới, Chu Hồng Cơ tự nhiên trong lòng cũng biết, lập tức mừng rỡ. Được, tôi nhất định sẽ nói lại. Có lẽ là nghĩ tới sau lưng thực hiện nhiều ít chuyện hơi quá, mà Hạ Tưởng cố gắng thúc đẩy hành trình của Thành Đạt Tài, anh ta hơi cảm thấy băn khoăn, còn nói. Phó Bí Thư Hạ khi nào thì trở về? Thật lâu không ngồi cùng nhau, tôi vừa mới lấy được một chai thượng hạng, là rượu Mao Đài lâu năm. Hạ Tưởng cười ha hả. Giữ lại, nhất định giữ lại cho tôi. Buổi chiều không quay về, buổi tối nhất định đến. Ngắt điện thoại, Mai Hiểu Lâm ở bên cạnh nheo mắt nhìn Hạ Tưởng sau một lúc lâu, mới nói. Em mới biết được, em so sánh với anh còn kém không ít. Rõ ràng trong mắt anh không cho là đúng, mà lại nói được một cách nhiệt tình rào rạt. Người khác là nghĩ một đằng nói một nẻo, anh là mắt đúng lời sai. Nhà chính trị, có khi ngẫm lại thật sự rất đáng sợ. Quá khen, quá khen. Hạ Tưởng ngược lại mỉm cười. Muốn đạt tới lý tưởng trong lòng, có đôi khi, em phải học được ngụy trang. Ngụy trang không phải dối trá, là đường vòng tất yếu. Đạo lý ấy ai cũng hiểu, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Mai Hiểu Lâm than nhỏ một tiếng. Anh ở trước mặt em, sao phải làm bộ? Hạ Tưởng hết chỗ nói rồi, phụ nữ suy nghĩ rất kỳ quái, rõ ràng là bàn chính trị, một chút liền nhảy tới cảm tình, chính trị và cảm tình sao có thể nói nhập làm một. Hoàn hảo, Ngô Thiên Tiếu gọi điện thoại đúng lúc, xem như giải vây cho Hạ Tưởng. Lãnh đạo, tôi gặp được chủ nhiệm Trương và bí thư Mã. Ngô Thiên Tiếu có chút hưng phấn, bởi vì anh ta nghĩ việc đi thành phố Yến, nhất định có một hồi chiến tranh gian khổ. Phó Bí Thư Hạ bảo anh ta đi gặp Trương Linh và Mã Kiệt, anh ta đáp ứng ngay, trong lòng một chút suy nghĩ không có. Anh ta không ngại gì, chỉ vì anh ta muốn gặp hai người đều là quan lớn nắm quyền xếp hạng cao trong tỉnh ủy tỉnh Yến. Trương Linh là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, Mã Kiệt là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư đảng ủy công an tỉnh kiêm giám đốc sở công an. Anh ta tuy là thư ký của Phó Bí Thư tỉnh ủy, lớn nhỏ cũng coi như là một nhân vật. Nhưng là thư ký của Phó Bí Thư tỉnh ủy tỉnh Tề, không phải là tỉnh Yến. Tới tỉnh Yến, không ai coi anh ta thật sự là nhân vật số một cũng là chuyện thường. Phó Bí Thư Hạ chỉ bảo anh ta đến, nói ra dễ dàng, anh ta lại lo lắng đi sẽ bị sập cửa vào mặt. Cho dù chủ nhiệm Trương nể mặt Phó Bí Thư Hạ mà sẽ gặp mặt anh ta, không chừng cũng phải đợi một, hai ngày. Đồ ăn đều nguội lạnh, anh ta làm sao có thể giải thích với Phó Bí Thư Hạ. Còn nữa. Nếu chẳng may đối phương chỉ sắp xếp một thư ký tiếp anh ta nên làm sao bây giờ? Gọi điện thoại nhờ Phó Bí Thư Hạ ra mặt, có vẻ anh ta rất không có năng lực làm việc, không rõ Phó Bí Thư Hạ ra mặt, sự việc coi như không thành, cũng là không khác nào báo cáo kết quả công tác. Ngô Thiên Tiếu trong lòng gặp phải thế khó xử, đồng thời còn đoán không tốt, Phó Bí Thư Hạ có phải rất tự tin hay không, thế lực của anh ta tại tỉnh Yến thực sự lớn như vậy sao? Lòng bất an không yên tới tỉnh ủy tỉnh Yến, Ngô Thiên Tiếu bị cảnh sát có vũ trang ngăn lại ở cửa chính, trong lòng vẫn bồn chồn. Đang rỗi rãi trong lúc đợi, NS ta tưởng tượng ra vô số khả năng, cũng nghĩ tới vô số phương pháp đối phó, cần phải hoàn thành nhiệm vụ Hạ Tưởng giao cho. Nếu không, vị trí của NS ta trong mắt Phó Bí Thư Hạ, thật sự sẽ đi xuống. Đợi 5 phút, bảo vệ còn không cho đi, trong lòng Ngô Thiên Tiếu càng không đánh cuộc thêm, đang chuẩn bị gọi một cuộc điện thoại. Đã thấy từ trong khu tập thể một người đi ra, vô cùng nhiệt tình đến trước mặt NS ta, thân thiết bắt tay hàn huyên với anh ta, đích thân đưa anh ta vào khu tập thể tỉnh ủy. Người tới tự xưng là thư ký của chủ nhiệm Trương, cũng nói chủ nhiệm Trương vừa rồi đang tiếp một vị bí thư thành ủy, hiện tại tạm thời gián đoạn, đang chờ anh ta. Ngô Thiên Tiếu sợ ngây người, anh ta là thư ký của phó bí thư tỉnh ủy, cũng không có phần trọng lượng nào so với bí thư thành ủy, chủ nhiệm Trương chẳng những phái thư ký ra đón. Còn làm gián đoạn cuộc hội đàm với bí thư thành ủy, cố ý chờ anh ta, cũng không phải anh ta tai to mặt lớn gì, mà là phó bí thư Hạ tai to mặt lớn. Ngô Thiên Tiếu trong lòng thất kinh, phó bí thư Hạ rời khỏi tỉnh Yến cũng đã vài năm, thái độ quan trường bình thường vốn chính là người đi trà lạnh, không nghĩ tới, một thư ký của anh ta ra mặt, đường đường chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh đích thân tiếp, có thể thấy được sức ảnh hưởng của phó bí thư Hạ tại tỉnh Yến. Ngô Thiên Tiếu kích động. Sự tình phía sau càng làm cho anh ta kích động. Đang đi vào bên trong, bỗng nhiên từ cao ốc bên trong xuất hiện một người được ủng hộ rầm rộ đi ra,
Ngô Thiên Tiếu không biết là ai, nhưng cũng biết chắc chắn là nhân vật quan trọng. Quả nhiên, thư ký của chủ nhiệm Trương dừng bước, và chờ người đó đi tới. Người đó đi đến gần, thư ký của chủ nhiệm Trương cung kính nói một câu. Bí thư Cao. Ngô Thiên Tiếu lập tức đã biết người đó là ai, đúng là bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến Cao Tấn Chu. Cao Tấn Chu khẽ gật đầu, đi vài bước qua, quay đầu lại hỏi. Đồng chí này là... Lẽ ra đường đường là bí thư tỉnh ủy, vừa vào cũng sẽ không có cảm hứng tò mò về một người xa lạ. Sau đó Ngô Thiên Tiếu cân nhắc thật lâu cũng không rõ vì sao bí thư Cao lại đặc biệt dừng lại hỏi anh ta như vừa rồi. Thật lâu sau cho đến khi anh ta lại đi cùng Hạ Tưởng gặp Cao Tấn Chu, Cao Tấn Chu nói một câu, mới trả lời nghi vấn vẫn nghẹn ở trong lòng anh ta. Tôi nhớ rõ phó bí thư Hạ đã đề cập qua dáng vẻ của anh, nói anh có một nốt ruồi gần lông mày, nếu dụng tâm bất chính, là đại gian, nếu dụng tâm chính trực, là đại trung. Ngô Thiên Tiếu cả đời khắc sâu trong trí nhớ, cũng vô cùng cảm kích. Người anh ta cảm kích nhất đương nhiên là Hạ Tưởng, bởi vì Hạ Tưởng dẫn dắt anh ta tiến vào cửa chính quan trường, từ nay về sau giúp anh ta trời cao biển rộng. Người thứ hai cũng là người từng có vài lần chi duyên với anh ta, Cao Tấn Chu. Rất nhiều năm sau, Ngô Thiên Tiếu thân ở địa vị cao, bên người cũng luôn có kẻ ủng hộ, mỗi khi nhắc tới chuyện trước kia, ông ta tất sẽ đề cập đến hai người, trước là Hạ Tưởng, sau là Cao Tấn Chu. Khi nhắc tới Hạ Tưởng, tự nhiên vô cùng cung kính. Mà nhắc tới Cao Tấn Chu, cũng xúc động vô hạn, chủ yếu anh ta lặp lại cùng một câu. Nếu không phải năm đó bí thư Cao nói một câu, tôi đã sớm té ngã trong chốn quan trường. Cao Tấn Chu đánh giá đại gian đại trung, vẫn tiếng vọng trong lòng Ngô Thiên Tiếu, chợt có tiếng chuông vang lên cảnh báo, mới khiến anh ta tỉnh ngủ, không đi hướng về phía vực sâu. Bí thư Cao vừa hỏi, thư ký của chủ nhiệm Trương lập tức đáp. Bí thư Cao, đây là Ngô Thiên Tiếu, là thư ký của phó bí thư Hạ tỉnh ủy tỉnh Tề. Thư ký của Hạ Tưởng. Cao Tấn Chu rõ ràng sửng sốt, vô cùng tò mò quan sát Ngô Thiên Tiếu vài lần, lại quay lại chủ động bắt tay Ngô Thiên Tiếu. Đồng chí Thiên Tiếu, Hạ Tưởng rất có mắt nhìn người, anh có thể đảm nhiệm làm thư ký của anh ta, nhất định phải có bản lĩnh thật sự, đừng làm cho anh ta thất vọng. Ngô Thiên Tiếu chỉ cảm thấy choáng, liên tục gật đầu. Anh ta ở tỉnh ủy tỉnh Tề, cũng chưa từng được Khâu Nhân lễ đãi ngộ như thế này, bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến đối với anh ta nhiệt tình như vậy, khiến cho anh ta được sủng ái mà lo sợ rất nhiều, lại xúc động với mạng lưới quan hệ sâu của phó bí thư Hạ tại tỉnh Yến, mạng lưới quan hệ tốt, thật lớn ngoài tưởng tượng của anh ta. Sau đó, Ngô Thiên Tiếu gặp được Trương Linh, kín đáo nói ra ý tứ của Hạ Tưởng. Sau khi Trương Linh nghe xong, vui vẻ cười, từ chối cho ý kiến mà hỏi han. Thư ký Ngô muốn ở lại đây, hay là còn có chuyện muốn làm? Ngô Thiên Tiếu liền ăn ngay nói thật, nói còn muốn gặp bí thư Mã. Trương Linh cũng rất nhiệt tình bảo thư ký đưa Ngô Thiên Tiếu đến văn phòng của Mã Kiệt. Khi Ngô Thiên Tiếu vừa đi, ông ta lập tức cầm lấy điện thoại, gọi Trần Lập Bản lập tức đến văn phòng của ông ta. Ngay sau khi Ngô Thiên Tiếu gặp Mã Kiệt cũng lập tức truyền đạt mấy chỉ thị. Ngay khi Ngô Thiên Tiếu dựa theo chỉ bảo của Hạ Tưởng, gặp là phải nhìn thấy người, sau khi nói xong phải báo cáo ngay, ông ta đi vào nhà khách tỉnh ủy vừa mới ngồi xuống, cầm lấy điện thoại gọi cho Hạ Tưởng ngay, mấy việc làm ở tỉnh ủy tỉnh Yến đến đây đều đã ổn thỏa. Người được đặc phái của ủy ban kỷ luật tỉnh Tề đã chạy tới. Hạ Tưởng nghe xong điện thoại của Ngô Thiên Tiếu, trầm mặc một lát, mới nói với Mai Hiểu Lâm. Em giúp anh đặt một tấm vé máy bay buổi chiều, ra khỏi nhà họ Mai, anh sẽ đến sân bay ngay. Tình thế tuy rằng cũng không phải là cấp bách, nhưng lúc này cũng không nên ở Bắc Kinh lâu, Hạ Tưởng quyết định về thành phố Lỗ càng nhanh càng tốt. Nên ở thành phố Lỗ ngăn chặn khả năng tiếp theo, vì phòng ngừa Chu Hồng Cơ phạm sai lầm, hắn phải tự mình trấn thủ ở thành phố Lỗ. Mà về mặt tỉnh Yến, Ngô Thiên Tiếu xuất hiện, chẳng khác nào hắn ra mặt, sẽ khiến tỉnh Yến biết hắn quyết tâm. Mai Hiểu Lâm cúi đầu. Em còn tưởng rằng anh còn muốn nán lại một đêm ở Bắc Kinh. Không nghĩ phải về vội vàng như vậy. Được rồi, em giúp anh đặt vé máy bay. Hạ Tưởng nhờ Mai Hiểu Lâm đặt vé cũng không phải là có ý muốn khác, mà là không muốn thông qua văn phòng của tỉnh Tề tại Bắc Kinh, để tránh bị tỉnh Tề nắm giữ hành tung của hắn. Nhìn dáng vẻ của Mai Hiểu Lâm, hắn cũng muốn nán lại một đêm, chỉ có điều không xử lý, chuyện quan trọng sẽ thêm phức tạp. Dọc đường đi, Mai Hiểu Lâm im lặng, hơi buồn bực không vui. Hạ Tưởng cũng không khuyên cô điều gì.
có một số việc chung quy chỉ có thể dựa vào chính mình mà mở lòng hóa giải. Cô trước sau vẫn không hóa giải được khúc mắc, hắn cũng không xử lý được. Tới nhà họ Mai, gặp được ông cụ Mai, ân cần thăm hỏi hàn huyên, Hạ Tường thấy ông cụ Mai khí sắc coi như cũng tốt lên, liền nói vài câu chúc phúc Cát Tường. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, cũng là hy vọng ông cụ Mai có thể sống lâu trăm tuổi, không đề cập tới nhân tố chính trị, chính là ông cụ Mai thân thể khỏe mạnh, đối với ông cụ Ngô và ông cụ Khâu mà nói, cũng là niềm an ủi lớn lao. Thử nghĩ, nếu ông cụ Phó và ông cụ Mai đồng thời có tin truyền đến là thân mang bệnh nan y, đối với ông cụ Ngô và ông cụ Khâu mà nói, chắc chắn là một lần tâm lý bị tấn công rất mạnh. Mai Thái Bình công vụ bận rộn, vẫn chưa trở về, Hạ Tường ở nhà họ Mai hơn nửa giờ, liền cáo từ rời đi, lúc này, Mai Hiểu Lâm đã đặt vé máy bay buổi chiều. Ở nhà họ Mai, Hạ Tường không ngờ còn gặp được Mai Hiểu Mộc. So với vài năm trước, Mai Hiểu Mộc vẫn chưa chín chắn nhiều, tuy rằng bộ dạng của cậu ta có chút tang thương, cũng không biết là sự nghiệp không như ý. Hay là cố ý ăn mặc như thế, tang thương nhưng không hiện lên sự chín chắn. Dù sao ở trong mắt Hạ Tưởng nhiều ít hơi chẳng ra cái gì cả, không bằng cách ăn mặc của Phó Tiên Tiên làm cho người ta nhìn thuận mắt. Mai Hiểu Mộc và Hạ Tưởng tổng cộng chưa nói được mấy câu, tuy rằng anh ta luôn luôn tránh đề cập tới Nghiêm Tiểu Thì, lại vẫn không kìm nổi mà nhắc tới. Ngôn ngữ bên trong, vẫn như cũ đối với Nghiêm Tiểu Thì là bất đắc dĩ. Mai Hiểu Mộc và Nghiêm Tiểu Thì năm đó đủ thứ chuyện. Cũng đều theo gió mà đi, Hạ Tưởng không muốn đánh giá suy nghĩ quá nhiều. Chỉ có điều hơi hơi xúc động, ba đời nhà họ Mai, ngoại trừ Mai Hiểu Lâm, thật đúng là không có ai tài. Chẳng lẽ có bùa chú ám lên ba đời nhà họ Mai? Từ xưa đến nay, vô số đế vương đều không kéo dài được hậu duệ cho tới hôm nay, con cháu đã sớm bị cắt đứt, duy nhất một gia tộc vẫn kế thừa từ xưa đến nay là gia tộc họ Khổng, gia tộc Thánh Khổng, vẫn kéo dài đến nay, chưa bao giờ bị cắt đứt. Sau đó theo Mai Hiểu Lâm vào trong nhà, gặp được Mai Đình. Đại khái đã hơn nửa năm không gặp Mai Đình, vừa thấy mặt Mai Đình, Hạ Tưởng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nếu nói mới trước đây dáng vẻ Mai Đình có đủ ưu điểm của cả Mai Hiểu Lâm và hắn, như vậy Mai Đình càng lúc càng lớn, càng biểu hiện ra tiềm chất của một tiểu mỹ nhân, nhất là khuôn mặt của cô bé, là phiên bản của hắn, chẳng qua so với hắn màu da trắng hơn rõ ràng và nhẵn nhụi. Mỗi người yêu con cái đều là vì đó là một bản sao tự nhiên của chính mình, tự nhiên người ta sẽ có tình yêu với bản thu nhỏ của chính mình. Cho nên Hạ Tưởng vừa nhìn đã thấy đủ khí chất lạnh lùng, cao ngạo, gặp Mai Đình, tim hắn như bị hòa tan. Mai Đình rất giống hắn, ánh mắt, cái mũi và cái lỗ tai đều giống, nhất là ánh mắt, đôi mắt Hạ Tưởng so với đôi mắt phụ nữ xinh đẹp gần như không có gì khác biệt. Đôi mắt Mai Đình cũng vô cùng linh động, nhưng ngoài linh động còn có sự ngạo nghễ ngàn dặm. Dáng vẻ Mai Đình giống hắn, chỉ tiếc, lại kế thừa tính tình lạnh lùng, cao ngạo của Mai Hiểu Lâm, khi nhìn thấy hắn, ánh mắt chỉ nhảy lên vài cái, nhưng không bằng Hạ Đông hoặc Liên Hạ đều chạy đến, mà chỉ lãnh đạm gọi một tiếng. Cha! Giọng nói khô khốc, cũng không tỏ ý vui mừng, vẻ mặt thản nhiên, cũng không giống như lời Mai Hiểu Lâm nói Mai Đình vô cùng muốn hắn xuất hiện. Hạ Tưởng nhiều ít hơi xấu hổ, đành phải ngồi xổm xuống, giơ tay muốn ôm Mai Đình. Nhưng Mai Đình không đi về phía trước, chỉ lãnh đạm lắc lắc đầu. Con đã có thói quen không cho ai ôm, không muốn được bế, nếu không, về sau muốn, lại không có. Dáng vẻ nghiêm chỉnh như một bà cụ non, khuôn mặt nho nhỏ nhưng đầy vẻ quật cường, làm cho người ta đau lòng. Hạ Tưởng không nói gì, một người không có khả năng làm mọi việc đều chu đáo, đúng vậy, hắn thẹn với Mai Đình và Tiếu Hạ. So sánh với nhau, Tiếu Hạ tính tình dịu dàng hơn. Cũng không oán giận điều gì, hơn nữa rất thích vẽ bức tranh, là tính cách trầm tĩnh. Hai con gái hắn đều quan hệ không quá thân cận, coi như là đủ để có một tiếc nuối nho nhỏ, đời người vốn không thể hoàn mỹ. Lúc từ biệt Mai Hiểu Lâm, Hạ Tưởng lại nhắc tới thế cục Tỉnh Tương, cùng với hướng đi tiếp theo của Tỉnh Tương, bao gồm Trịnh Thịnh gia nhập hay không, hiện trạng của thế lực của hắn còn lại ở Tỉnh Tương, vân vân, xem như sau khi hắn và Mai Hiểu Lâm gặp mặt nửa ngày. Cuối cùng chỉ nói tới đề tài chính trị. Gặp mặt với và Khâu Tự Phong, Phó Tiên Phong, trên cơ bản sau ba câu thăm hỏi chính là đề tài chính trị, Mai Hiểu Lâm rốt cuộc có khác nhau, tuy nhiên lại nói, cô tuy là phụ nữ, dù sao cũng là thị trưởng của một thành phố, nhưng cũng chỉ có ở trước mặt hắn, mới có thể đầu tiên là phụ nữ sau đó mới là thị trưởng. Ở trước mặt người khác, có lẽ cô vẫn là thị trưởng Mai với hình tượng nghiêm túc.
Hạ Tưởng không về nhà họ Ngô, gọi điện thoại về, rồi đến thẳng sân bay. Trên đường, nhận được điện thoại của Phó Tiên Phong. Phó Bí Thư Hạ, coi như là thu được hiệu quả mong muốn, cảm ơn anh đến thăm ông cụ nhà tôi. Phó Tiên Phong khách sáo nói. Ông cụ nói, ông ấy trước kia đối với anh hơi thành kiến, hiện tại xem ra, là ông ấy nhìn lầm, ông ấy nói anh là một người trẻ tuổi vô cùng tốt. Tuy rằng ông cụ Phó khen ngợi nhân phẩm của hắn, Hạ Tưởng trong lòng đã có dự cảm xấu, cái gọi là con người trước khi chết, lời nói rất thiện ý, chẳng lẽ bệnh tình ông cụ Phó so với bên ngoài nghiêm trọng hơn nhiều. Theo như lời Phó Tiên Phong thu được hiệu quả mong muốn, hiển nhiên là chỉ thế lực giữa các gia tộc liên kết nhất định ảnh hưởng đến chính trị, các thế lực ở khắp nơi đã đạt tới biểu hiện công khai quyết tâm cùng tiến cùng lùi với thế lực gia tộc. Nhà họ Phó cố ý khuếch trương thanh thế, mấy nhà cũng đều vô cùng phối hợp, tin tưởng ngoại trừ Tổng Bí Thư, phe phản đối và phe bình dân đều đã khiếp sợ và cảm thấy không ngờ, bởi vì việc này trước đó vẫn giữ trạng thái bí mật, ngoại trừ Tổng Bí Thư, lúc trước, người khác đều không có được bất luận tin tức gì. Về phần Diệp Thiên Nam bất ngờ xuất hiện, quả thật là trùng hợp không ngờ. Tổng Bí Thư sở dĩ rõ ràng chuyện đã xảy ra hôm nay, cũng là do lúc đi cùng Cổ Thu Thật, Hạ Tưởng trước đó đã lộ ra kết quả. Tin tưởng phe phản đối sẽ vì sự tình hôm nay, họp chuyên môn nghiên cứu một chút quyết sách tương ứng. Sau đó, Hạ Tưởng lại nói chuyện điện thoại với Ngô Thiên Thiếu, bảo Ngô Thiên Thiếu tạm thời ở lại thành phố Yến, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý hướng đi của tình thế, chờ chỉ thị tiến thêm một bước. Ngô Thiên Thiếu vui vẻ đáp ứng, anh ta ở thành phố Yến được đãi ngộ tốt, vô cùng hưởng thụ, lại được Phó Bí Thư Hạ giao trọng trách, vừa vui mừng. Lại không dám buông thả, lúc này tỏ vẻ nhất định sẽ không phụ sự phó thác. Khiến Hạ Tưởng cảm thấy bất ngờ chính là, lúc hắn sắp đăng ký, lại nhận được điện thoại của Lão Cổ. Lão Cổ gần đây hơi thần bí, dường như vẫn che giấu sau lưng, cho thấy phương pháp ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Vốn Hạ Tưởng đến Bắc Kinh, còn muốn nếu thời cơ cho phép thì gặp mặt Lão Cổ, nhưng thời gian quá mức gấp gáp, hiện tại hắn phải về thành phố Lỗ bởi vì ngày mai Thành Đạt Tài sẽ đến thành phố Lỗ. Hạ Tưởng, gần đây cậu ra tay càng ngày càng khó bề phân biệt, tôi cũng nhìn không rõ. Lão Cổ bắt đầu bằng một câu vui đùa. Lão Cổ, gần đây chẳng phải ông một lòng ngộ đạo, tại sao lại quan tâm sự tình thế gian? Có thể nói, đặc biệt. Lão Cổ cười ha hả. Sau khi ta đang nói luận đạo, chợt có sở ngộ, sau đó lại nghiên cứu kinh Phật, kết quả phát hiện một câu, Phật trên thế gian. Không rời thế gian thì cảm thấy so với nói cao siêu đơn thuần thì còn có một cảnh giới cao hơn. Thấy núi là núi, thấy nước là nước, đều là địa phận của con người. Thấy núi không phải núi, thấy nước không phải nước, mới là cảnh giới thần tiên. Nếu Lão Cổ mở miệng đầu tiên là đàm luận huyền diệu, Hạ Tưởng cũng liền nói tiếp. Một người lên đến cảnh giới, thấy núi là núi, thấy nước là nước, thì lại là cảnh giới của thế ngoại cao nhân. Theo như lời cậu, cảnh giới thứ nhất thấy núi là núi, và cảnh giới thứ ba thấy núi là núi, không phải không có gì khác biệt, hà tất phải lách ngoặt như thế. Lão Cổ và Hạ Tưởng thi luận huyền diệu, kỳ thật, vẫn là chỉ ra sự thật bên trong thuật làm chính trị. Tại sao lại không có khác biệt? Cái thứ nhất thấy núi là núi, là lý luận thấy núi là núi, một người cũng chưa từng trải qua, thì cảm thấy hết thảy đều giống nhau, nhưng khi chân chính gặp chuyện, mới biết được sự thật và tưởng tượng vẫn là không giống với sự thật. Cái thứ ba thấy núi là núi, là người mà thân đã trải qua nhiều chuyện rồi mới thấy núi là núi, giống như ông vậy, khi hơn 10 tuổi cho rằng đời người cũng thường thôi, là không ốm mà rên rỉ, ăn nói ngông cuồng. Mà hiện tại ông nói đời người thường thôi, là hiểu ra mọi thứ từ trong tâm. Ha 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 ha, Lão Cổ cất tiếng cười to, trong tiếng cười khí 10 phần, vô cùng to. Thằng nhỏ thật sự là biết ăn nói, ta hiện tại đã nghĩ kéo cậu lại đây. Cùng ta đàm luận đạo học, tuy nhiên cậu hiện tại mới ở cảnh giới thứ hai, nói được đạo lý rõ ràng, kỳ thật vẫn là lý luận suông, đều không phải là tự mình nhận ra. Lời này nói đúng, Hạ Tưởng dù sao mới là phó bí thư tỉnh ủy, dựa vào tưởng tượng, vĩnh viễn tâm tính cũng muốn lên làm chủ tịch tỉnh và bí thư tỉnh ủy, tiến thêm một bước nữa, rảo bước tiến lên hàng ngũ lãnh đạo quốc gia, thì tầm mắt như thế nào? Thế gian có rất nhiều sự tình, chỉ có thân ở trong đó. Mới lý giải được điều trong đó. Ông có chuyện gì muốn nói, xin mời nói rõ, đầu óc cháu ngu dốt, không ngộ ra được. Hạ Tưởng khiêm tốn, kỳ thật là muốn ngắt điện thoại, bởi vì hắn phải đăng ký. Cũng không có gì đáng nói, chính cậu cũng hiểu,
kết quả cuối cùng thế nào, ai cũng khó mà nói. Lão dường như thở dài một tiếng. Tỉnh tề khả năng sẽ xảy ra sai sót, cậu có phiền toái, hãy đi tìm Hồ Tồn Phú và Phí Chí Đống. Hạ Tưởng kinh hãi, tỉnh tề đang tốt, tại sao lại đại loạn đến nỗi phải điều động quân đội? Hạ Tưởng kinh ngạc cũng không phải không có lý, bởi vì mặc dù tỉnh tề đang đấu tranh gay gắt xung quanh vấn đề Hà Giang Hải, thậm chí cả những cán bộ cấp cao cũng gia nhập vào. Nhưng ít nhất bề ngoài vẫn sóng yên biển lặng, vẫn rất đoàn kết lẫn nhau. Cho tới bây giờ, tỉnh tề đã bắt giam cục trưởng và phó cục trưởng cục quản lý ngành muối. Đối với tỉnh tề mà nói là chuyện lớn, nhưng đối với cả nước, chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể, không dậy nên được con sóng nào đáng kể. Hơn nữa sức ảnh hưởng của tỉnh tề đối với toàn quốc, hiển nhiên không tương đương với vị trí tỉnh kinh tế mạnh thứ hai. Lại ví dụ như có một vị phó chủ tịch tỉnh bị ngã ngựa, tuy giới truyền thông trong nước đưa tin rất kịp thời, nhưng trong một tuần ngắn ngủi đã bị chìm ngập trong một đại dương mênh mông tin tức, đã trở thành một tin cũ, dường như không có ai nhắc đến nữa. Mà vấn đề của Hà Giang Hải, bây giờ vẫn chưa công bố với bên ngoài, nói đúng hơn là, bây giờ ở tỉnh tề trời trong và nắng ấm, vừa không có gió to cũng không có mưa lớn, đại loạn ở đâu tới. Chẳng lẽ là, Hạ Tưởng dù sao cũng là Hạ Tưởng, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì đó, không khỏi kinh ngạc hỏi lão cổ. Chu Hồng Cơ lại gây loạn gì? Phía tỉnh ủy có lẽ chưa có được tin tức gì, nhưng có tin tức chính xác truyền đến, có lẽ các thế lực bản địa ở tỉnh tề muốn làm náo loạn. Việc của Hà Giang Hải, thấy tốt thì thu dẹp đi, chính trị, vẫn phải nên phục tùng đại cục. Lên máy bay, lời của lão cổ vẫn cứ ở trong đầu Hạ Tưởng, bởi hắn lại suy nghĩ lại một lượt từ đầu đến cuối tất cả các sự việc, lại phát hiện cũng không có quá nhiều lỗ hổng lắm. Vậy rốt cuộc lại xuất hiện lỗ hổng ở đâu, khiến cho thế lực bản địa bất mãn lớn như vậy? Tuy rằng tình hình sự việc không phải do hắn gây ra, nhưng nói cho cùng hắn vẫn hy vọng tỉnh tề bình an vô sự. Chu Hồng Cơ ngoài việc ra tay với Cung Tiểu Tinh ra, còn gây náo loạn ra chuyện gì nữa? Mang theo tất cả những nghi ngờ và khó hiểu đó, Hạ Tưởng từ Bắc Kinh nhanh chóng bay về thành phố Lỗ. Đồng thời, ở tỉnh Tề, một trận gió lốc bắt đầu nổi lên. Nguyên nhân sự việc, nhìn từ bên ngoài, dường như là vì sự điều chỉnh nhân sự của nhà khách tỉnh ủy mà ra qua quyết định của Hạ Lực và Lý Ninh Sơn, tất cả các cán bộ cấp quản lý của nhà khách tỉnh ủy đều bị điều chỉnh. Tổng giám đốc, phó tổng, tổng cộng có đến mấy người bị chuyển đi hoặc miễn chức. Thật ra một đơn vị trực thuộc cơ quan sự nghiệp tỉnh ủy, việc điều chỉnh nhân sự ở đó chẳng qua chỉ là một việc nhỏ không thể nhỏ hơn được nữa. So với việc điều chỉnh những nhân vật số 1 số 2 của các thành phố, dường như không ai quan tâm đến nói. Ai lại quan tâm đến việc bổ nhiệm hay miễn nhiệm của một tổng giám đốc nhà khách? Vốn dĩ cũng chỉ là một cán bộ cấp cục, cũng không phải vị trí quan trọng, đi hay ở cũng là chuyện thường. Thực tế, thật ra Hạ Lực và Lý Ninh Sơn cũng không nhất định phải kinh động, chỉ cần một phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy cũng có thể quyết định rồi. Nhưng việc điều chỉnh nhân sự của nhà khách tỉnh ủy vẫn thu hút sự chú ý của rất nhiều người, bởi vì như vậy đã làm kinh động đến Hà Giang Hải, bởi nhà khách tỉnh ủy là căn cứ địa của Hà Giang Hải, một việc điều chỉnh nhân sự với quy mô lớn như vậy, lẽ nào là điềm báo xui xẻo của Hà Giang Hải? Hà Giang Hải còn đang ở trong bệnh viện, vẫn chưa xuất viện. Cũng không phải bệnh tình vẫn chưa chữa khỏi, mà là tâm bệnh còn chưa tan. Tin rằng trước khi Trung ương có quyết định chính thức, đồng chí Giang Hải vẫn cứ tiếp tục ở bệnh viện, cũng đúng, hà tất bây giờ phải xuất viện làm gì. Rất nhiều người biết rõ rằng, đừng thấy Hà Giang Hải gặp vận rủi lớn, sắp phải rơi đài, nhưng chỉ cần Hà Giang Hải không bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương điều tra, nếu chỉ là sự miễn chức bình thường, thì y vẫn còn có tiền đồ, vẫn còn có uy vọng đối với thế lực bản địa. Người tỉnh tề rất chú trọng nghĩa khí, biết tha thứ, Hà Giang Hải cho dù bị miễn chức, chỉ cần không bị điều tra, thì y vẫn được kính trọng. Đương nhiên, nếu Hà Giang Hải ngồi tù mấy chục năm, thì phải nói theo cách khác. Cũng là nguyên nhân khiến Chu Hồng Cơ phải tận sức tận lực giết sạch những căn cơ của Hà Giang Hải không chết, khó khăn khó dừng. Vì vậy, sự kiện nhà khách tỉnh ủy vừa xảy ra, rất nhiều người đang đoán về việc Hà Giang Hải bị điều tra. Nhưng sự thực chứng minh, lại đều đã đoán sai. Lớp quản lý bị điều chuyển hay miễn chức của nhà khách tỉnh ủy, không ai đi tìm những mối quan hệ để được ở lại, đều không nói thêm lời nào mà thu dọn đồ đạc ra đi. Những người bị miễn chức thì về nhà, còn những người bị điều chuyển, lập tức đến cơ quan mới làm việc, không oán thán nửa câu. Không ít người nhìn thấy thì như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ,
sự việc cũng có chút khác thường. Bởi vì nhóm người ở nhà khách tỉnh ủy, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng đều là những thế lực chính tông của tỉnh Tề và thành phố Lỗ, sau lưng họ, là ngọn núi cao của thế lực bản địa tỉnh Tề. Thật ra chỉ cần họ làm lớn chuyện, chắc chắn sẽ có người đứng ra thay họ nói chuyện, bất luận là giữ lại, hay có được đãi ngộ tốt hơn, chắc chắn sẽ mang lại cho tỉnh ủy một áp lực không nhỏ. Nhưng lại hoàn toàn không có, im lặng ngoan ngoãn đến mức dường như bọn họ là những đứa trẻ rất dễ bị người ta bắt nạt vậy. Rốt cuộc đằng sau sự việc đã có cái gì xảy ra, phần lớn mọi người đều không biết, chỉ có một số ít người biết được. Sở dĩ tất cả mọi người đều lựa chọn im lặng, đồng thời thật thà mà nghe theo sự sắp đặt của tổ chức, không phải bọn họ quan tâm đến đại cục chính trị, cũng không phải bạn họ biết đại cục, mà là bọn họ biết được một tin tức khiến cho người ta kinh ngạc. Cung Tiểu Tinh mất tích rồi. Thật ra cũng không thể nói là mất tích, chỉ có thể nói là nhanh chóng rời khỏi tỉnh Tề sớm hơn một bước mà thôi. Vốn dĩ lúc Cung Tiểu Tinh rời đi, tất cả mọi người đều không quan tâm, mà cũng không biết vì sao Cung Tiểu Thanh lại vội vàng rời đi như vậy, còn cho rằng chắc có liên quan đến việc đào tạo cấp cao. Đợi đến khi việc điều chuyển cấp quản lý xảy ra, mới có người thả ra tin tức nội bộ nói, Cung Tiểu Tinh rời đi, thật ra là vì cô đã nắm trong tay một số lượng lớn những chứng cứ bí mật. Cung Tiểu Tinh làm thế nào mà biết được chứng cứ bí mật, không ai biết, chỉ biết một điều rằng, chứng cứ bí mật không những nhằm vào Hà Giang Hải, mà còn nhằm vào tất cả những cán bộ bản địa có thế lực cao của tỉnh Tề đã từng có quan hệ qua lại với Hà Giang Hải. Chỉ cần là tất cả những người ở các thành phố đến tỉnh ủy báo cáo công tác với Hà Giang Hải, chỉ cần là những lãnh đạo chủ chốt đã từng đến ở nhà khách tỉnh ủy, đều đã bị ghi âm thậm chí chụp hình lưu lại rồi. Tuy rằng tin tức cũng chỉ được truyền đi cho một vài người, nhưng một khi truyền ra rồi, thì lập tức xảy ra sóng to gió lớn. Một nữ nhân viên phục vụ nho nhỏ lại dám to gan lớn mật như vậy, thật to gan, không biết trời cao đất dày là gì rồi. Rõ ràng cô đã bị người ta lợi dụng, đừng nói Hà Giang Hải khó thoát được cửa tù ngục, hầu hết những thế lực bản địa của tỉnh Tề cũng bị lộ hết, chắc chắn đây là một sự kiện chính trị dậy sóng trong chốn quan trường tỉnh Tề. Lúc này, mới có người chú ý đến việc Cung Tiểu Tinh đã rời thành phố Lỗ trước, đến thành phố Yến, cụ thể ở nơi nào của thành phố Yến, thì không rõ. Nhưng sau đó lại có tin tức truyền tới, Chu Hồng Cơ đã cử người đến thành phố Yến âm thầm gặp Cung Tiểu Tinh tần này do ai loan ra, lại có dụng ý gì, không ai biết được. Dù sao cũng khiến cho tất cả mọi người có ảo giác, cho rằng sự việc Cung Tiểu Tinh là do một tay Chu Hồng Cơ đứng phía sau thao túng. Vì thế, khi Chu Hồng Cơ biết được tin tức về Cung Tiểu Tinh từ phía mật thám của y, lại không biết rằng, mật thám của y vốn không đáng tin, trong lúc vô ý đã để lộ tin đồn. Càng không biết rằng, trong những tin đồn bậy đó, vốn dĩ đang ầm ĩ rằng Hạ Tưởng sắp xếp cho Cung Tiểu Tinh rời khỏi trốn thị phi là tỉnh Tề, lại thành ra y cứ muốn ép Hà Giang Hải vào chỗ chết, đồng thời còn bày mưu tính kế tỉ mỉ về việc bắt hết những thế lực bản địa trung tầng của tỉnh Tề. Vì thế, không ít những thế lực bản địa lớn âm thầm chạm trán, những thanh âm phẫn nộ đồng nhất đánh về phía Chu Hồng Cơ, tiếng phẫn nộ càng ngày càng nhiều, dần dần hình thành một ngọn thủy triều. Trong những thanh âm phẫn nộ đó, không thiếu những tiếng hô phải dùng bạo lực để khiến Chu Hồng Cơ phải chịu thiệt. Mặc dù cũng có người phản đối, nhưng chủ trương phải cho Chu Hồng Cơ nếm mùi lợi hại đồng thời biết khó mà lùi vẫn nhiều hơn hết, cuối cùng cũng đạt được nhất trí. Vì thế, Chu Hồng Cơ không biết chính là, trước khi y phái người đi tỉnh Yến không lâu, liền có mấy chiếc ô tô thần bí cũng nhanh chóng lặng lẽ rời thành phố Lỗ, chạy về phía thành phố Yến. Y càng không biết chính là, không những có người theo đuôi nhân viên ủy ban kỷ luật tỉnh đến thành phố Yến, ở thành phố Lỗ, cũng có không ít người đang âm thầm bố trí, chuẩn bị bắt tay vào một lần phản công. Đồng thời, những thành phố của tỉnh Tề, cũng chuẩn bị gây áp lực về chính trị cho tỉnh ủy, đồng thời tạo niềm vui bất ngờ cho Chu Hồng Cơ. Tình hình, chỉ trong hai ngày Hạ Tưởng rời khỏi thành phố Lỗ, đã dậy sóng và không thể khống chế được, hơn nữa còn phát triển theo chiều hướng không biết phương hướng. Kết quả xảy ra cuối cùng là một sự cố lớn khiến Hạ Tưởng không thể nào ngờ được. Trong thời điểm Hạ Tưởng đang nhắm mắt dưỡng thần trên máy bay, ở thành phố Yến, lần gặp mặt đầu tiên của Chu Hồng Cơ đã gặp phải bất lợi. Sau khi nhân viên ủy ban kỷ luật tỉnh Tề đến tỉnh ủy tỉnh Yến, phía tỉnh ủy tỉnh Yến nhiệt tình tiếp đãi, thái độ rất tốt, khiến nhân viên ủy ban kỷ luật tỉnh Tề rất yên tâm, trong lòng thầm nghĩ bước thứ nhất coi như đã xong. Sau đó, liền báo cáo tình hình với phía tỉnh ủy tỉnh Yến. Đưa ra đề nghị phía tỉnh ủy phối hợp, cùng đi đến tòa nhà Tề thị điều tra Cung Tiểu Tinh.
phía Tỉnh Yến bày ra thái độ bụng làm dạ chịu, lúc đó gọi điện thoại thông báo cho tòa nhà Tề thị, đề xuất yêu cầu muốn Cung Tiểu Tinh đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh để chấp nhận thẩm vấn. Phía Tỉnh Tề muốn ra mặt ngăn cản nhưng lại bị chậm một bước. Thật ra theo ý của bọn họ, là dưới sự phối hợp của Tỉnh Yến, trực tiếp đến tòa nhà Tề thị bắt người, ai ngờ phía Tỉnh Yến lại hơi lên mặt, trực tiếp yêu cầu tòa nhà Tề thị đưa người đến tỉnh ủy. Mỗi nơi có mỗi cách làm, hoặc là Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến phá án có phong cách như vậy, Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề cũng không có cách nào nói gì khác, dù sao trong địa bàn của người ta, chỉ có thể ngồi đợi thôi. Tòa nhà Tề thị đồng ý rất nhanh, nói ngay lập tức đưa người đến. Kết quả lập tức lại biến thành hơn một tiếng, mà cũng chưa có hồi âm gì. Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến tức giận, lập tức gọi điện thoại đi, có được câu trả lời thành kính của tòa nhà Tề thị là, sớm đã đưa người đi rồi, còn chưa đến, sao có thể được. Tòa nhà Tề thị cách tỉnh ủy cũng chỉ khoảng 3 km, cho dù kẹt xe, có chậm đi nữa thì nửa tiếng cũng phải đến rồi, chắc chắn đã xảy ra chuyện. Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề luống cuống, hay là người đi đến nửa đường thì có ý định đào thoát. Kết quả đúng là sợ cái gì đúng cái đó, mấy phút sau, tòa nhà Tề thị lại gọi điện thoại đến, nói là xe chở Cung Tiểu Tinh nửa đường xảy ra tai nạn, xe ô tô lao xuống sông Hạ Mã, xe thì đã được vớt lên, nhưng Cung Tiểu Tinh và tài xế thì sống không thấy người, chết không thấy xác. Xảy ra chuyện rồi, phía tòa nhà Tề thị cũng không khách sáo nữa, yêu cầu phía Ủy ban Kỷ luật giải thích, dù sao cũng vì yêu cầu của Ủy ban Kỷ luật tỉnh mới đưa Cung Tiểu Tinh đi, nếu không, cũng không xảy ra tai nạn được. Ủy ban Kỷ luật tỉnh rơi vào đường cùng, đành phải giải thích mãi, lại là cơ quan quyền lực, cũng phải có một chút thái độ đối với việc liên quan đến mạng người mới được, tuy rằng sự việc quả thật rất kỳ quái. Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến do dự, Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề ngạc nhiên, sao sự việc lại trở nên như thế này? Lần này hay rồi, Cung Tiểu Tinh chưa biết sống chết, làm thế nào để báo cáo công việc với chủ nhiệm Chu? Làm thế nào để báo cáo công tác là chuyện nhỏ, vấn đề lớn hơn nữa, còn đang chờ ở phía sau. Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến cũng coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, cũng vì để phía tỉnh Tề yên tâm, để tránh tỉnh Tề nghi ngờ phía tỉnh Yến tự biên tự diễn, cố ý làm vậy, nên cứ một mực muốn dẫn phía Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề đến tận hiện trường nơi xảy ra sự việc. Khi đến nơi xảy ra sự việc, xe ô tô đã được vớt lên. Trên xe trống không, không thấy người mà cũng không thấy thi thể, những người ở đó đứng lại thành vòng bàn tàn. Nói rằng tốc độ xe không nhanh. Nhưng đột nhiên có một chiếc xe ba bánh băng ngang qua đường, vì để tránh chiếc xe ba bánh, xe ô tô mới mất đà mà lao xuống sông. Người đáng thương ngồi trên xe, hình như trên xe có hai người. Bây giờ xem ra, có lẽ đã bị nước sông cuốn mất rồi. Sông Hạ Mã bây giờ, nước sông chảy xiết, nước rất sâu, sâu đến hơn 10 thước, lòng sông rộng chừng hơn 100 mét, cho dù là trồi lên mặt nước, cho dù biết bơi, có lẽ cũng khó thoát khỏi cảnh bị chết đuối. Trên mặt nước, mấy thuyền cứu trợ đang tác nghiệp, giải lưới ra, đang tìm vớt thi thể. Lúc này cũng có thể gọi là thi thể được rồi, bởi vì sự việc đã xảy ra cũng được nửa tiếng rồi, người ở nửa tiếng dưới nước, đều đã bị chết đuối. Phía Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề hết chỗ nói rồi, tại sao lại xảy ra biến cố này được chứ? Không ngờ được, thật sự không thể ngờ được, tại sao không sớm không muộn, lại xảy ra tai nạn xe vào lúc này, rốt cuộc là ai xui xẻo? Nếu phía tỉnh Yến giận chó đánh mèo mà đổ hết lỗi cho phía tỉnh Tề, thì tỉnh Tề phải làm thế nào để đối mặt với người nhà của người chết đây? Quan trọng là, bây giờ tỉnh Tề vẫn chưa định tội với Cung Tiểu Tinh, chỉ là đến để điều tra, chứ không phải để bắt người hay thẩm vấn. Một cuộc điều tra cũng có thể làm mất mạng người, cũng thật sự có chút mở đầu đã thất bại. Hơn nữa sự việc lại trùng hợp đến như vậy, vừa mới triệu tập đã rớt xuống nước chết đuối rồi. Quan trọng là bây giờ ngay cả thi thể cũng không tìm ra, là chết, hay còn sống cũng khó mà nói được. Nhưng những lời này cũng không thể nói ra được, đừng nói người nhà nghe xong cũng phát cuồng, mà phía tỉnh Yến nghe xong, cũng không thể vui được. Mấy người phía Ủy ban Kỷ luật bàn với nhau cùng nói với chủ nhiệm Chu rồi tính sau. Sau khi xin chỉ thị của Chu Hồng Cơ, có được câu trả lời là, đợi thêm một ngày nữa. Không nói đến sự kinh ngạc và khiếp sợ của Chu Hồng Cơ sau khi nghe xong tin này, chỉ nói Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề vừa uyển chuyển nói lời xin lỗi với phía Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến, vừa đề cập đến chuyện muốn chờ sau khi xác nhận sự việc Cung Tiểu Tinh gặp nạn, thì sẽ đền bù chính đáng cho người thân của Cung Tiểu Tinh, dù sao sự việc cũng là do phía Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề khơi mào.
phía ủy ban kỷ luật tỉnh Tề nói rất hợp lý, hơn nữa còn tỏ thái độ khoan dung, phía tỉnh Yến cũng không có dị nghị gì, liền đồng ý. Sau đó, cơ quan công an bắt đầu điều tra. Tuy nhiên phía ủy ban kỷ luật tỉnh Tề rõ ràng cảm nhận được thái độ thay đổi của phía ủy ban kỷ luật tỉnh Yến. Trước khi xảy ra sự việc, là thái độ nhiệt tình vô cùng, sau khi xảy ra sự việc, lại kính trọng và giữ khoảng cách. Có chuyện muốn nhờ, họ cũng sẽ giúp, nhưng lại rất lạnh nhạt, có thái độ làm việc công rõ ràng. Không có chuyện gì, ủy ban kỷ luật tỉnh Yến cũng không có người nào ra mặt tiếp khách, khiến cho nhân viên của ủy ban kỷ luật tỉnh Tề ở lại trong nhà khách, sống một ngày bằng một năm. Cũng có thể hiểu được, ủy ban kỷ luật tỉnh Tề cũng không thể nói gì, dù sao xảy ra việc như thế này, cũng không ai có thể ngờ được, cũng không ai muốn như vậy. Không những xui xẻo, hơn nữa sự việc còn chưa làm xong, cơ bản có thể nói là một chuyện xui xẻo. Nhưng lại không cam lòng, bởi vì luôn cảm thấy mọi việc quá mức kỳ quái, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy, chắc chắn có người đứng sau âm thầm làm gì đó. Vấn đề là, cho dù có người đứng sau giật dây, cũng không thể lấy tính mạng Cung Tiểu Tinh ra đùa được. Có phải có khả năng khác hay không, Cung Tiểu Tinh căn bản không ở trên xe. Những nhân vật đứng đầu của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề cũng không rảnh rỗi, thảo luận nửa ngày mới rút ra kết luận là, chắc chắn có người đứng phía sau phá rối. Hoặc là Cung Tiểu Tinh không ở trên xe, là đang muốn giúp Cung Tiểu Tinh lừa dối, hoặc là Cung Tiểu Tinh thật sự ở trên xe, là có người muốn giết người diệt khẩu. Nhưng cho dù là như thế nào, đều chỉ là đoán mà thôi, chỉ có sau khi điều tra mới có thể kết luận được. Nhưng thân là nhân viên của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề, ở tỉnh Yến nếu không có được sự giúp đỡ của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến, nửa bước cũng khó đi được. Huống hồ lại không thể nhúng tay vào việc điều tra của công an. Làm sao bây giờ, đành phải xin chỉ thị chủ nhiệm Chu thêm lần nữa, hy vọng có thể thông qua phía tỉnh Tề, xin sở công an tỉnh Yến để được tham gia điều tra, tìm ra được chân tướng sự việc. Sau đó, Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề lại xin chỉ thị của Chu Hồng Cơ. Chu Hồng Cơ lúc này cũng không biết phải làm thế nào, bởi vì sự việc Cung Tiểu Tinh bị tai nạn bất ngờ rơi xuống sông, khiến y nhất thời không phản ứng lại kịp, khiến y có cảm giác đầu óc choáng váng. Bởi vì y xem Cung Tiểu Tinh như một điểm đột phá, kỳ vọng rất cao vào đó, vốn cho rằng sẽ có được một lần thắng lợi lớn. Không ngờ hy vọng càng nhiều, thất vọng lại càng lớn, quả nhiên lại có kết cục như vậy, làm thế nào để xử lý, làm thế nào mới tốt. Một lần nữa gọi điện thoại xin chỉ thị, cũng khiến Chu Hồng Cơ từ trong bối rối phát hiện được một số điểm đáng nghi ngờ, quả nhiên, chắc chắn có người giành ra tay trước một bước. Cho dù là muốn bảo vệ Cung Tiểu Tinh hay giết người diệt khẩu, sự tình cũng quả thật quá rõ ràng. Điều tra, nhất định phải điều tra đến cùng. Chu Hồng Cơ tức giận rồi, cảm giác thất bại khiến y cảm thấy mờ mịt. Cho dù là Hạ Tưởng hay người khác, nhất định phải khiến người đứng sau giật dây phải chịu thất bại. Đừng cho rằng y không có sức ảnh hưởng gì đối với tỉnh Yến, y cũng có thể tự tạo được áp lực. Chu Hồng Cơ liền gọi điện thoại đến Bắc Kinh. Nửa đêm, ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yến, bí thư đảng ủy công an Mã Kiệt nhận được chỉ thị, yêu cầu gã phối hợp với công việc của ủy ban kỷ luật tỉnh Tề. Buông điện thoại, Mã Kiệt âm thầm cười, trong lòng nghĩ Hạ Tưởng quả thật khôn khéo đến mức khiến người ta khó lòng phòng bị. Sớm đã chặn hết con đường của tỉnh Tề. Từng bước chặn trước mặt đối phương còn muốn mở cục diện ở tỉnh Yến. Mơ mộng hão huyền. Mã Kiệt thân mật gặp mặt các đồng chí của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề, đồng ý với tất cả những yêu cầu mà phía tỉnh Tề đưa ra, đồng thời còn cử một phó giám đốc sở phụ trách việc này, đồng thời trước mặt các đồng chí trong Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề đã hạ mệnh lệnh, đối với tất cả những yêu cầu mà phía tỉnh Tề đưa ra, phải tận lực mà tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất. Phía Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề vô cùng cảm ơn sự nhiệt tình của Mã Kiệt. Trên người Mã Kiệt, dường như họ có thể thấy được ánh sáng của sự chiến thắng. Nhưng sau đó nhanh chóng triển khai điều tra, thì tiến triển của sự việc, dường như bị tạm dừng. Sở Công an và Văn phòng tỉnh Yến cùng phối hợp điều tra, chỉ sau mấy giờ liền có được kết luận bước đầu, sự cố chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường. Tổng hợp lại tất cả những tài liệu mà tòa nhà Tề Thị cung cấp, cho đến thực tế hiện trường, lại thêm lời khai của những nhân chứng, từ đó có thể rút ra kết luận là, Cung Tiểu Tinh thực sự ở trên xe. Nhưng bây giờ sống không thấy người chết không thấy tử thi, cũng không có cách nào khác. Sông Hạ Mã nước chảy xiết, muốn với thi thể, có lẽ một hai ngày, cũng có thể nửa tháng, cũng có khả năng không thể vớt được. Ủy ban kỷ luật tỉnh Tề không có cách nào khác,
phía Tỉnh Yến từ thái độ cho đến phương diện hợp tác trong công việc, đều không có gì phàn nàn, họ còn có thể làm thế nào. Cuối cùng cũng đành phải xin chỉ thị Chu Hồng Cơ. Chu Hồng Cơ thấy sự việc đã không còn có khả năng vãn hồi, đành phải hạ lệnh trở về, cứ ở mãi ở Tỉnh Yến cũng không phải cách, thừa lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng, đi là thượng sách. Quả thật đến vội vàng đi cũng vội vàng, sau khi thấy được hiệu quả làm việc cao của phía Tỉnh Yến, Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề ngay cả tâm tư để ở lại thêm một buổi tối cũng không có, ngay trong đêm đó lên đường trở về. Nếu như có cơ hội được lựa chọn lại một lần nữa, nhóm người Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề cũng sẽ không đi đường đêm trở về. Thành phố Yến cách thành phố Lỗ khoảng 400 km, lại toàn là đường cao tốc, không nằm ngoài dự tính, thì 5 tiếng là có thể đến. Chủ yếu là Mục Chính Nhất nóng ruột muốn về thành phố Lỗ, nên không để ý đến sự phản đối của mọi người, yêu cầu trở về ngay trong đêm. Gặp phải sự thất bại quá lớn ở thành phố Yến, Mục Chính Nhất thân là phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật mà Chu Hồng Cơ tín nhiệm nhất, không những cảm thấy thất vọng, mà cũng luôn cảm thấy phía sau chuyện ở tỉnh Yến, là một cái lưới vô hình bao phủ lên toàn bộ những người trong Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề. Nói không chừng nếu còn ở lại thêm nữa, lại càng có thêm những nguy hiểm không thể ngờ được, không bằng trước tiên cứ trở về địa bàn của mình đã rồi tính. Cũng là suy xét theo góc độ an toàn, mặc dù có chút quá cẩn thận, nhưng Mục Chính Nhất là người lãnh đạo cao nhất trong nhóm, y nói là được, những người khác cũng chỉ biết chấp hành mà thôi. Ý tốt của Mục Chính Nhất lại trở thành chuyện xấu. Ra khỏi thành phố Yến không lâu, đoàn xe một đường đi về hướng đông, 2 tiếng sau, ra khỏi Thanh Hà, đã rời khỏi địa phận tỉnh Yến, tiến vào địa phận quản lý của tỉnh Tề. Đoàn người Mục Chính Nhất có tổng cộng 3 xe ô tô, thật ra người cũng không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có 7-8 người, vốn dĩ chỉ cần 2 xe là đủ, nhưng nghĩ đến việc nếu như dẫn được Cung Tiểu Tinh trở về nữa, nên lại mang thêm 1 chiếc xe nữa. 3 chiếc xe, xe chuyên dụng của Mục Chính Nhất đi giữa, một trước một sau là xe của nhân viên. Trên xe của y, chỉ có thư ký và lái xe. Mà xe đi phía trước người nhiều hơn một chút, tổng cộng có 4 người, trong đó còn có một nữ cán bộ. Dẫn nữ cán bộ đến, cũng chỉ vì chẳng may đến lúc hỏi cung Cung Tiểu Tinh, cũng thuận tiện hơn. Suốt quãng đường bình an vô sự, sau khi vào địa phận tỉnh Tề, mới là nửa đêm, nếu thuận lợi, thì khoảng 1 giờ sáng đã có thể về đến thành phố Lỗ. Tâm tình Mục Chính Nhất hơi thả lỏng một chút, liền nói có thể cho xe chạy chậm một chút, không cần phải theo quá sát nhau nữa. Sau khi sự việc xảy ra, trong ký ức của Mục Chính Nhất, vẫn luôn cảm thấy trước khi sự việc xảy ra cũng không có gì bất thường. Dường như tất cả sự việc xảy ra cứ tự nhiên như vậy, hoàn mỹ như thế, giống như trời thì phải mưa người thì phải mệt mỏi vậy, xe ô tô cũng có lúc mất khống chế. Một chiếc xe mới còn chưa có biển số, trong phim điện ảnh có không ít người khi xảy ra tai nạn xe, còn mang theo cả biển số xe, quả thật là coi thường chỉ số thông minh của những kẻ tội phạm không biết xuất hiện từ lúc nào, vượt qua cả đoàn xe của Mục Chính Nhất, lại nhanh chóng quay lại làn đường. Mục Chính Nhất có chút mệt rồi, mơ màng nhìn cái xe một cái, trong lòng còn nghĩ xe mới mà còn lái nhanh như vậy, không biết xe mới còn phải có thời kỳ chạy thử sao. Vừa mới nghĩ trong đầu như vậy, bỗng nhiên có cảm giác không đúng lắm, rốt cuộc là ở đâu không đúng. Đầu óc còn chưa suy nghĩ xong, lại thấy chiến xe mới trước mặt đột nhiên mất khống chế, dường như lại xe uống say rồi vậy. Mục Chính Nhất trong chốc lát hoàn toàn tỉnh ngủ, trong lòng thầm giật mình, thầm kêu không hay rồi, đang định bảo thư ký thông báo cho xe phía trước tránh đi, cẩn thận đối phương mất tay lái, thì đã muộn rồi. Chiếc xe phía trước gợi cảm mà lược một cung hình chữ S, chiếc xe đi đầu mất khống chế, trong lòng hiển nhiên cũng biết không qua được. Lái xe bình thường có lẽ cũng quá diễu võ dương oai quen rồi, rất ít bị người ta thử thách, vừa bị thử thách, liền lộ ra điểm yếu. Chỉ một hồi dây dưa, chiếc xe không khống chế được mà phá hỏng luôn lan can đường cao tốc, lao ra khỏi đường cao tốc, nhắm thẳng vào một cái hào bên cạnh đường. Mà chiếc xe mới đó, dường như cũng vừa mới tỉnh lại, nhanh chóng gia tăng tốc độ rời đi, trong chốc lát đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Vạn hạnh trong bất hạnh, tài xế của Mục Chính Nhất tố chất không tồi, phanh xe, chậm chậm dừng lại ở vạch dừng xe bên phải, bảo đảm sự an toàn cho Mục Chính Nhất. Mục Chính Nhất lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng đầu óc lại trống rỗng, người cũng đần ra. Phải nói, tai nạn xảy ra ở thành phố Yến rất kỳ lạ, khiến người ta khó lòng hoài nghi phía sau có phải có ai đó hành động gì không. Nhưng dù sao cũng là âm thầm, Mục Chính Nhất cũng không tự mình chứng kiến, không thể tự mình cảm nhận được sự nguy hiểm được.
Nhưng bây giờ, y tận mắt nhìn thấy một màn tai nạn xe cộ, hơn nữa còn xảy ra đối với bản thân y, cách y không đến 100 mét. Mặc dù nói ra thì tai nạn xe ở thành phố Yến cũng kỳ lạ hơn, càng cố ý hơn, nhưng cảm nhận đầu tiên của Mục Chính Nhất không phải là tức giận, mà là hoảng sợ. Đúng vậy, sợ hãi đến cực độ. Nếu chẳng may lái xe của y xử trí không thông minh, cũng lao ra khỏi đường cao tốc, thì ai mà biết được sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Mục Chính Nhất bây giờ tuy còn không phải chủ nhiệm, nhưng vị trí phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh cũng không phải tồi, muốn mưa có mưa, muốn gió có gió. Hơn nữa bây giờ còn đang là thời đại hòa bình, y hoàn toàn không có giác ngộ hy sinh bản thân vì tổ quốc. Chiếc xe phía trước vừa rồi lao xuống rãnh bên đường, bốn người trên xe, trong đó còn có một cán bộ nữ, với tốc độ vừa rồi mà phân tích, e rằng những người trên xe lành ít dữ nhiều. Đều là những cấp dưới và đồng sự nhiều năm của y phải làm thế nào để nói chuyện với người thân của họ đây? Sau khi hoảng sợ, Mục Chính Nhất lại cảm thấy đau đầu và bất đắc dĩ. Trong lòng dường như cũng không muốn suy đoán tai nạn vừa rồi là ai cố tình gây ra nữa, từ lúc chiếc xe mới không biển số xuất hiện, cho tới khi một chữ S mà tạo thành tai nạn, sau đó lại lẫm liệt mà bỏ đi, tất cả những hành động đó đều rất dứt khoát, không hề vấp pháp gì, hiển nhiên là vì tạo phiền phức. Chứ không phải vì muốn trêu chọc họ để khoe xe mới, hơn nữa nói thật ra, với hiểu biết của Mục Chính Nhất, cũng không thể nhận ra chiếc xe đó là hiệu gì hay đời gì. Thậm chí ngay cả biển số xe cũng không có nữa, cũng tức là, đối phương ung dung mà đến, ung dung mà đắc thủ, đồng thời ung dung mà rời đi. Sau khi dừng xe, xe phía sau cũng dừng lại, xe phía sau chỉ có một tài xế, vốn dĩ là xe dự trữ, bây giờ hai xe gộp lại với nhau, cũng chỉ có bốn người. Mục Chính Nhất vẫn chưa hoàn hồn, ngồi ở ghế sau bất động mãi, sau đó mới như chợt tỉnh ra, dặn dò thư ký. Mau thông báo cho cảnh sát địa phương. Mau gọi người cứu trợ. Sau đó lại chỉ đạo hai lái xe, mau xuống rãnh cứu người. Mục Chính Nhất lúc này mới tỉnh táo lại, rút một điếu thuốc, lại cầm điện thoại lên, thấy lúc này vẫn chưa đến 10 giờ đêm, chắc chắn lúc này Chu Hồng Cơ vẫn chưa đi ngủ, liền run run gọi điện thoại. Chu Hồng Cơ bình thường cũng khoảng 11 giờ đêm mới đi ngủ, huống hồ là bây giờ, tối hôm nay trước 12 giờ, y cũng không thể ngủ nổi. Bởi vì Chu Hồng Cơ cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Nếu chuyện ở tỉnh Yến chỉ là mở đầu, chỉ khiến y cảm thấy được một chút âm mưu nhỏ, vậy sự việc xảy ra tối hôm nay ở thành phố Lỗ, khiến y thực sự cảm thấy lo lắng. Một hơi lạnh thấu xương. Thật sự sai rồi, Chu Hồng Cơ một mình ở trong phòng, không ngừng đi qua đi lại, bực bội bất an, trên mặt lại đầy sự u sầu. Lần đầu tiên, y thật sự cảm nhận được thế nào là mùi vị bất an. Mục Chính Nhất lại không biết rằng, sự việc không chỉ dừng lại ở hai vụ tai nạn mà y gặp được ở thành phố Yến và trên đường cao tốc, mà là ở thành phố Lỗ. Ngay lúc bọn họ vừa mới lên đường cao tốc, cũng đã xảy ra một việc khiến Chu Hồng Cơ vô cùng tức giận và bất an. Sự việc, nếu như theo người ngoài thấy, tuyệt đối là chuyện nhỏ. Nhưng trong mắt Chu Hồng Cơ, lại có ý cảnh cáo rất rõ ràng. Sau khi Hạ Tưởng đến thành phố Lỗ không lâu, Chu Hồng Cơ đã rất cấp bách mà đến gặp Hạ Tưởng, mời Hạ Tưởng ăn cơm, đồng thời đã lấy ra chai rượu Mao Đài Quý được cất giữ nhiều năm. Hành động này của Chu Hồng Cơ đã thể hiện đủ thành ý của y rồi. Hạ Tưởng cũng cảm ơn sự hào phóng của Chu Hồng Cơ, thậm chí còn rất chủ động mà nói với Chu Hồng Cơ về việc hắn đã ở Bắc Kinh thăm hỏi ông cụ phó như thế nào. Đương nhiên, bỏ qua chi tiết Diệp Thiên Nam. Cuộc gặp mặt với Hạ Tưởng cũng xem như được như ý, hai bên đều uống rượu rất vui vẻ. Nhắc đến chuyện ngày mai Thành Đạt Tài đến sẽ gặp mặt với những người con ông cháu cha, lại nhắc đến bước tiến triển tiếp theo trong sự kiện Hà Giang Hải. Đương nhiên, đối với vấn đề làm thế nào để xử lý việc của Hà Giang Hải, Hạ Tưởng cũng vẫn lập lờ không rõ ràng như trước. Nhưng biểu hiện của Chu Hồng Cơ vẫn cảm thấy thái độ của Hạ Tưởng cũng đã đủ rõ ràng, cho rằng sự hợp tác giữa y và Hạ Tưởng, trên cơ bản là ở chỗ duy trì được sự tín nhiệm giữa những đồng minh. Chu Hồng Cơ đương nhiên cũng không nhắc đến việc y phái người đến tỉnh Yến, Hạ Tưởng đã biết hay chưa y cũng lười suy đoán. Lúc này y cũng không cho rằng tai nạn xe cộ của Cung Tiểu Tinh ở tỉnh Yến có liên quan gì đến Hạ Tưởng. Có thể nói, Chu Hồng Cơ gấp gáp muốn gặp mặt với Hạ Tưởng, là để xem Hạ Tưởng có thay đổi thái độ hợp tác với y hay không. Mặc dù sau lưng Hạ Tưởng y đã có một vài hành động, đồng thời cho rằng rời Hạ Tưởng rồi, y vẫn có thể nắm được đại cục.
Nhưng y không biết ở tỉnh Tề, những nơi cần Hạ Tưởng giúp đỡ còn rất nhiều. Sau khi tạm biệt Hạ Tưởng, Chu Hồng Cơ vừa về đến nhà, liền nhận được một tin tức khiến y rất kinh ngạc, con đường lấy tin tức ngầm từ phía nhà khách tỉnh ủy của y, đột nhiên mất tích. Tất cả mọi việc về cung Tiểu Tinh, đều là người này tiết lộ, mới khiến Chu Hồng Cơ có được quyền chủ động trong sự việc của cung Tiểu Tinh. Vốn dĩ theo quy định, tối hôm nay gã còn phải báo cáo với Chu Hồng Cơ về tình hình mới nhất, không ngờ người đã mất tích rồi. Nói là mất tích cũng không được chính xác lắm, chỉ có thể nói là trong chốc lát đột nhiên không thể liên lạc được. Nếu như bình thường, một người không thể liên lạc được trong mười mấy tiếng đồng hồ cũng bình thường, e rằng một ngày một đêm cũng không sao, ai mà không có những chuyện bí mật chứ. Nhưng bây giờ lại khác, cung Tiểu Tinh sống hay chết còn chưa biết được, đang là lúc cần người này tiết lộ một chút tin tức nội tình, gã đột nhiên lại không liên lạc được, khiến Chu Hồng Cơ lập tức kinh hoàng, trong lòng biết chắc chắn đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện phiền phức. Nếu như bản thân người này cảm thấy không ổn, mà chủ động trốn đi thì còn may, nếu như gã bị người khác khống chế rồi, thì tuyệt đối không phải là chuyện gì hay ho. Chẳng lẽ Hạ Tưởng đã ra tay? Chu Hồng Cơ cho đến lúc này vẫn chưa ý thức được sức mạnh của những thế lực bản địa tỉnh Tề, vẫn cứ tập trung ánh nhìn trên người Hạ Tưởng, chính là sai lầm nghiêm trọng thứ hai mà y mắc phải sau việc ra tay với cung Tiểu Tinh. Nếu Chu Hồng Cơ sớm nhận rõ tình thế, ý thức được không thể bức bách quá mức, lúc nên thu tay về thì nên thu tay về, có lẽ cũng không mắc phải lỗi lớn như vậy. Nhưng cũng không phải ai cũng có tầm nhìn sắc bén, dù sao ai cũng có điểm hạn chế của mình, mà Chu Hồng Cơ lại có tâm lý lập công nóng vội, lại thêm sự thúc giục của cấp trên, nên có chút rối loạn. Còn có một điểm nữa, y dù sao cũng chưa có kinh nghiệm lăn lộn trong thế cục rối ren ở địa phương. Giống như lão cổ đã nói với Hạ Tưởng trong điện thoại, Chu Hồng Cơ bây giờ vẫn đang còn ở trong giai đoạn thứ nhất nhìn núi chỉ biết đó là núi mà thôi. Y cho rằng cảnh giới nhìn núi thấy núi của y cũng giống như cảnh giới nhìn núi thấy núi của Hạ Tưởng, thật ra ở giữa đó còn có một khoảng cách rất xa. Anh cho rằng anh giống tôi, thật ra chúng ta không giống nhau. Đạo lý thì ai cũng biết nói, nhưng đến trong thực tế rồi, thì không còn là một chuyện dễ dàng như mở miệng nói là được. Chu Hồng Cơ liền không suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp lý giải. Nếu nói sự việc cung Tiểu Tinh ở thành phố Yến không phải Hạ Tưởng ra tay, và nếu nói con đường tin tức ngầm ở nhà khách tỉnh ủy cũng không phải do Hạ Tưởng hành động, vậy rốt cuộc là người nào cứ lần này đến lần khác gây khó dễ cho y? Ngoài Hà Giang Hải ra, còn có ai cứ có ý đối địch với y như vậy? Hạ Tưởng thù địch với y thì có thể hiểu được, là vì muốn nắm quyền chủ động. Hà Giang Hải cứ phản đối nhất cử nhất động của y lại càng có thể hiểu được, là vì tự bảo vệ. Nhưng vấn đề là, Hà Giang Hải bây giờ đã nửa sống nửa chết rồi, còn có sức ảnh hưởng gì nữa chứ? Nếu Chu Hồng Cơ cẩn thận nghiên cứu lịch sử của tỉnh Tề, đồng thời hiểu biết một chút về người tỉnh Tề, y sẽ không dễ dàng rút ra kết luận như trên. Vì vậy mới nói, vạch binh lược trên giấy và chiến đấu thực tiễn, có khi tồn tại một khoảng cách rất lớn. Chu Hồng Cơ suy nghĩ mãi, vẫn không tìm được đường ra, đang lúc bực bội bất an, liền bất ngờ nhận được điện thoại của Mục Chính Nhất. Mục Chính Nhất trở về ngay trong đêm, Chu Hồng Cơ cũng biết, cũng không phản đối, bởi vì y cũng gấp gáp muốn nói chuyện với Mục Chính Nhất. Phải nói chuyện thật cụ thể rõ ràng về những gì phát sinh ở tỉnh Yến, thì mới có thể rút ra được kết luận chính xác được. Ban đầu Mục Chính Nhất cũng có báo cáo, nhưng dù sao trong điện thoại cũng không thể rõ ràng được. Hơn nữa y cũng cho rằng Mục Chính Nhất về cái nhìn tổng quát thì còn được, nhưng về những điểm chi tiết thì còn nhiều khiếm khuyết. Có lẽ dưới sự dẫn dắt của y, có thể sẽ phát hiện được nhiều tình tiết mới. Nhưng, bây giờ đột nhiên gọi điện đến, lẽ nào Mục Chính Nhất đã nghĩ ra được cái gì mới? Chu Hồng Cơ còn đang ôm hy vọng, vội vàng nghe điện thoại. Giọng nói của Mục Chính Nhất tràn đầy kinh hãi và thất bại. Chủ nhiệm Chu, xảy ra chuyện lớn rồi. Lòng đầy chờ mong của Chu Hồng Cơ như bị dội một gáo nước lạnh, nhất thời tâm tình bị phá hỏng. Xảy ra chuyện gì vậy? Cứ ầm ĩ như vậy. Mục Chính Nhất bây giờ cũng không quan tâm đến tâm tình của lãnh đạo, trực tiếp nói đơn giản một chút về tai nạn xe mà y gặp phải vừa rồi, đồng thời bổ sung thêm suy nghĩ của mình. Chủ nhiệm Chu, tôi cứ luôn có cảm giác tai nạn xe ở tỉnh Yến, tai nạn xe vừa rồi, và tai nạn xe mà Chủ tịch Cao gặp phải mấy ngày trước, đều có chút giống nhau. Đừng nói, trong mắt Chu Hồng Cơ, Mục Chính Nhất vẫn có chút hình tượng của một người tướng. Nhưng Chu Hồng Cơ xác định gã chỉ là một tướng tài chứ không phải là một người lãnh đạo tài, không có năng lực chống đỡ,
không ngờ lời nói vừa rồi như thức tỉnh người trong mộng. Chu Hồng Cơ chỉ cảm thấy trước mắt mình như được khai sáng. Trước đây chỉ cho rằng Hạ Tưởng đứng phía sau, mà đã quên mất sự tồn tại của Hà Giang Hải. Hà Giang Hải chỉ ở trong bệnh viện giả bệnh, gã bây giờ vẫn còn là bí thư đảng ủy công an kiêm giám đốc sở công an, vẫn là người lãnh đạo quân đội tỉnh Tề, gã vẫn chưa bị cách chức điều tra, vẫn còn nắm quyền lực trong tay. Thật sự lại bỏ qua như vậy. Chu Hồng Cơ tự trách bản thân, người trong chốn quan trường, từ trước đến nay chưa từng có chuyện nhận thua, trước khi bị chính thức điều tra, ai cũng không muốn vứt bỏ sự nỗ lực cuối cùng. Y quá ngây thơ rồi, cho rằng Hà Giang Hải chủ động đệ đơn xin từ chức, thì đã không còn sức đánh trả nữa, sao lại có thể quên được câu nói lạc đà gầy sắp chết đi nữa thì cũng cao lớn hơn ngựa được. Có lẽ là, cây có bóng, người có uy. Hà Giang Hải, cứ chờ đó. Chu Hồng Cơ hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, trong một loạt vụ tai nạn xe, y tự cho rằng đã nhận ra được bản chất sự việc, lại dưới sự nhầm lẫn của Mục Chính Nhất, thật sự cho rằng là Hà Giang Hải ra tay, từ đó mà y phạm phải sai lầm nghiêm trọng thứ ba. Một Chu Hồng Cơ vẫn chưa nhận ra được kẻ thù đích thực đứng đằng sau là ai, cứ đi càng ngày càng xa trên con đường sai lầm, cuối cùng rơi vào vực sâu không thể nào đứng lên nổi. Sau khi nhận được điện thoại của Mục Chính Nhất, được Mục Chính Nhất nhắc nhở, Chu Hồng Cơ bừng tỉnh ra. Nghĩ lại chân tướng tất cả đằng sau sự việc, trải qua một lát suy tư, y đưa ra một quyết định. Nếu điểm xuất phát của một người là không chính xác, vậy tất cả các quyết định xoay quanh xuất phát điểm đó cho dù có chính xác cũng sẽ mang đến kết quả sai lầm. Chu Hồng Cơ thịnh nộ, cảm giác Hà Giang Hải đang tránh ở trong bệnh viện như lão vọng buông cần, đùa bỡn mình. Cần phải đổ hết thảy vấn đề lên đầu Hà Giang Hải, nhất định không thể để Hà Giang Hải tiêu diêu tự tại được. Y phải mặt đối mặt với Hà Giang Hải, trực tiếp so chiêu với Hà Giang Hải. Chu Hồng Cơ có hai quyết định, một là yêu cầu Mục Chính Nhất tiếp tục suốt đêm trở về, chỉ cần để lại hai người xử lý giải quyết hậu quả là được. Hai là chuẩn bị sáng mai đi bệnh viện thăm Hà Giang Hải, phải mang các chứng cứ của Thang Thế Thành để đối mặt trực tiếp với Hà Giang Hải, ngả bài với Hà Giang Hải. Trong một đêm, Chu Hồng Cơ vô cùng bận rộn còn Hạ Tưởng lại ngủ rất ngon lành. Ngoại trừ nhận được điện thoại của Ngô Thiên Thiếu, biết rằng Mục Chính Nhất đã đi suốt đêm trở về thành phố Lỗ, hắn liền không lo gì, cũng không có người quấy rầy nữa. Ngay cả Nghiêm Tiểu thì muốn ngủ cùng hắn cũng không dám gọi điện thoại tới, bởi cô là một phụ nữ thông minh, biết Hạ Tưởng một đường bôn ba, nhất định sẽ mệt mỏi. Đồng thời Nghiêm Tiểu thì lại biết rõ đạo lý chín quá hóa nẫu, cho nên làm việc gì cũng nhất định phải có chừng mực. Hạ Tưởng ngủ một mạch tới sáng. Buổi sáng vừa đi làm liền phát hiện văn phòng có chút khác thường. Đẩy cửa ra, quả nhiên thấy Ngô Thiên Tiếu đã trở lại, hắn không khỏi cực kỳ cảm thán. Kỳ thật tối qua khi gọi điện thoại tới, Ngô Thiên Tiếu đã để lộ ra ý tưởng phải trở về đúng lúc. Hạ Tưởng không nói gì, chỉ nói không cần gấp nhất thời, dù sao buổi tối đi xe cũng nguy hiểm. Tuy rằng thành phố Yến cũng không cách xa thành phố Lỗ, nhưng dù sao Ngô Thiên Tiếu cũng không mang theo xe chuyên dụng. Không ngờ Ngô Thiên Tiếu vẫn tự mình nghĩ biện pháp trở lại, hơn nữa còn đi làm từ sáng sớm, tinh thần đáng khen ngợi, cũng biểu hiện ra y không hề đi vắng. Nếu không, thư ký không có mặt, người khác cũng sẽ nghi ngờ thư ký của Phó Bí Thư Hạ đi đâu, đang âm thầm làm gì. Hạ Tưởng vỗ vai Ngô Thiên Tiếu cười. Thiên Tiếu, vất vả rồi. Không vất vả, không vất vả. Ngô Thiên Tiếu tươi cười, thần sắc càng thêm cung kính. Nhớ lại những lời tán tụng của đủ loại người về Phó Bí Thư Hạ, biết được Phó Bí Thư Hạ có bối cảnh sâu dày, là người lãnh đạo tốt, đi theo Phó Bí Thư Hạ chắc chắn là lựa chọn anh minh, chính xác nhất cuộc đời y. Đây cũng là kỳ ngộ duy nhất để có thể bay lên, bởi vậy y không thể có chút buông thả nào. Hạ Tưởng cũng cảm thấy Ngô Thiên Tiếu hiện tại thành thục và trầm ổn thêm không ít, liền có ý thử y. Tai nạn xe cộ tại thành phố Yến và trên đường cao tốc là tình hình thế nào? Nói một chút quan điểm của cậu xem. Ngô Thiên Tiếu cười, nói không chút do dự, hiển nhiên là đã có chuẩn bị, có lẽ dọc đường đi đã suy nghĩ rõ ràng chân tướng sự việc. Tai nạn xe cộ tại thành phố Yến chính là lừa dối, ha ha, rất cao minh. Tai nạn xe cộ trên đường cao tốc cũng rất kỳ quái. Ngay từ đầu tôi hoài nghi có bàn tay của Hà Giang Hải, sau nghĩ lại thì thấy không phải. Hà Giang Hải hiện tại đang ở bệnh viện không ra ngoài. Chính là muốn không đếm xỉa tới, mặc kệ tỉnh Tề xảy ra chuyện to tát gì đều không liên quan tới y. Y khẳng định sẽ không chủ động gây chuyện. Nếu để Chu Hồng Cơ nghe được lời Ngô Thiên Tiếu, có lẽ sẽ có cảm ngộ,
có lẽ sẽ không tự thân ra mặt tìm Hà Giang Hải ngả bài. Nhưng đáng tiếc chính là Ngô Thiên Tiếu sẽ không biểu hiện đầu óc chính trị của mình ở trước mặt Chu Hồng Cơ. Theo tôi đoán, sự việc ở đường cao tốc là do thế lực bản thổ tỉnh Tề gây ra. Hơn nữa căn cứ phân tích tình thế hiện trường, đối phương chỉ nhắm vào một chiếc xe để xuống tay, trên xe có phụ nữ, đã thuyết minh một điểm, đối phương nghĩ người ngồi trên xe là Cung Tiểu Tinh. Ngô Thiên Tiếu tiếp tục chậm rãi nói, hiển nhiên, chẳng những y rất có hứng thú đối với sau lưng sự kiện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, y còn có suy luận của riêng mình. Phân tích của Ngô Thiên Tiếu cơ bản phù hợp với phỏng đoán của Hạ Tường. Điều này cũng khiến Hạ Tường hơi lo lắng, lực lượng bản thổ khổng lồ ẩn giấu trong bóng tối của tỉnh Tề rốt cuộc cũng xuất động. Hết thảy đều do hành động Chu Hồng Cơ muốn bắt Cung Tiểu Tinh gây ra. Lúc trước Hạ Tường muốn bí mật rời Cung Tiểu Tinh đi, và giữ kín rất nhiều chứng cứ của Cung Tiểu Tinh không nói ra, cũng không phải để uy hiếp thế lực bản thổ tỉnh Tề. Bởi hẳn biết rõ, đối đầu sẽ vĩnh viễn không có đường ra, cũng sẽ không như hắn mong muốn, có lẽ sẽ cho hắn thế chủ động nhất thời nhưng về lâu dài chắc chắn sẽ đem tới sự trả thù càng mãnh liệt hơn. Cho nên Hạ Tưởng rất thông minh ẩn giấu sự việc, đồng thời để Cung Tiểu Tinh lặng lẽ rời khỏi tỉnh Tề, cũng không chỉ vì bảo vệ Hà Giang Hải mà quả thật là vì nghĩ cho đại cục tỉnh Tề, đồng thời cũng vì bảo vệ sự an toàn của Cung Tiểu Tinh. Thậm chí Hạ Tưởng cũng đoán được một điểm, những thứ Cung Tiểu Tinh nắm giữ về thế lực bản thổ có cả chuyện bí mật của Hà Giang Hải. Chỉ sợ rằng Hà Giang Hải không phải không biết mà là cố tình giả vờ không biết, muốn biến Cung Tiểu Tinh trở thành quả bom hẹn giờ. Mà điều khiến Hạ Tưởng tiếc nuối chính là, hắn đảm nhiệm vai trò người phá bom, chuẩn bị gỡ kíp nổ Cung Tiểu Tinh thì Chu Hồng Cơ thừa dịp hắn không ở tỉnh Tề, lại giơ tay về phía quả bom. Sao Chu Hồng Cơ không suy nghĩ cẩn thận một chút? Vì sao Hạ Tưởng không làm lớn chuyện Cung Tiểu Tinh lên chứ? Vì sao sau khi Chu Hồng Cơ ra tay, Hà Giang Hải vẫn làm bộ không biết gì? Hà Giang Hải là người thông minh, y trốn ở bệnh viện không ra, thứ nhất là vì dưỡng bệnh, tranh thủ sự thông cảm, vì dù sao đứa con trai của y cũng đã mất. Thứ hai là vì muốn trốn thật xa, ngồi xem đủ mọi thủ đoạn mà Chu Hồng Cơ muốn bố trí mình vào chỗ chết, sẽ chờ khi Chu Hồng Cơ kích nổ, xem Chu Hồng Cơ sẽ bị ngọn lửa chiến tranh nhân dân tỉnh Tề thiêu chết như thế nào. Chu Hồng Cơ bị lừa, dính bẫy của cáo giả Hà Giang Hải. Có lẽ Chu Hồng Cơ cho rằng Hà Giang Hải đối nhân xử thế quá thẳng, không biết luồn lách, không có âm mưu quỷ kế, vậy y đã sai lầm hoàn toàn. Nếu Hà Giang Hải không có đầu óc, sao có thể trở thành lãnh tụ thế lực bản thổ tỉnh Tề? Sao có thể sừng sững ở tỉnh Tề mười mấy năm không ngã? Hơn nữa, dù sao Hà Giang Hải cũng ở tỉnh Tề lâu hơn vài chục năm so với Chu Hồng Cơ. Vài chục năm, cho dù là một cán bộ cấp cục cũng có thể dệt ra một mạng lưới quan hệ vô cùng khổng lồ. Nói không chừng, Cung Tiểu Tinh chính là một quân cờ của Hà Giang Hải. Cung Tiểu Tinh nắm trong tay rất nhiều bí mật riêng tư của thế lực bản thổ, nhưng bản thân Cung Tiểu Tinh không tự biết mà thôi. Nếu không, cô chỉ là một nhân viên phục vụ nhỏ bé, sao có thể nắm giữ rất nhiều chứng cứ mà không ai biết chứ? Càng có thể, sau khi việc của Cung Tiểu Tinh bị Hạ Tưởng phát hiện, áp dụng biện pháp bí mật lặng lẽ rời đi, khiến Hà Giang Hải không thể thích ứng, vẫn không nghĩ được biện pháp tốt để đối phó. Kết quả, Chu Hồng Cơ ra tay chế tạo một cơ hội tuyệt vời cho y. Vì thế, Chu Hồng Cơ liền tới làm bọ ngựa bắt phe sầu. Chỉ cần Hà Giang Hải âm thầm phát ra tin tức, tất nhiên sẽ khiến thế lực bản thổ tỉnh Tề khủng hoảng, y sẽ là chim sẻ rình ở phía sau. Chu Hồng Cơ lần này tới thành phố Yến điều tra Cung Tiểu Tinh, sợ là bị người dắt mũi. Vì trúng kế của Hà Giang Hải, khiến sự kiện Cung Tiểu Tinh âm thầm gây nên một mạch nước ngầm. Nếu thật sự dẫn phát thế lực bản thổ tỉnh Tề khủng hoảng, Chu Hồng Cơ sẽ thật sự thảm. Hạ Tưởng cân nhắc trong chốc lát liền muốn tìm Chu Hồng Cơ nói chuyện, hàm xúc nhắc khéo một số việc không cần quá nóng vội, nếu không sẽ dễ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, không ngờ Khâu Nhân Lễ có việc muốn tìm hắn. Hắn đành phải gặp mặt Khâu Nhân Lễ trước. Vì Khâu Nhân Lễ muốn đề cập tới vấn đề đề cử ứng cử viên sau khi Viên Húc Cường lui ra, Ban Tổ chức Trung ương đã chính thức thông chi tỉnh ủy. Sắp tới sẽ tới tỉnh Tề khảo sát chọn người làm bí thư thành ủy thành phố Lỗ. Hạ Tưởng giật mình, Ngô Tài Dương làm việc nhanh thật. Sau khi kinh ngạc, hắn cũng âm thầm tán thưởng Ngô Tài Dương quả nhiên là trưởng ban tổ chức trung ương, nói là muốn để danh ai đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Lỗ, thật là có quyền uy, nói đến vậy thì tổng bí thư cũng phải nhượng bộ. Cũng may, Hạ Tưởng làm việc cũng có chuẩn bị trước. Hôm qua trở lại thành phố Lỗ, hắn đã gọi điện thoại cho Lý Đồng.
hàm xúc nhắc tới việc bí thư thành ủy thành phố Lỗ. Lý Nồng vừa nghe đã hiểu là chuyện gì, liền vô cùng cao hứng, nói muốn mời Hạ Tưởng ăn cơm. Đáng tiếc lúc đó Hạ Tưởng đã nhận lời của Chu Hồng Cơ nên đành khéo léo từ chối Lý Nồng. Ăn cơm hay không không quan trọng là ân tình đã truyền đạt tới là được. Ngoại trừ việc thảo luận đề cử người làm bí thư thành ủy thành phố Lỗ, còn có vấn đề đề cử người làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Hạ Tưởng nghe xong cảm thấy khó hiểu. Dường như trong vấn đề bổ nhiệm cán bộ cấp phó tỉnh, Trung ương quá để ý tới ý kiến của tỉnh Tề. Lần trước để tỉnh ủy đề cử người làm phó chủ tịch tỉnh, lần này lại nhắc lại, hiển nhiên là chuyện rất lạ. Hạ Tưởng hiểu ra một điều, ban tổ chức Trung ương không phải tôn trọng ý kiến của Khâu Nhân Lễ, bởi vì Khâu Nhân Lễ dù sao cũng không phải ủy viên Bộ Chính trị mà là gián tiếp thể hiện sự tôn trọng ý kiến của thế lực bản thổ tỉnh Tề. Dù sao chống ra chiếc ghế phó chủ tịch tỉnh của Phan Bảo Hoa, việc phân công quản lý cũng cần cán bộ bản địa phối hợp công tác mới được. Nói cách khác, bề ngoài là trưng cầu ý kiến tỉnh Tề, thực tế là muốn thông qua bàn tay của Khâu Nhân Lễ, đề cử với ban tổ chức Trung ương một người thuộc thế lực bản thổ, ai có thể cân bằng thế lực khắp nơi chính là người thích hợp nhất để đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh. Một phó chủ tịch tỉnh, lại không phải ủy viên thường vụ, bố trí dân bản xứ nhậm chức vừa thực tế lại có hiệu quả trấn an lòng người, một công đôi việc. Nhưng rốt cuộc là đề cử ai, nhất thời Hạ Tưởng cũng không xác định được. Khâu Nhân Lễ lại không e dè nói. Có thể thông qua một con đường nào đó, nghe ý kiến của Hà Giang Hải. Bí thư đảng ủy kiêm giám đốc sở công an, Trung ương đã muốn điều xuống. Bí thư thành ủy thành phố Lỗ và phó chủ tịch tỉnh, khẳng định phải ngay tại chỗ đề bạt, mới thích hợp nhất với hiện trạng của tỉnh Tề. Hạ Tưởng gật đầu. Tôi hiểu, nếu có tin tức sẽ báo cáo lại bí thư ngay. Khâu Nhân Lễ cũng khẽ gật đầu. Phó bí thư Hạ, sự cố gắng của anh ở tỉnh Tề, tôi đều thấy được. So với trước kia, quả thật anh đã thành thục hơn trước, tôi rất vui mừng. Hy vọng anh có thể nhanh hơn nữa trưởng thành lên, gánh vác trọng trách lớn hơn nữa. Tỉnh Tề không thể tiếp tục sai lầm, nếu không, cuối cùng toàn bộ máy tỉnh ủy đều có trách nhiệm. Hiển nhiên Khâu Nhân Lễ đã chú ý tới mạch nước ngầm ở tỉnh Tề, nhưng ông ta là nhân vật số một, có rất nhiều chuyện không tiện trực tiếp nói ra, chỉ có thể do Hạ Tưởng ra mặt trực tiếp hoặc gián tiếp xử lý. Ra khỏi văn phòng Khâu Nhân Lễ, Hạ Tưởng biết không còn nhiều thời gian liền đi nhanh tới hướng văn phòng của Chu Hồng Cơ. Nhưng lúc này Chu Hồng Cơ đã tới phòng bệnh của Hà Giang Hải, đang giao chiến trực diện với Hà Giang Hải. Khi biết được Chu Hồng Cơ không ở văn phòng, Hạ Tưởng còn không ngờ Chu Hồng Cơ sẽ đi ngả bài với Hà Giang Hải, bởi vì theo hắn thấy, Chu Hồng Cơ còn không đến mức choáng đầu như vậy. Sự thật chứng minh, hắn đã đánh giá quá cao sức phán đoán của Chu Hồng Cơ trong tình thế phức tạp. Hạ Tưởng còn chưa kịp hỏi rõ Chu Hồng Cơ đi đâu, nhân viên của Ủy ban Kỷ luật chỉ nói rằng y vừa đi ra ngoài, cụ thể đi đâu thì không rõ lắm. Hạ Tưởng cũng không làm khó nhân viên văn phòng, bọn họ có thật sự biết hay không có lẽ khó nói, có lẽ chính là không muốn nói thật ra mà thôi. Hắn đã nghĩ gọi điện thoại trực tiếp cho Chu Hồng Cơ để hỏi rõ thì có chuyện xảy ra. Bên ngoài tỉnh ủy ồn ào tranh cãi, từ sau sự kiện xe cộ lần trước, cửa tỉnh ủy tăng mạnh cảnh giới. Nhưng người tới lại không phải điêu dân cũng không phải nhân viên mà là người nhà của nhân viên tỉnh ủy, lực lượng canh gác cửa cũng không tiện dùng sức mạnh quá mức. Mấu chốt là người ta còn mặc áo tang đi tới, khóc lóc ầm ĩ, làm cho ai nhìn cũng phải rớt nước mắt thông cảm, ai còn không biết xấu hổ mà dùng sức mạnh cưỡng ép chứ. Không sử dụng sức mạnh, nhưng phải thực hiện chức trách, nên hơi thể hiện vẻ ngăn trở một chút là được. Vì vậy, cửa chính tỉnh ủy lại một lần nữa bị vây chặt. Vừa lúc Khâu Nhân Lễ có việc đi ra ngoài, không ở tỉnh ủy, Tôn Tập Dân liền trở thành người cao nhất phụ trách tỉnh ủy. Khi tin tức rơi vào tai y, y còn không nghĩ sự tình có liên hệ gì với mình, liền tính cho người hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn chưa ra lệnh thì đã có người tới báo cáo. Sự tình có liên quan tới Chu Hồng Cơ. Sau khi suốt đêm trở về, Mục Chính Nhất liền liên hệ với nhân viên trông giữ hiện trường. Vừa tờ mờ sáng liền truyền đến tin tức xác thực. Bốn nhân viên công tác trên xe có một người tử vong tại chỗ, ba người bị thương, may mắn là không bị thương quá nặng. Nhưng rất không may, người chết lại không phải lái xe, cũng không phải cán bộ cấp phòng bình thường, mà là một trưởng phòng, họ Ngưu. Quan trọng nhất là, khi chết, trưởng phòng Ngưu đang đè chặt lên người một nữ đồng nghiệp trên xe là cô Dương. Xin chú ý, không phải trưởng phòng Ngưu giở trò lưu manh mà là cứu người.
Chính nhờ có trưởng phòng Ngưu cố gắng bảo vệ cô Dương, trưởng phòng Ngưu hy sinh một cách vinh quang, cô Dương mới có thể may mắn thoát chết, là người bị thương nhẹ nhất trong số 4 người. Vì thế người nhà của trưởng phòng Ngưu mặc kệ mọi việc, mặc nguyên áo tang tới yêu cầu tỉnh ủy chủ trì công đạo, trả lại sự trong sạch cho trưởng phòng Ngưu, đồng thời trao tặng cho trưởng phòng Ngưu một danh hiệu vì sự hy sinh cao cả của anh ta. Người nhà của cô Dương cũng không vừa, người chết thì chết, ngay cả chết rồi cũng không để người sống được dễ chịu, thật biết cách chết. Người nhà của cô Dương cũng náo loạn tỉnh ủy, yêu cầu tỉnh ủy có lời chính thức, không thể làm hỏng sự trong sạch của người ta. Hai nhà liên hợp với nhau, thương lượng, cảm thấy Chu Hồng Cơ cần phải tự mình ra mặt, an ủi người nhà nạn nhân. Bởi vì dù sao người cũng là do Chu Hồng Cơ phái đi làm việc, hơn nữa còn làm việc danh không chính, ngôn không thuận, rốt cuộc đi tỉnh Yến điều tra vụ án gì cũng không nói rõ. Đồng chí Chu Hồng Cơ nào biết được sự tình lại náo loạn nhanh như vậy. Sáng sớm y đã đi ngả bài với Hà Giang Hải, chuẩn bị buổi chiều tới xử lý hậu quả sự việc trưởng phòng Ngưu, không ngờ người khác không để y có thời gian. Cũng đúng, Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề đi tới tỉnh Yến quả thật là danh bất chính ngôn bất thuật, xem như một lần bí mật điều tra. Kỳ thật bình thường Ủy ban Kỷ luật rất nhiều khi bí mật điều tra, nhưng ai ngờ được khi bí mật điều tra cũng bị tai nạn chết người. Tai nạn chết người thì thôi, còn náo loạn ra chuyện xấu, lại còn hai gia đình bắt tay nhau tới tỉnh ủy náo loạn. Như vậy không phải là muốn làm mất mặt Chu Hồng Cơ sao? Khiến Chu Hồng Cơ mất mặt cũng được, bởi vì khẳng định đằng sau sự việc có người thúc đẩy. Nếu không sao mới chỉ có nửa ngày, trưởng phòng Ngưu Anh Dũng cứu cô Dương, sự kiện xả thân cứu mỹ nhân này lại được truyền bá rộng rãi chứ. Kỳ thật Chu Hồng Cơ cũng không muốn bạc đãi trưởng phòng Ngưu, khẳng định là phải báo cáo rằng hy sinh khi làm nhiệm vụ, có tiền trợ cấp, an ủi người nhà, v.v., khẳng định phải dùng quy cách cao nhất để thể hiện sự thương cảm cấp dưới của y. Chẳng qua y chưa kịp chỉ đạo thực hiện thì sự việc đã bất ngờ xảy ra. Nếu lúc này Chu Hồng Cơ ý thức được tất cả sự kiện đều cố ý nhắm vào y, hiện tại y thu tay vẫn còn kịp, nhưng y lại bị Hà Giang Hải làm cho tức giận, dẫn tới đưa ra quyết định sai lầm, khiến sai một ly đi một dặm, cuối cùng ngay cả Hạ Tưởng cũng không thể kéo y lại nổi. Khi biết được sự kiện xảy ra bên ngoài, Hạ Tưởng liền biết rằng sau tai nạn xe cộ của Mục Chính Nhất, kế hoạch tấn công Chu Hồng Cơ đợt 2 đã khởi động. Nếu nói tai nạn xe của Mục Chính Nhất là dọa dẫm và cảnh cáo, như vậy sự kiện người nhà tới chửi bới làm loạn chính là đánh vào uy danh của Chu Hồng Cơ, khiến y mất hết thanh danh. Thực sự là từng bước ép sát, từng bước đều kinh tâm. Chẳng lẽ hiện tại Chu Hồng Cơ vẫn chưa tỉnh ngộ mình đang ở đâu sao? Nếu để Hạ Tưởng biết lúc này Chu Hồng Cơ đang gặp Hà Giang Hải và ầm ĩ một trận, chắc hẳn hắn sẽ phải thầm mắng Chu Hồng Cơ ngu xuẩn. Chỉ tiếc, hiện tại Hạ Tưởng cũng bận rộn công việc, không thể đánh thức Chu Hồng Cơ đúng lúc. Hơn nữa, cho dù hắn muốn cũng không chắc có thể đánh thức nổi. Hạ Tưởng trở lại phòng làm việc, nghe Ngô Thiên Tiếu báo cáo lại sự việc bên ngoài xong, hắn hơi lắc đầu, sự tình không liên quan tới mình, không cần nhúng tay vào thì hơn. Nhưng xuất phát từ sự quan tâm vẫn là cần nhắc nhở Chu Hồng Cơ, hắn cầm lấy điện thoại muốn gọi cho Chu Hồng Cơ, không ngờ điện thoại lại đổ chuông trước. Vừa thấy có điện thoại, Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười. Thật sự là quá nhiều việc, không ngờ quên mất việc lớn này. Cầm điện thoại lên, Hạ Tưởng vội nói. Chủ tịch Thành, ngượng ngùng quá, quên mất không tới sân bay đón ngài. Thành Đạt Tài hiển nhiên không để ý. Không cần khách sáo, hiện giờ tôi đã đến nhà khách. Cậu trước hết cứ liên hệ với nha nội, nếu tiện thì chưa gặp mặt. Thành Đạt Tài vẫn tính cách nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán. Mấy năm gần đây rất ít xuất đầu lộ diện, có lẽ lần này ông ta tới tỉnh Tề cũng đã có quyết tâm làm một trận lớn. Năm đó khi Thành Đạt Tài gây dựng sự nghiệp, tung hoành khắp nơi, dám làm dám chịu, hiện tại tới giai đoạn thủ thành, lâu lắm rồi ông ta không đánh cuộc một phen. Lần này bị Hạ Tưởng kéo ra chiến trường, cũng là có một kiểu tuổi già nhưng trí chưa già, lý tưởng hào hùng chí ở ngàn dặm. Người già rồi, rất khó có được tình cảm mãnh liệt. Lần này so chiêu với nha nội, khiến Thành Đạt Tài lại một lần nữa tìm được cảm xúc mãnh liệt thiêu đốt năm xưa, sao có thể không tích cực chủ động chứ? Hạ Tưởng hơi trầm ngâm, liền đáp ứng. Được, để tôi liên hệ với nha nội. Nha nội hiện giờ bề ngoài vẫn đang nằm viện ở thành phố Lỗ, vừa không xuất viện cũng không trở về Bắc Kinh. Ý tứ cá nhân không nói cũng rõ, chính là muốn chơi bài bi tình khổ nhục kế, nhưng thực tế bản thân y đã sớm vô sự.
Hạ Tưởng liền tạm thời đẩy việc Chu Hồng Cơ sang một bên, gọi điện thoại cho nha nội. Tổng Giám đốc Cao, Chủ tịch Thành đã đến thành phố Lỗ, trưa nay anh có thời gian không? Chủ tịch Thành tới rồi à? Giọng nha nội vừa hưng phấn vừa có chút khẩn trương. Sao không nói sớm, để tôi ra sân bay đón Chủ tịch Thành? Thật sự là, quá thất lễ với Chủ tịch Thành. Chủ tịch Thành nghỉ ở nhà khách nào? Để tôi đi thăm hỏi ông ta ngay. Dù có xuất phát từ thật tâm hay không, nha nội chủ động đi thăm hỏi Thành đạt tài cũng quả thật là nên vậy. Thứ nhất là trong việc tài chính chuyển đổi cổ phần, y có việc cần nhờ Thành đạt tài. Hai là với những truyền kỳ mà cá nhân Thành đạt tài đã trải qua, chắc chắn là một nhân vật đỉnh cao trong giới bất động sản trong nước. So sánh với ông ta, nha nội còn kém quá xa. Cho dù tập đoàn Thiên Giang của nha nội hiện tại cũng là một trong những tập đoàn cực kỳ nổi tiếng trong giới bất động sản trong nước, nhưng người trong giới đều biết rằng, giá trị của tập đoàn Thiên Giang kém tập đoàn đạt tài nhiều lắm, đằng sau thành công của nó có rất nhiều yếu tố chính trị. Nhân tố chính trị chống đỡ cho tập đoàn lớn, nếu chính trị thất thế cũng rất dễ bị sụp đổ. Đây cũng chính là lý do hiện tại nha nội rất muốn mua lại tập đoàn đạt tài. Dù sao tập đoàn đạt tài cũng đi theo con đường thị trường đích thực, nếu tập đoàn Thiên Giang muốn không xuống dốc trong nhiệm kỳ sau, tất nhiên cũng phải học cách sinh tồn trong thương trường. Doanh trại quân đội là sắt, quân đội là nước, doanh trại thì cố định, còn người lính thì thay đổi liên tục, một doanh nghiệp có thể có truyền thống kế thừa trăm năm chứ không thể có chính khách nào tại vị trăm năm. Nha nội cũng là xuất phát từ kế lâu dài mới tự hạ mình trước mặt Thành đạt tài. Chỉ tiếc nha nội tính toán quá khôn danh, không phải là muốn học tập kinh nghiệm quản lý tiên tiến của tập đoàn đạt tài, cũng không phải thật tâm muốn hợp tác với tập đoàn đạt tài, mà là muốn mượn danh nghĩa hợp tác để thâu tóm tập đoàn đạt tài. Như vậy chẳng khác nào tự chôn mầm tai họa cho bản thân. Nếu tính tới kế hoạch thâu tóm sản nghiệp của Tiếu Giai ở Bắc Kinh, vậy hành động nhìn như điên cuồng của nha nội trước nhiệm kỳ mới, kỳ thật chính là muốn lần cuối cùng mượn quyền lực chính trị to lớn để kiếm một khoản thật đậm. Hạ Tưởng có thể hiểu được hành động này của nha nội, nhưng chính vì hiểu cho nên hắn càng kiên định đẩy mạnh kế hoạch phản kích của mình. Hẹn xong địa điểm và thời gian gặp mặt vào giữa trưa, Hạ Tưởng là người trung gian cũng phải ra mặt, khiến hắn bỏ lỡ cơ hội tốt nhắc nhở Chu Hồng Cơ, khiến đồng chí Chu Hồng Cơ rất không may đi lạc đường, tới nơi không có đường rút lui để đi nữa. Tỉnh ủy xử lý sự kiện trưởng phòng Ngưu và cô Dương như thế nào, Hạ Tưởng không quan tâm, cũng chẳng quan hệ gì tới hắn. Hắn chỉ biết Tôn Tập Dân ra mặt, nghĩ cũng khá thú vị. Phiền toái của Chu Hồng Cơ lại do Tôn Tập Dân tới giải quyết hậu quả, coi như là nhờ vả đúng người đi.